Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 18. Bên đầu điện thoại kia cô gái uy hiếp lạnh như băng cực kỳ. Giống như căn bản không đem Dược Minh hạng thừa đông coi ra gì. Sau đó lại là bất đồng người bất kỳ phản ứng, trực tiếp cúp điện thoại, chỉ còn lại Diệp Thần và hạng thừa đông chố mắt nhìn nhau. Diệp tiên sinh, u hồn giam ngục sau lưng không người nghĩ đơn giản như vậy, nói chính xác, nó không thuộc về hoa hạ võ đạo giới. Đây cũng là ta khuyên ngươi không muốn xông vào lý do. Mới vừa rồi đối phương giọng ngươi cũng nghe được, Dược Minh mặc dù ở hoa hạ võ đạo giới vậy coi là có một chút thực lực, nhưng là ở đối phương trong mắt, thật đúng là không tính là cái gì. Diệp Thần không để ý đến hạng thừa đông, trực tiếp mở cửa xe, xuống xe, sau thiên 12 giờ khuya, kinh thành đại học sư phạm phía Bắc Hồ Vân Hòa, ta chờ chính là ngày này. Hạng thừa đông xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn Diệp Thần viễn đi bóng người, liền nghĩ tới ban đầu ở đan phòng hình ảnh. Dẫn động thần lôi, khủng bố như vậy. U hồn giam ngục mặc dù mạnh mẽ và thần bí, nhưng là cái này Diệp tiên sinh cũng không yếu à. Nếu như ngày mốt có thể bộc phát ra ở đan phòng lực lượng và khí thế, biết có thể là u hồn giam ngục. Lý sự trưởng, phải lái xe sao? Hạng thừa đông suy nghĩ một chút, còn người híp lại. Đột nhiên nói, như vậy đi, ta xuống xe đi trở về khách sạn, khoảng cách không xa, người mấy ngày nay ở ngay cửa trông nom, nếu như Diệp tiên sinh dùng xe cần, người chú ý một chút, nhớ, dù sao cũng không nên đắc tội Diệp tiên sinh. Rõ ràng, tài xế gật đầu một cái, hắn từ kính chiếu hậu nhìn một cái hạng thừa đông. Hắn đi theo hạng thừa đông bên người nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy hắn kiêng kỵ như vậy người khác. Mấu chốt vẫn là một cái trẻ tuổi như vậy thanh niên. Rất nhanh, hạng thừa đông xuống xe liền biến mất ở kinh thành đại học sư phạm. Diệp Thần trở lại giáo viên nhà trọ, vừa mới chuẩn bị tu luyện, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Hắn nhíu mày một cái, đứng dậy đi mở cửa, phát hiện đứng ngoài cửa Ngụy Dĩnh. Ngụy Dĩnh đổi cả người quần áo, tơ lụa trắng áo đầm tựa như thủy mị, một đầu dài mà tự nhiên tóc quan khoác lên trên vai. Cặp mắt kia ra ánh mắt lóe làm các nam nhân là điên cuồng thu ba, mặt trái xoan giường trên trước một tầng nhàn nhạt trang điểm, hóa được vừa vặn phấn mắt, nước kia nước môi đỏ mọng hấp dẫn hết sức. Hắn chân thực không hiểu nổi Ngụy Dĩnh ở nhà đổi thành cái này thân quần áo là làm gì. Có chuyện, Diệp Thần nhàn nhạt nói. Ngụy Dĩnh cười một tiếng, giơ giơ lên điện thoại di động trong tay, nói, giáo sư Diệp. Trường học của chúng ta mấy vị lão sư và giáo sư tự phát tổ chức một tràng nghi thức hoan nghênh ngươi gia nhập kinh thành đại học sư phạm đại gia đình này, ngươi có thể nhất định phải nể mặt nha. Ngụy Dĩnh một mặt mong đợi, nàng vốn cho là người đẹp hỗ trợ, Diệp Thần tất nhiên sẽ đáp ứng, lại không nghĩ rằng, Diệp Thần liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt nói, không cần, ta thích thanh tĩnh. Ngụy Dĩnh ngẩn ra, chợt sắc mặt có chút khó khăn xem. Giáo sư Diệp. Thật ra thì cũng chỉ ăn một bữa cơm, không lãng phí giáo sư Diệp bao nhiêu thời gian, hơn nữa chúng ta phòng riêng cũng đặt xong, nếu như Diệp tiên sinh không đi, vậy chúng ta thì trách lúng túng, dẫu sao loại việc này động nhân vật chính là ngươi đây. Diệp Thần nhìn một cái Ngụy Dĩnh, nghĩ tới điều gì, hắn đã biết u hồn giam ngục ẩn núp trong bóng tối người kia thanh âm, người này có thể là lão sư hoặc là giáo sư, gặp một chút mọi người ngược lại cũng không phải chuyện xấu. Đã như vậy. Vậy ta chỉ có thể đi, Diệp Thần nói. Ngụy Dĩnh lấy được Diệp Thần câu trả lời, vội vàng ở điện thoại lên thao tác một phen, hiển nhiên đang hồi phục khác lão sư mấy giây sau đó. Ngụy Dĩnh đối với Diệp Thần nói, giáo sư Diệp, người muốn không muốn đổi cả người quần áo, sau đó chúng ta cùng nhau đi xuống, bọn họ bây giờ vừa vặn ở cửa trường học. Không cần, đi thôi. Tốt đây. Ngụy Dĩnh và Diệp Thần trực tiếp hướng cửa trường học đi tới, dọc theo đường đi. Ngược lại là hấp dẫn không thiếu tầm mắt, có thể gặp Ngụy Dĩnh ở kinh thành đại học sư phạm nhân khí. Không lâu lắm, hai người đã đến cửa trường học. Cửa có chừng 8 người, 4 nam 4 nữ, các nam nhân đại khái ở 30 tuổi đến 4 chừng 10 tuổi, mà 4 người nữ sinh so Ngụy Dĩnh lớn tuổi chút, nhưng là bởi vì bảo dưỡng không tệ, căn bản không nhìn ra. Ngụy Dĩnh, ở chỗ này. Mấy cái nữ lão sư hướng Ngụy Dĩnh và Diệp Thần vẫy vẫy tay. Rất là nhiệt tình, ánh mắt càng là tò mò ở Diệp Thần trên mình lởn vởn. Ngụy Dĩnh vội vàng mang Diệp Thần đi tới, càng đối với 8 người giới thiệu, vị này chính là ta mới vừa rồi ở trong nhóm và mọi người nói Diệp Thần,
giáo sư Diệp, hiệu trưởng trước nhưng mà thổi thổi phồng rất nhiều nha. Một cái trong đó hơi mập nữ lão sư diễn cảm tựa như gặp quỷ vậy, kinh hô, Ngụy Dĩnh, hắn thật sự là hiệu trưởng trong miệng giáo sư. Làm sao có thể, ta làm sao cảm giác và những học sinh kia tuổi không sai biệt lắm nha. Ngụy Dĩnh cười một tiếng, giải thích, Thu tỷ, ngươi xem ta giống như là đang dối gạt ngươi sao. Hắn có thể ở ta cửa đối diện gian phòng nhưng mà hiệu trưởng tự mình giám sát quét dọn, nói là để lại cho mới tới giáo sư đây. Lời này vừa nói ra, ngược lại để cho tất cả mọi người tin Diệp Thần thân phận. Một cái khác mang mắt kính, Thùy Mị Phạm lão sư lại là đưa tay ra đối với Diệp Thần nói, giáo sư Diệp, ta kêu Trịnh Thủy, là tiếng Pháp hệ một vị lão sư, không nghĩ tới ngươi như thế trẻ tuổi, thật là còn trẻ có là, đúng rồi Diệp tiên sinh, ngài là kia nơi tốt nghiệp đại học. Nghe được vấn đề này, Diệp Thần liền nhớ tới cần phải kình cho mình trong tài liệu nội dung, liền nói, Tư Thản Phúc. Lời này vừa nói ra, nhất thời để cho Diệp Thần trở thành mấy người phụ nữ đề tài trung tâm. Mà vẫn không có nói chuyện bốn cái người đàn ông, diễn cảm nhưng có chút âm trầm. Bọn họ con người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, hâm mộ, ghen tị, thậm chí mang một tia hận ý. Bốn người sở dĩ tham gia cái này cái gọi là bữa cơm, căn bản không phải đối với Diệp Thần cảm thấy hứng thú, mà là bởi vì Ngụy Dĩnh sẽ đi. Ngụy Dĩnh thành tựu kinh thành đại học sư phạm vô số học sinh và lão sư tình nhân trong mộng, rất ít tham gia tụ họp, lần này vì một cái mới tới giáo sư, lại như vậy chủ động, bọn họ làm sao không hâm mộ. Mấu chốt hiệu trưởng lại là đem Ngụy Dĩnh đối diện vậy bộ giáo viên nhà trọ cho cái này Diệp Thần. Và Ngụy Dĩnh khoảng cách như vậy gần, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Diệp Thần nếu như truy đuổi Ngụy Dĩnh, tất nhiên so bọn họ nhanh chân giành trước. Bốn người một mực giữ độc thân, một người trong đó lại là ở 2 tháng trước cùng mình thê tử ly dị, chính là hy vọng có thừa cơ lợi dụng. Bọn họ vô số lần hẹn Ngụy Dĩnh đơn độc ăn cơm, cũng bị cự tuyệt. Nhưng là tại sao thằng nhóc này mới tới, là có thể bị mời? Dựa vào cái gì? Chính là bởi vì trẻ tuổi sao? Trẻ tuổi có cái thí dụ. Ở học thuật lĩnh vực, nhìn là lý lịch và năng lực. Bọn họ bốn người. So sánh với Diệp Thần, thật là không dứt cao một cấp bậc. Diệp Thần tự nhiên phát giác vậy bốn cái nam lão sư địch ý, nếu như ánh mắt có thể hóa thành kiếm mà nói, bọn họ chết sớm. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đối với tất cả mọi người nói, đi thôi, đi ăn cơm, ta buổi tối còn có việc. Trước mắt cái này mấy người uy hiếp, hắn là căn bản không có để ở trong lòng. Đom đóm ánh sáng há có thể cùng vầng trăng tranh sáng. Một cái trong đó ăn mặc áo sơ mi trắng nam lão sư nghĩ tới điều gì, móc ra trong tay xe Mercedes chìa khóa, mở miệng nói, giáo sư Diệp, không biết xe ngươi dừng ở nơi đó. Coi như ở trường học, lão sư đoàn thể trong, kinh tế leo so vậy rất là bình thường. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tầm mắt ngay tức thì rơi vào Diệp Thần trên mình. Nếu như Diệp Thần có tài hoa lại nhiều tiền, vậy thì thật hoàn mỹ. Khởi liệu. Diệp Thần nhún vai một cái, nhàn nhạt nói, ta không có xe. Ta không có xe. Đây đối với Diệp Thần mà nói đúng là thành thật trả lời, hắn mặc dù nắm trong tay tập đoàn Thiên Chính, trên tay thẻ ngân hàng cũng không biết là nhiều ít con số chữ, nhưng là bây giờ hắn đã không có mua xe dục vọng. Người tu luyện theo đuổi là ngự kiếm phi tiên, mà không phải là dựa vào xe thay đi bộ. Ở tỉnh Chiết Giang thời điểm một mực có Tiểu Đặng. Hắn đã sớm thói quen người khác là hắn lái xe, mình mở, trừ phi tình huống đặc biệt, hắn cũng không thích làm việc loại này lạnh như băng vật. Ở Diệp Thần xem ra là tùy tiện lời nói, nhưng là ở mấy người còn lại trong mắt nhưng đổi mùi. Trừ Ngụy Dĩnh, còn lại mấy người nữ sinh tựa hồ đối với Diệp Thần đột nhiên mất đi hứng thú. Ở nàng bọn họ xem ra, Diệp Thần liền xe cũng không mua nổi, ăn mặc cũng không có bất kỳ thương hiệu quần áo trang sức. Loại người này phỏng đoán chính là một mặt chết đi học tồn tại. Coi như là thiên tài thì như thế nào? Giáo sư thì như thế nào? Điều điều đại lộ thông La Mã, có vài người liền xanh ở La Mã, mà trước mắt Diệp Thần đã sớm ở xuất phát lên mạng liền bại bởi người khác, cũng chỉ có cầm thành tích nói chuyện. Còn lại bốn vị nữ sinh cũng hoặc nhiều hoặc thiếu đối với Diệp Thần mất đi hứng thú, duy chỉ có Ngụy Dĩnh. Cái đó ăn mặc áo sơ mi trắng nam lão sư. Khẽ mỉm cười, tựa như tìm được cái gì tự ái, đối với Diệp Thần nói, giáo sư Diệp,
thật cố gắng lên lực cái gì cũng biết có, người tiền lương vừa mới bắt đầu sẽ không quá cao, nhưng là toàn mấy năm mua chiếc xe hẳn không vấn đề gì quá lớn, cố gắng lên đi. Đúng rồi, ta kêu Ngô Phàm, là hệ kiến trúc một vị phó giáo sư. Ngô Phàm vốn định vỗ vỗ Diệp Thần bả vai, nhưng trực tiếp bị hắn tránh ra. Đi thôi. Không lâu lắm, vậy bốn vị nam lão sư mỗi người lái một chiếc xe xuất hiện ở cửa trường học. Một chiếc Mercedes-Benz, một chiếc BMW, còn lại hai chiếc là hệ Nhật xe nhỏ, thương hiệu cũng không tệ. Lần tụ hội này tổng cộng 10 người, bốn chiếc xe vậy là đủ rồi. Còn lại bốn vị lão sư căn cứ quan hệ trình độ, trực tiếp lên ba chiếc xe, duy chỉ có Ngô Phàm xe vẫn là trống không. Ngô Phàm đem cửa kính xe quay xuống, khóe miệng phác họa một đạo nụ cười tự tin, đối với một tiệc quần dài Ngụy Dĩnh nói, Ngụy lão sư, ngươi ngồi xe ta đi, ta mới vừa thật là có chút khẩu ngữ vấn để muốn cùng ngươi thảo luận một chút, qua mấy ngày muốn đại biểu trường học xuất ngoại, ta cũng không muốn mất thể diện. Nói ra lời này, Ngô Phàm một mặt mong đợi. Trong giọng nói căn bản không có đá Diệp Thần, hắn cũng là không chút nào mời Diệp Thần ý nghĩa, không biết tại sao, hắn chỉ muốn Diệp Thần chủ động cầu hắn. Diệp Thần khó chịu để cho hắn cảm giác khó hiểu rất thoải mái. Ngụy Dĩnh tự nhiên biết Ngô Phàm những thứ này tâm tư, hắn nhìn một cái Diệp Thần, con người có chút tự trách, rất sợ tổn thương đạt tới Diệp Thần tự ái. Vốn cho là rất mau mắn bữa cơm, trực tiếp bị còn lại mấy vị lão sư leo so gây rất không vui mau. Nàng mắt đẹp một chuyển, nghiêm túc nói, Ngô giáo sư, ta và giáo sư Diệp cùng nhau đón xe đi, dù sao chúng ta biết phòng ăn vị trí. Nghe được câu này, Ngô Phàm sắc mặt có chút xanh mét, bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, Ngụy lão sư, có sẵn xe không ngồi, đánh xe gì à, như vậy đi, ngươi và giáo sư Diệp cùng tiến lên tới đi, ngươi ngồi kế bên người lái, giáo sư Diệp ngồi phía sau là được. Ngụy Dĩnh nhìn một cái Diệp Thần, hỏi ý kiến nói, giáo sư Diệp, như vậy ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thần con ngươi rửng rưng, cự tuyệt nói, không cần, ta tự mình giải quyết. Hắn cũng không muốn tìm chịu tội, đến lúc đó trên xe, vậy Ngô Phàm tất nhiên lại sẽ khoe khoang cái gì, nhiều không thú vị. Ngô Phàm vừa nghe Diệp Thần cự tuyệt lại nổi giận, giáo sư Diệp, ngươi tự mình giải quyết là ý gì? Cũng quá xem nhẹ thủy tinh tâm đi, ta chỉ bất quá nói ngươi một câu mà thôi, ngươi còn như vậy. Chẳng lẽ ngươi phải chạy đi nhà ăn, cách nơi này nhưng mà có 6 cây số, còn nữa, ngươi coi như không là ngươi tự cân nhắc, cũng phải là Ngụy lão sư suy tính một chút à. Hắn chỉ như vậy ngồi trên xe vừa nói, lời nói mang một tia kiêu ngạo, cùng với không vui. Một cái ở bên trong xe, một cái đứng bên ngoài, ở Ngô Phàm mở, tựa như ý nghĩa hai người thân phận khác xa. Chênh lệch lớn. Diệp Thần lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói, ngươi hiểu lầm, xe ngươi không gian quá nhỏ, ta không thích mà thôi. Phía sau Trịnh Thụy gặp bên này chậm chạp không có động tĩnh, mở cửa xe, đi xuống, không vui nói, giáo sư Diệp, ngươi có thể đừng mè nheo sao. Không gian tiểu, giáo sư Diệp, ngươi mặc dù là rùa biển giáo sư, ta tôn trọng ngươi, nhưng là thừa nhận người khác so ngươi ưu tú là khó khăn như thế sao. Chiếc kia xe Mercedes là Ngô giáo sư dựa vào chính mình thực lực kiếm được. Hắn một bài luận văn, tiền thưởng 800 ngàn. Giáo sư Diệp, ta biết ngươi còn trẻ, có lòng ghen tị lý, nhưng là lần này là chúng ta là ngươi hoan nghênh ngươi mới cùng đi ăn cơm, ngươi có thể thành hay không quen thuộc một chút. Không nên nháo không vui mau. Sau đó hắn nhìn về phía Ngụy Dĩnh, phân phó nói, Ngụy lão sư, nếu giáo sư Diệp khăng khăng làm theo ý mình, ngươi liền lên chúng ta xe đi. Nhân tình ấm lạnh. Nguyên bản nhiệt tình Trịnh Thụy khi biết Diệp Thần không có xe, thái độ hoàn toàn lộn. Người ở bên ngoài xem ra, Diệp Thần không thể nghi ngờ là giờ phút này bất tiện nhất và khó chịu tồn tại. Ngụy Dĩnh đứng ở Diệp Thần trước người, đối với Trịnh Thụy nói, Trịnh lão sư, ngươi lời này liền nói qua, chính ngươi lên xe đi, ta chờ một hồi và giáo sư Diệp cùng nhau đón xe tới. Nàng giọng mang một tia băng hàn. Đám người này thật là quá đáng. Ngô Phàm nhìn một chút thời gian, có chút không nhịn được, đối với Diệp Thần nói, được rồi, nếu giáo sư Diệp không biết tương, như vậy chúng ta vậy không cần phải mặt nóng dán mông lạnh, như vậy đi, ta mời mọi người đi kinh thành mới mở nhà kia nhà hàng Vệ Hiên ăn cơm, còn như giáo sư Diệp, hắn như vậy kiêu ngạo người, phỏng đoán vậy không cần ăn cơm.
Lập tức, tình cảnh thiếu chút nữa mất khống chế. Mặc dù không có người nói một câu thô tục, nhưng là Diệp Thần không thể nghi ngờ là bị chĩa vào. Nguyên bản bữa này cơm tối chủ nhân, lại bị rất miễn cưỡng gạt ra khỏi đi. Đây là buồn cười biết bao. Ngô Phàm và Trịnh Thụy cơ hồ không định cho Diệp Thần dưới bậc thang. Ngụy Dĩnh diễn cảm lúc sáng lúc tối, một cái tay trực tiếp nắm Diệp Thần tay, hung hăng trợn mắt nhìn một cái mấy người, sau đó đối với Diệp Thần nói, giáo sư Diệp, ngày hôm nay thang máy sự việc ta còn không có cảm ơn ngươi, nếu như vậy, ta mời ngươi đi vùng lân cận hiệu ăn ăn cơm, như thế nào? Nàng là hoàn toàn nổi giận. Giờ khắc này, nàng hoàn toàn thấy rõ những người này. Nghiêm trang đạo mạo. Được rồi. Diệp Thần nhìn một cái gắt gao nắm chặt chặt mình tay Thanh Tú, có thể cảm giác đến Ngụy Dĩnh trong lòng tức giận. Hắn đối với Ngụy Dĩnh tính cách cũng là hảo cảm mấy phần. Ngay tại lúc này, cách đó không xa, một chiếc máy bách lên. Mới vừa đánh một cái tiểu chuyên tài xế tỉnh hồn lại, nhìn một cái chung quanh, thời gian đầu tiên phát hiện cửa trường học Diệp Thần. Giờ cơm thời gian, Diệp tiên sinh xuất hiện ở cửa, hắn ngay tức thì rõ ràng liền cái gì. Hạng Thừa Đông giao phó sự việc còn rành trong mắt, không do dự nữa, hắn trực tiếp mở cửa xe hướng Diệp Thần bước nhanh. Diệp tiên sinh, ngài cần dùng xe sao? Diệp Thần ngẩn ra, cái này mới phản ứng được, nhìn một cái cách đó không xa may bách, gật đầu một cái. Sau đó vỗ một cái Ngụy Dĩnh bả vai, nói, đi thôi, bây giờ có xe. Diệp Thần đi tới may bách trước cửa, tài xế chủ động khom người là hắn đánh mở cửa xe. Lại là cung kính nói, Diệp tiên sinh, mời. Diệp Thần không có một tia chập chờn, bước bắp đùi trực tiếp tiến vào trong xe. Sau khi ngồi xuống, càng đối với Ngụy Dĩnh nói, lên xe đi. Giờ khắc này, cả thế giới tựa như an tĩnh lại. Ngô Phàm và Trịnh Thụy hoàn toàn bối rối. Nguyên bản dữ tợn diễn cảm tựa như gặp quỷ vậy. Liền liền Ngụy Dĩnh cũng là thân thể cứng ngắc, động một cái cũng không động, trong con ngươi xinh đẹp. Thành tựu xuất sắc dạo dực, sâu đậm nhìn chằm chằm Diệp Thần, gương mặt tuyệt đẹp lên tất cả đều là ngạc nhiên mừng rỡ, rung động. Nàng muốn đem Diệp Thần nhìn thấu. Vô số đạo ánh mắt hướng Maybach bắn tới. Dõi mắt toàn bộ thành đại học, Maybach cũng coi là lên cao cấp xa xỉ xe hơi thương hiệu. Chí ít 10 triệu. Mấu chốt chiếc này Maybach vẫn là bản thêm dài. Trọng yếu hơn chính là... Chiếc này Maybach bảng số xe lại là kinh thành đặc thù chính thức bảng số. Thật lâu yên lặng sau đó, tất cả mọi người không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Ngô Phàm và Trịnh Thụy cảm giác gò má nóng hừng hực, rất là khó chịu. Bọn họ trong mắt thậm chí đều là sợ hãi. Ở bọn họ xem ra, giáo sư Diệp đích xác không có xe. Nhưng là con mẹ nó là có người cho hắn lái xe à? Hắn muốn một giám xe. Hơn nữa còn là cao cấp xe và bảng số. Loại người này thân phận sẽ thấp. Thua ở xuất phát lên mạng, chết đi học, làm sao có thể. Ngô Phàm toàn thân đều là mồ hôi, cho dù bên trong xe nở máy điều hòa không khí, hắn áo sơ mi trắng đã ướt đẫm. Hắn chẳng qua là một cái giáo sư đại học mà thôi, cái này đang bình thường trong mắt người thuộc về thượng lưu vòng, nhưng là ở Diệp Thần trong mắt, ngay cả một giấm cũng không tính à. Hắn thậm chí đang suy nghĩ, mình đắc tội cái này giáo sư Diệp, có thể hay không liền hắn thân phận đều không đảm bảo. Hiệu trưởng như vậy thận trọng đối đãi một người, rất hiển nhiên, thân phận đối phương không thấp à. Mẹ hắn đã sớm nên nghĩ tới. Giờ khắc này, bây giờ không khí quỷ dị đến mức tận cùng. Tất cả mọi người trong lòng phản ứng đầu tiên, đó chính là cái này mới tới giáo sư Diệp rốt cuộc thân phận gì. Bên trong xe Diệp Thần không có hứng thú lý những người này, nhìn một cái ngẩn người Ngụy Dĩnh, mở miệng nói, người rốt cuộc có lên hay không xe. À, tốt. Ngụy Dĩnh thật vất vả kịp phản ứng, vội vàng lên xe, nhìn Diệp Thần ánh mắt cũng thay đổi là kiêng kỵ, ngồi ở bên trong xe cực kỳ không tự do. Tài xế vừa định đóng cửa lại, một đạo thân ảnh vọt tới. Giáo sư Diệp, mới vừa rồi chân thực ngại quá, ta người này chính là nói nhiều, nếu không... Ta lên xe cho ngươi nói xin lỗi đây. Trịnh Thụy cười một tiếng, liền chuẩn bị lên xe. Da mặt dày đến trình độ cao nhất. Cút. Diệp Thần diễn cảm bỗng nhiên lạnh ý, nhìn lướt qua đối phương, phun ra một chữ. Một chữ rơi xuống, Trịnh Thụy cảm giác toàn thân cứng ngắc,
như sắp hầm băng. Tài xế cũng là sát ngôn quan sát người, ngay tức thì công khai ý của Diệp tiên sinh, không do dự nữa, năm ngón tay trực tiếp nắm đối phương cổ áo, cũng không để ý đối phương là phụ nữ, trực tiếp quăng ra ngoài. Sau đó, tài xế trực tiếp đem cửa xe nhẹ nhàng đóng lại, lên chỗ điều khiển, may bét hướng đường chính chạy đi. Nơi này mâu thuẫn, thật ra thì cửa trường học những an ninh kia đã sớm phát giác, nhưng là vừa nhìn thấy xe bảng, bọn họ liền rút lại phòng bảo an, giả trang không thấy được. Một tràng náo nhiệt, mất đi nhân vật chính, tự nhiên không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng là ở Trịnh Thụy và Ngô Phàm trong mắt, coi như Diệp Thần rời đi, một màn kia sợ hãi sâu đậm vẫn không cách nào tiêu tán. May bách trên xe, Ngụy Dĩnh nhìn chung quanh một chút, gương mặt ửng đỏ, nàng muốn hỏi cái gì, nhưng là lời đến khóe miệng vẫn là nuốt ở trong miệng. Nàng chỉ cảm thấy được người mới tới này giáo sư Diệp có chút thần bí như hắc động vậy. Có thể lái nổi loại xe này, hẳn rất có tiền đi. Nàng thậm chí đang suy nghĩ, tại sao Diệp Thần chỉ mời nàng, có phải hay không là đối với nàng có ý tứ. Nàng đối với mình dung mạo vẫn là có mấy phần tự tin, mời nàng người ăn cơm nhiều đi, nàng từng cái cự tuyệt, chủ yếu là không muốn thiếu ân huệ. Nhưng là dưới mắt, là nàng mời Diệp Thần ăn cơm à, làm sao cự tuyệt. Ngồi ở trong xe Ngụy Dĩnh cảm giác có chút đứng ngồi không yên. Đi đâu ăn, Diệp Thần mở miệng nói, dẫn đầu phá vỡ yên lặng. Ngụy Dĩnh thanh âm rất nhẹ ta cũng không biết. Diệp Thần đối với kinh thành không được rõ, nhưng là mới vừa rồi nghe vậy Ngô Phàm nói nhà hàng Vệ Hiên cũng không tệ lắm, liền nói, vậy ta làm chủ, đi nhà hàng Vệ Hiên. Được. Ngụy Dĩnh không biết mình nên nói cái gì. Diệp Thần ánh mắt nhìn lướt qua Ngụy Dĩnh trên cổ địa phách huyền thạch, nghĩ tới điều gì, hiếu kỳ nói, Ngụy lão sư, không biết người có biết hay không, người phụ mẫu ban đầu là như thế nào đạt được dây chuyền này. Cái vấn đề này có chút đường đột, người cũng có thể không trả lời, ta chẳng qua là tò mò. Ngụy Dĩnh cái này mới tỉnh hồn lại, nàng sớm liền phát hiện Diệp Thần đối với nàng dây chuyền lên đồ cảm thấy hứng thú. Nàng một mực cảm thấy được vật này không đáng tiền, bây giờ nhìn lại, tựa hồ đối với Diệp Thần mà nói, rất trọng yếu. Nàng do dự mấy giây, cười nói, giáo sư Diệp, ta cũng không biết, nhưng là ngươi nếu như thích dây chuyền này, ta ngày khác về nhà hỏi một chút mụ ta xem, vật này hình như là người khác đưa cho của mẹ ta. Ngụy lão sư, ta để ý không phải ngươi vậy sợi dây chuyền, mà là dây chuyền lên mang viên kia có chút ánh sáng tinh thạch. Diệp Thần giải thích, Ngụy Dĩnh cúi đầu nhìn một cái, mới chợt hiểu ra, cười nói, giáo sư Diệp, người không nói sớm, dây chuyền này là người khác đưa, nhưng là tinh thạch này ta nhớ nhà ta có rất lớn một khối, mấy năm trước, mụ ta cố ý làm ra một miếng nhỏ để cho tiệm châu báu người khảm nạm đi vào. Cái gì? Diệp Thần lại cũng không thể giữ ổn định, hô hấp thậm chí có chút gấp rút. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Ngụy Dĩnh nhà vẫn còn có càng nhiều hơn địa phách huyền thạch. Đây chính là trí bảo à? Ngụy lão sư, không biết nhà ngươi ở nơi nào. Vậy tinh thạch đối với ta lại nói cực kỳ trọng yếu, ta nguyện ý dùng hết thảy đồ tới trao đổi. Ngày hôm nay có thể không? Diệp Thần lại là kích động bắt được Ngụy Dĩnh tay. Địa phách huyền thạch, đối với hắn mà nói quá trọng yếu. Không chỉ luân hồi mộ địa cần, hắn giống vậy cần. Một ngày cũng không thể kéo. Ngụy Dĩnh nhìn một cái Diệp Thần. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nàng phát hiện cái này giáo sư Diệp được là cử chỉ càng phát ra kỳ quái, nhưng là cũng không nghĩ nhiều, nói, như vậy đi, nhà hàng Vệ Hiên ngày hôm nay vậy chớ đi, trực tiếp đi nhà ta ăn một bữa tốt lắm, nhà ta ở kinh thành vòng 5 đường Vân Hải lên, ngươi để cho tài xế đi cái hướng kia mở đi, vừa vặn nửa tháng không trở về. Được, Diệp Thần vậy bất kể là có phải hay không có chút đường đột, coi như mặt dày bắt lại cũng ở đây không tiếc. Địa phách huyền thạch, đáng hắn làm như vậy. Đi đường Vân Hải, Diệp Thần hướng tài xế phân phó nói. Diệp tiên sinh. Tài xế mất một cái đầu, hướng đường Vân Hải đi. Vân Hải Giai Uyển. Nửa giờ sau đó, Maybach ở Vân Hải Giai Uyển cửa tiểu khu dừng lại. Diệp Thần và Ngụy Dĩnh xuống xe, trực tiếp hướng trung gian một dãy lầu đi. Từ tiểu khu xây dựng tới xem. Ngụy Dĩnh tình trạng gia đình không tính là sung túc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khu nhỏ cũ,
Hoàn cảnh cũng không tốt, Diệp Thần trong lòng đã quyết định, nếu như Ngụy Dĩnh nhà thật sự có quá mức địa phách huyền thạch, trừ bọn họ nói điều kiện trở ra, hắn còn nguyện ý quá mức đưa Ngụy Dĩnh một nhà một bộ trung tâm thành phố biệt thự sang trọng. Bởi vì khu nhỏ cũng không có thang máy, hai người chỉ có thể leo thang lầu đến lầu 5. Ngụy Dĩnh vừa mới chuẩn bị gõ cửa, cái này vừa nghĩ đến, nàng và Diệp Thần chỉ bất quá biết một ngày, mình cái này mang tới cửa, có thể hay không có chút đường đột. Vạn nhất phụ mẫu lầm sẽ làm sao? Kẽo kẹt. Ngay tại lúc này, cửa sắt mở ra, một người vóc dáng hơi gầy nho nhã trung niên nam tử vốn định ra cửa, khi thấy trước mặt hai người, hắn thân thể trực tiếp hóa đá, diễn cảm đổi được cực kỳ quỷ dị. Mấy giây sau đó, kinh ngạc nói, bé Dĩnh, người tại sao trở lại? Mặc dù những lời này là đối với Ngụy Dĩnh nói, nhưng là người đàn ông trung niên ánh mắt nhưng là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Hắn là Ngụy Dĩnh phụ thân Ngụy Vĩnh Minh. Ánh mắt này giống như là nhạc phụ thẩm vấn con rể ánh mắt vậy, để cho Diệp Thần có chút khó chịu. Ngụy Vĩnh Minh rất rõ ràng, con gái hắn cho tới bây giờ không có mang bạn trai về nhà qua, hắn thậm chí không biết Ngụy Dĩnh ở trường học là trạng huống gì, cho nàng an bài nhiều lần coi mắt cũng bị cự tuyệt, lần này, lại trực tiếp đem người đàn ông mang về nhà. Ba, ta chẳng lẽ nhà đều không thể trở về? Ngụy Dĩnh liếc một cái Ngụy Vĩnh Minh, sau đó lại giới thiệu Diệp Thần nói, ba, cho ngươi giới thiệu một chút, vị này là trường học chúng ta mới tới giáo sư, Diệp Thần giáo sư Diệp, bây giờ cũng coi là ta hàng xóm. Diệp Thần cũng là lễ phép nói, bá phụ tốt. Ngụy Vĩnh Minh gật đầu một cái, lẩm bẩm nói, như thế trẻ tuổi chính là giáo sư, tiền đồ vô lượng à. Đúng rồi, Dĩnh Nhi, các người lúc nào tốt hơn? Ngụy Dĩnh náo loạn một cái đỏ thẫm mặt, liền vội vàng giải thích ba, chúng ta liền là đồng nghiệp, người đừng có đoán mỏ, đúng rồi, mụ đâu, ta có chuyện tìm nàng. Giáo sư Diệp, người vào đi, không cần thay đổi giày. Ba người đi tới phòng khách, Diệp Thần nhìn một cái chung quanh, sửa sang rất đơn giản, nhưng là đầy tường tấm ảnh ngược lại là ấm áp tràn đầy. Hắn đột nhiên có chút nhớ nhung nhà. Bất quá còn có hai ngày, u hồn giam ngục liền mở ra, cả nhà bọn họ cũng nên đoàn tụ. Đột nhiên, Diệp Thần chú ý tới trên tường một góc vô số cúp, văn bằng cùng với chụp chung. Chụp chung trong đều có một cái anh khí bức người người phụ nữ, và Ngụy Dĩnh có mấy phần giống, hẳn là nàng mẫu thân. Những thứ này vinh dự, từng cái dọa người. Kinh thành thứ hai giới truyền thống võ thuật lôi đài thi đấu hạng nhất. Kinh thành võ đạo giải thi đấu hạng nhất. Hoa Hạ truyền thống võ đạo cuộc thi thể thao Á quân. Hoa Hạ bát quái môn người thứ nhất. Diệp Thần thấy cái này từng cái chức vụ, con người đổ đã tới một chút hứng thú, xem ra cái này Ngụy Dĩnh mẫu thân vậy không đơn giản. Mặc dù thực lực và mình không thể so sánh, nhưng là đang bình thường người và những cái kia cổ võ giả trong mắt, tuyệt đối không kém. Ngụy Vĩnh Minh cuối cùng sự chú ý toàn ở Diệp Thần trên mình, cho Diệp Thần rót một ly trà, dò hỏi, giáo sư Diệp, ngài là người nơi nào? Nghe khẩu âm ngươi không giống như là kinh thành. Tỉnh Chiết Giang. Tỉnh Chiết Giang được a, nơi đó địa linh nhân kiệt, không khí lại thích. Trong chốc lát, Ngụy Vĩnh Minh nhiệt tình hỏi, mặc dù nữ nhi nói Diệp Thần là đồng nghiệp của hắn, hắn cũng không tin. Ở kinh thành đại học sư phạm lâu như vậy, hắn còn không có gặp nữ nhi mang cái nào khác phái đã trở lại, hai người quan hệ tuyệt đối không đơn giản. Ngụy Dĩnh liền vội vàng cắt đứt ngồi ở Diệp Thần và phụ thân ở giữa, rất sợ phụ thân tiếp tục hỏi. Ba, ngươi còn không có nói cho ta, lão mụ lúc nào trở về? Ngụy Dĩnh nói. Ngụy Vĩnh Minh thở dài nói, mẹ ngươi còn không phải là đang làm vậy cái gì võ quán, cũng đưa vào 1-2 triệu, còn là một động không đáy, vì Hoàng Dương bát quái môn vậy không cần thiết như vậy đi. Còn không bằng đi làm công ích, ta nhiều lần để cho nàng đổi phòng tử. Chính là không chịu đổi, Dĩnh Nhi, ngươi thật tốt nói một chút mẹ ngươi, nàng đến bây giờ vẫn chưa về, mấy ngày nay cơm đều là ta mình làm. Ngụy Dĩnh diễn cảm có chút không biết làm sao, mẹ nàng hôn từ nàng nhớ chuyện dạy chính là như vậy, đối với võ thuật theo đuổi tới trình độ cao nhất. Từ nàng công tác sau này, lại là đem trọng tâm đặt ở Hoàng Dương bát quái môn trên. Các nàng một nhà còn có thể thế nào, chỉ có thể giúp đỡ. Ngụy Dĩnh nhìn về phía Diệp Thần, nói, giáo sư Diệp, nếu không như vậy đi, ta đi phòng bếp làm vài món thức ăn, chúng ta hơi ăn chút, ngày khác ta chắc chắn mụ ta ở nhà,
sau đó tìm ngươi. Vật kia mụ ta để, ta và ba ta cũng không biết. Diệp Thần gật đầu một cái, mới vừa muốn nói chuyện, Ngụy Vĩnh Minh điện thoại di động vang lên, hắn lấy ra nhìn lướt qua, cười lạnh nói, ngươi xem, mẹ ngươi đánh tới, đoán chừng là muốn ta đưa cơm đi. Hắn nhấn nút trả lời, mới vừa muốn nói chuyện, bên đầu điện thoại kia truyền tới một đạo dồn dập giọng nam. Ngụy Thúc, không xong, sư phụ xảy ra chuyện, ngươi mau tới võ quán, xe cứu thương lập tức tới ngay. Mặc dù không có miễn đề ra, nhưng là vô cùng rõ ràng. Ngụy Dĩnh và Ngụy Vĩnh Minh rối rít đứng lên. Ngụy Vĩnh Minh tay run run, hỏi, rốt cuộc phát sinh cái gì? Ngụy Thúc, chuyện này trong điện thoại không nói rõ ràng, có người tới phá quán, ngài mau tới là được. Dứt lời, điện thoại trực tiếp cắt đứt. Ngụy Vĩnh Minh mặc lên một bộ quần áo, trực tiếp hướng bên ngoài đi. Ngụy Dĩnh trên mặt có chút bối rối, đối với Diệp Thần nói, giáo sư Diệp, ngươi về trước trường học, chân thực ngại quá, ngày hôm nay vốn muốn mời ngươi ăn cơm, ta có chút việc phải xử lý. Ta cùng các người cùng đi, Diệp Thần mở miệng nói. Ngụy Dĩnh vốn muốn cự tuyệt, nhưng là bây giờ mẫu thân sinh mạng du quan, nàng vậy lười phải cùng Diệp Thần nói gì, được rồi. Không lâu lắm, ba người sẽ đến bên trong tiểu khu một chiếc màu xanh da trời vinh uy bên trong xe. Ngụy Vĩnh Minh khẩn cấp hỏa liệu, nhấn cần ga một cái, trực tiếp xông ra ngoài. Diệp Thần vốn muốn cho Ngụy Vĩnh Minh và Ngụy Dĩnh lên Maybach, suy nghĩ một chút vẫn là tính. Ngụy Vĩnh Minh xông 3-4 cái đèn đỏ, 10 phút sau đó, xe ở một nơi so với là vắng vẻ võ quán trước dừng lại. Võ quán lên một tấm bảng viết ba cái già dặn có lực chữ to bát quái môn. Ngụy Vĩnh Minh và Ngụy Dĩnh trực tiếp mở cửa, xông ra ngoài. Diệp Thần tự nhiên cũng đi theo lên. Làm tiến vào võ quán, ngay tức thì cảm giác được một cổ sơ xác tiêu điều khí chất. Một cái trung niên nam tử đứng ở trên lôi đài, kinh khí bên ngoài thả, hai tay chắp sau lưng, tựa như tông sư. Diệp Thần phát hiện đối phương là cổ võ giả. Còn như một chỗ khác trong góc, một cách đại khái hơn 40 tuổi cô gái nằm trên đất, mấy người mặc trước phòng luyện công đệ tử đang là nàng băng bó. Ngụ. Ngụy Dĩnh trực tiếp xông vào đám người, khi thấy mẫu thân yếu ớt dáng vẻ, nàng đau lòng tới cực điểm, nước mắt lại là lách cách nhỏ xuống. Thời khắc này Ngụy mẫu một cái tay cơ hồ vặn vẹo gãy xương, gương mặt có chút máu ứ đọng, trong miệng lại là không ngừng tràn ra máu tươi. Gương mặt tái nhợt viết đầy đau lòng và không có sức. Ngụy Vĩnh Minh thấy vợ mình như vậy, thốt nhiên giận dữ, con mẹ nó, rốt cuộc ai làm? Nàng tại sao có thể như vậy? Xe cứu thương làm sao còn chưa tới? Lời này vừa nói ra, vô số đạo ánh mắt hướng trên đài trung niên nam tử nhìn. Một cái trong đó ăn mặc luyện công dùng thanh niên nhỏ giọng nói, Ngụy Thúc, ta cũng không biết tại sao, theo lý mà nói xe cứu thương hẳn tới, nhưng là bây giờ một chút động tĩnh cũng không có, ta mới vừa rồi lại đánh một cái, vẫn là không có dùng. Ngụy Vĩnh Minh con người đông lại một cái, hạ quyết tâm nói, không chờ được. Đem nàng mang đến ta trên xe, ta tự mình đưa bệnh viện. Nghe được câu này, cái đó luyện công phục thanh niên vội vàng nói, Ngụy Thúc, như vậy không được à, nếu như có thể mình đưa, chúng ta sớm đưa, một cái sư phụ nâng lên, nàng liền hộc máu. Dứt lời, có chút hôn mê Ngụy mẫu lần nữa khạc ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy mà giật mình. Đây có thể Ngụy Dĩnh sợ, mụ, ngươi không nên làm ta sợ, van cầu ngươi không nên làm ta sợ. Ta vậy thì đi bên ngoài tìm bác sĩ. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng từ trên đài vang lên. Chính là cái đó một mực không nói gì trung niên nam tử. Hừ, ngày hôm nay ai tới cũng không dùng. Loại rác dưới này võ giả, lại vẫn dám ô nhục bát quái môn. Nàng còn sống có ích lợi gì? Ngụy Dĩnh hoàn toàn bị dọa. Ngụy Vĩnh Minh cũng là kịp phản ứng, nhìn một cái đó trung niên chàng trai nói, hắn là ai? Cái đó ăn mặc phòng luyện công thanh niên, do dự mấy giây, run rẩy bóng người nói, hắn. Hắn chính là phá quán đả thương sư phó người. Lời này vừa nói ra, Ngụy Vĩnh Minh hoàn toàn nổi giận. Vợ mình bị đánh thành như vậy, coi như là phá quán vậy chưa đến nỗi như vậy. Hắn vội vàng đứng lên, thuận tay rút ra một cây gậy, thì phải vọt tới trên lôi đài. Cỏ con mẹ nó, động lão bà ta cùng ngươi liều mạng.
cho tới bây giờ không có nói qua thô tục. Ngụy Vĩnh Minh tức giận đến trình độ cao nhất, trực tiếp bảo thô tục. Còn lại mấy vị võ quán đệ tử thấy vậy, sắc mặt đại biến, 6-7 người trực tiếp kéo lại Ngụy Vĩnh Minh. Ngụy thúc, không muốn à, người đàn ông kia thật lợi hại, sư phụ ở trong tay đối phương một chiêu cũng không có chống nổi à. Vậy trên lôi đài trung niên nam tử lãnh đạm nhìn lướt qua Ngụy Vĩnh Minh, cười lạnh nói, các người loại này con kiến hôi có cái gì tư cách khiêu chiến ta? Ta tới nơi này, chỉ có một lời, ngày mai, ta không muốn nhìn thấy cái này võ quán vẫn tồn tại, vậy cá bà nương không đại biểu được bát quái môn. Nàng cũng không có tư cách. Bất quá, nàng có thể không sống qua tối nay. Ngụy Vĩnh Minh tức giận gầm hét lên, người mẹ hắn đang giết người có biết hay không? Ta đến lúc đó báo C, A, người khó thoát kỳ cứu. Trung niên nam tử cười một tiếng, báo C, A. Ha ha, buồn cười. Người cứ việc đi báo, ta Đường Bằng Phi ngược lại là muốn biết cảnh sát có dám hay không đụng hoa hạ người võ đạo giới. Các người chẳng lẽ không kỳ quái, xe cứu thương tại sao vẫn chưa tới sao? Hừ, ta không ngại nói cho ngươi, chính là ta an bài, ta Đường Bằng Phi muốn nàng chết, ai cũng không có tư cách để cho nàng sống. Một cái liền cổ võ cũng chưa có hoàn toàn bước vào người, có cái gì tư cách tự lập bát quái môn? Ngươi! Ngụy Vĩnh Minh tức giận không nhẹ. Ngay tại lúc này, Diệp Thần chui vào trong đám người. Ngụy Dĩnh mẫu thân tình huống rất không lạc quan, nếu như hắn không ra tay, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tới ở sau lưng người nọ chờ một hồi hãy nói, bây giờ tất lại không biết chuyện này đầu đuôi, vậy không thể xuất thủ. Tất cả mọi người thấy Diệp Thần lại vọt vào, vội vàng ngăn trở. Ngụy Dĩnh lại là kinh ngạc nói, giáo sư Diệp, ngươi làm cái gì vậy? Thằng nhóc, sư phụ bây giờ cần không khí mới mẻ, ngươi phải làm gì? Diệp Thần từ túi lấy ra một túi ngân châm, nói thẳng ta phải cứu nàng. Nghe được câu này, không chỉ những đệ tử kia kinh sợ, Ngụy Vĩnh Minh và Ngụy Dĩnh đều ngơ ngẩn. Tên này là một bác sĩ. Ngụy Vĩnh Minh nhìn về phía Ngụy Dĩnh, hỏi cái này Diệp Thần là y học hệ giáo sư. Bác sĩ. Ngụy Dĩnh sửng sốt hồi lâu. Mới hồi đáp, chúng ta đại học sư phạm không có y học hệ. Giờ phút này, Diệp Thần đã bắt đầu châm cứu. Ngân châm không ngừng bắn ra, run rẩy đến mức tận cùng. Mỗi một kim đều mang một tia chân khí. Mấy kim rơi hạ, Ngụy Dĩnh mẫu thân máu lại dừng lại, trên mặt càng là có một tia đỏ thắm, chí ít không tái nhợt. Sau đó, Diệp Thần lại lấy ra một đạo thảo dược, vì không bại lộ đan dược. Hắn trực tiếp dùng thảo dược lá cây bọc lại đan dược, trực tiếp đút cho đi. Đan dược vào miệng tức hóa, mấy giây sau đó, một đạo tiếng ho khan vang lên. Ngụy Dĩnh mẫu thân đột nhiên mở mắt ra, tỉnh. Một màn này, đem tất cả mọi người dọa sợ. Khụ khụ khụ, người phụ nữ nhìn một cái Diệp Thần, nghĩ tới điều gì, là ngươi cứu ta. Diệp Thần mở miệng nói, ngươi bây giờ còn chưa có khôi phục, không thể động. Hai người đối thoại ngay tức thì để cho võ quán yên lặng như tờ. Tất cả mọi người tại chỗ, bọc Ngụy Vĩnh Minh và Ngụy Dĩnh đều là trợn to mắt mâu, tựa như gặp quỷ. Trước một giây máu tươi không dứt, hơi thở yếu ớt, một giây kế tiếp lại sống. Thần y vậy không như thế khoa trương à. Dĩnh nhi, hắn thật là trường học các ngươi giáo sư, Ngụy Vĩnh Minh kích động nói. Ta cũng không biết, Ngụy Dĩnh thật không biết rõ. Nàng cũng không đoái hoài tới cái gì, trực tiếp xông đi vào, khóc nói, mụ, người cảm giác thế nào, người có tốt không? Người phụ nữ nhìn một cái Ngụy Dĩnh, có chút kinh ngạc, chợt cười nói, ta có thể có chuyện gì, may mà vị này bác sĩ. Ở nàng nhìn lại, Diệp Thần hiển nhiên là bác sĩ. Lúc này, đám người hoàn toàn nổ nồi. Con bà nó, sư phụ thật không sao? Làm sao có thể, hắn chỉ ghim mấy kim. Cho ăn ít đồ mà thôi à. Trời ạ, người trẻ tuổi này lại có thể thật sự là thần y à. Thật không tưởng tượng nổi, ta coi như là mở mắt. Những đệ tử kia nghị luận, nhìn Diệp Thần ánh mắt, nơi đó còn có nửa điểm khinh thị, rõ ràng giống như thấy thần tiên sống, tràn đầy sùng bái và rung động. Đột nhiên, một đạo dày tiếng từ phía sau vang lên, người lại dám phá hỏng chuyện ta. Tự tìm cái chết. Nghe được cái này thanh âm. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, Ngụy Dĩnh mẫu thân lại là cưỡng ép chống giữ, đối với cái đó trên lôi đài người đàn ông nói, mặc dù ta không biết ngươi là ai,
nhưng là ngươi quá mức, ngươi muốn ta đóng kín võ quán, có thể. Ngươi không thể tổn thương người vô tội. Mụ, cái này võ quán nhưng mà lòng ngươi máu à? Ngụy Dĩnh kích động nói. Người phụ nữ không để ý đến uy áp, mà là gần từng chữ ta thiết lập bát quái môn võ quán, chẳng qua là vì tuyên truyền bát quái môn công phu, không có bất kỳ lời, người tại sao phải hùng hổ dọa người. Đường Bằng Phi một bước bước ra, kinh khí phun trào, toàn bộ kinh thành không người nào dám dùng bát quái môn cái này ba chữ, trên mình người võ học chỉ bất quá học một cái hình mà thôi, ở ta xem ra, chính là thứ mất mặt. Người không phải ở tuyên dương bát quái môn, mà là cho bát quái môn bôi đen. Ta mới vừa cam kết qua, ngươi không thể sống, không có ai có thể cứu, nếu thằng nhóc này làm nghịch ta ý nghĩa, vậy xóa đi chính là. Một giây kế tiếp, một luồng ánh sáng đen lóe lên, trực tiếp hướng Diệp Thần đi. Diệp Thần chỉ như vậy đứng, một hơi một tí, không có một tia gợn sóng. Cẩn thận! Ngụy Dĩnh mẫu thân kích động nói, bản muốn xuất thủ trợ giúp. Nhưng phát hiện nàng căn bản không có khí lực đứng lên trợ giúp đối phương. Đối phương tốt bụng cứu nàng, ngược lại bởi vì nàng chết. Nàng hối hận à. Ngay tại hắc quang bắn vào Diệp Thần tim nháy mắt, Diệp Thần năm ngón tay dương ra, chân khí phun trào. Hắc quang bị hắn cầm ở trong tay. Là một quả phi tiêu. Thấy một màn này, Ngụy Dĩnh mẫu thân cùng với trên lôi đài Đường Bằng Phi rối rít con người co giúp một cái. Phản ứng đầu tiên chính là cao thủ. Diệp Thần nhìn về phía Ngụy Dĩnh mẫu thân, mở miệng nói, ta giúp ngươi giải quyết người này, đảm bảo ngươi võ quán bình an, ngươi cho ta một kiểu đồ như thế nào. Người phụ nữ do dự mấy giây, mặc dù không biết Diệp Thần trong miệng là thứ gì, nàng vẫn gật đầu, được. Dứt lời, Diệp Thần dưới chân khí ngưng tụ, thân thể nhảy lên, một bước bước đến trên lôi đài. Đường Bằng Phi ngược lại là không nghĩ tới Diệp Thần không chỉ biết y thuật, lại còn biết cổ võ. Hắn con người hiện lên lạnh, tức giận nói, đây là bát quái môn sự việc, người không có tư cách nhúng tay. Lời nói còn chưa nói hết, Diệp Thần động. Hắn thân thể bộc phát ra khí thế kinh khủng, để cho Đường Bằng Phi không khỏi được trợn to hai mắt. Đường Bằng Phi nhìn không được hết thảy, theo bản năng một quyền đập ra. Kinh khí lăn. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, giống vậy một quyền. Nhưng là hai quyền khí thế chênh lệch cực lớn. Một bên là mãnh hổ xuống núi, một bên là khí thôn vạn dặm. Bành! Hai đạo lực lượng trực tiếp đối oanh. Đất sung núi chuyển. Toàn bộ lôi đài, sau đó hung hãn chấn động một cái, tựa hồ tùy thời có thể sụp đổ. Làm sao sẽ? Đường Bằng Phi trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Giao Phong trong nháy mắt, hắn diễn cảm định cách. Hắn cảm giác mình trước mắt phảng phất là một tòa núi to, không cách nào tiến lên trước một bước. Lăn xuống đi. Diệp Thần lực lượng cánh tay ầm ầm bùng nổ. Ken két ca. Trong phảng phất tất cả mọi người đều rõ ràng nghe được xương cốt gãy lìa thanh. Một giây kế tiếp, vô cùng cường đại Đường Bằng Phi lại trực tiếp vạch ra một đạo đường parabol, hung hãn đập xuống lôi đài. Căn bản không có một kích lực. Làm Đường Bằng Phi té xuống lôi đài nháy mắt. Tất cả mọi người đều bối rối. Cái này trong thị giác đánh vào cơ hồ kinh người. Ngụy Dĩnh mẫu thân cùng với những học trò kia nhưng mà biết Đường Bằng Phi thực lực. Nàng ở trên tay đối phương căn bản không có một kích lực. Nhưng mà ai biết, cái này không giải thích được xuất hiện bác sĩ lại có loại này thực lực. Đùa gì thế à? Ngụy Dĩnh mẫu thân nhìn về phía tất cả mọi người, hỏi, người này lai lịch ra sao? Đồ đệ của nàng rối rít lắc đầu. Diễn cảm giống vậy kinh ngạc. Duy chỉ có Ngụy Vĩnh Minh và Ngụy Dĩnh diễn cảm cổ quái đến mức tận cùng. Mấy giây sau đó, Ngụy Dĩnh mở miệng nói, "Mụ, nàng là ta đồng nghiệp." Ngụy Mẫu ngẩn ra, kinh hô, "Hắn là người đồng nghiệp?" "Võ thuật lão sư." Ngụy Dĩnh lắc đầu một cái, lại nói, "Hắn là chúng ta kinh thành đại học sư phạm mới tới giáo sư." Lời này vừa nói ra, không chỉ Ngụy Dĩnh, tất cả mọi người tại chỗ đều ác tàn nhẫn ngược lại hít một hơi khí lạnh. Giáo sư đại học không cũng đều là văn chất lịch sự tồn tại sao? Làm sao xoay người biến thành một vị võ đạo cường giả? Mấu chốt vẫn là như thế kinh khủng cường giả. Liền tại tất cả người kinh ngạc lúc đó, dưới lôi đài Đường Bằng Phi bước chân đạp một cái, trở lại trên lôi đài. Thời khắc này hắn trong mắt đỏ thắm, tràn đầy tia máu. Dữ tợn đến mức tận cùng.
hắn một cánh tay, tràn đầy máu tươi, cực kỳ kinh người. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, gằn từng chữ, người đắc tội ta, tương đương với đắc tội một cái tông môn. Vì vậy con kiến hôi, đáng giá không? Lấy ngươi thực lực, phỏng đoán hẳn ở Hoa Hạ tông sư bảng trước 30 đi, ngươi loại này tồn tại, thụ địch quá nhiều cũng không tốt. Ngươi quá nhiều lời nhảm nhí. Diệp Thần thanh âm nhàn nhạt vang lên. Bất quá xem ở ngươi chặn một cái tay, ta cũng chấp ngươi một tay, sau đó ta lại nhắm mắt lại, nếu như ngươi có thể ta đánh lui một bước, chuyện này ta tuyệt không nhúng tay vào. Diệp Thần đem một cái tay thả ở sau lưng, đồng thời nhắm hai mắt lại, hơi thở mờ ảo. Cuồng ngông rốt nát, chết đến ập lên đầu, vẫn còn ở cậy mạnh. Nhìn Diệp Thần lại vào lúc này nhắm hai mắt lại, Đường Bằng Phi sắc mặt dữ tợn. Cái thằng nhóc này, bây giờ là xem nhẹ mình sao? Nhắm hai mắt, một cái tay và hắn đánh. Đây quả thực là làm nhục à. Một giây kế tiếp, trong tay hắn xuất hiện một chuôi kiếm gãy. Cho ta chết. Lại nữa chờ đợi, một tiếng giống giận, hướng Diệp Thần đi. Hai chân phát lực, sấm rền vậy tiếng bước chân chính giữa, Đường Bằng Phi cả người biến thành mãnh hổ xuống núi. Tốc độ cực nhanh. Chớp mắt bây giờ liền xuất hiện ở Diệp Thần trước người. Kinh khủng kiếm ý toàn bộ bộc phát ra, giờ khắc này Đường Bằng Phi, tràn đầy nguy hiểm hơi thở. Ở vậy khí thế kinh khủng dưới, toàn bộ lôi đài, mơ hồ chấn động lên. Rất nhanh, kiếm ý đã tới Diệp Thần trước mặt. Sắc bén xé không khí, tựa như lập tức muốn cho Diệp Thần máu tràn vào tại chỗ. T. Nhìn vậy khí thế bừng bừng kiếm ý. Tất cả mọi người đều không nhịn được đổ hít một hơi khí lạnh. Dưới đài Ngụy Dĩnh sợ nín thở. Cái này Diệp Thần cũng quá khinh thường đi. Nhắm hai mắt để cho người khác giết. Cái này cùng tự tìm cái chết có cái gì khác biệt. Thậm chí ở hắn trong mắt, Diệp Thần không nhúc nhích dáng vẻ tựa như bị sợ choáng váng. Trên lôi đài Đường Bằng Phi khóe miệng nụ cười càng ngày càng thịnh kẻ ngu. Ngay tại kiếm ý muốn phá vỡ Diệp Thần thân thể nháy mắt. Diệp Thần đưa tay ra, không khí giam cầm. Kiếm ý tựa như bị một cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng ngăn trở. Đinh! Kiếm gãy chém vào Diệp Thần trên lòng bàn tay. Không có máu tươi. Không có xương trắng. Đường Bằng Phi diễn cảm sợ hãi đến trình độ cao nhất. Cái này, làm sao có thể? Ngay tại lúc này, Diệp Thần năm ngón tay khép lại, vậy kiếm gãy lại trực tiếp bị Diệp Thần bóp nát. Vốn định giữ ngươi một mạng. Bây giờ ta đổi ý. Diệp Thần thanh âm nhàn nhạt rơi xuống. Một giây kế tiếp, năm ngón tay đưa ra, chân khí ngưng tụ, trực tiếp ụp lên Đường Bằng Phi trên cổ. Ngươi không thể giết ta. Đường Bằng Phi bị dọa, trong mắt đều là sợ hãi. Thế gian người, không có ta Diệp Thần không thể giết. Sắc sắc, một tiếng, Đường Bằng Phi cổ trực tiếp bị Diệp Thần bẻ gãy. Sau đó lại là giống như chó chết như nhau ném ở trên mặt đất. Bài. Một chiêu giao phong, Diệp Thần toàn thắng. Yên tĩnh. Trong một cái chớp mắt này, tình cảnh yên lặng đến trình độ cao nhất. An tĩnh như vậy, thậm chí để cho người cảm giác được nghẹt thở. Hô. Cho đến một trận gió mát lướt qua, tất cả mọi người lúc này mới đánh giật mình một cái, phục hồi tinh thần lại. Giao giao. Một khắc sau. Tình cảnh xôi trào. Tên kia lại thua, hắn và chúng ta tuổi tác không sai biệt lắm, làm sao có thể như thế mạnh? Không phải là chết đi. Hẳn không có thể, ở Hoa Hạ giết người nhưng là phải ngồi tù. Hắn thật sự là một cái giáo sư đại học, lúc nào giáo sư đại học như thế kinh khủng. Diệp Thần nhìn một cái Đường Bằng Phi thi thể, gọi một cú điện thoại cho Cần Phải Kình, để cho hắn thay thế xử lý. Sau đó... liền một bước đạp xuống lôi đài, đi tới Ngụy Dĩnh mẫu thân trước mặt, hỏi cảm giác như thế nào, 5 phút trôi qua, người thân thể cũng có thể động. Ngụy mẫu ngẩn ra, chợt thử nghiệm đứng lên, phát hiện đau đớn trên người lại toàn bộ biến mất. Cảm ơn tiền bối ra tay giúp ta. Ngụy mẫu thái độ cung kính đến trình độ cao nhất, nàng và người khác không giống nhau. Nàng là một vị võ giả, ở nàng trong mắt, chỉ cần so nàng mạnh người, đều là tiền bối. Mà Diệp Thần đủ tư cách. Diệp Thần lắc đầu một cái, đây là đổi trác, ở trên tay ngươi có thứ ta mong muốn. Ngụy mẫu vội vàng nói, tiền bối, không biết ngài rốt cuộc muốn cái gì. Ngay tại lúc này, Ngụy Dĩnh xen vào nói, mụ,
chính là ta dây chuyền lên khảm nạm tinh thạch. Nàng chân thực không chịu nổi hai người gọi, nàng càng không tiếp thụ nổi bản và mình đồng bối giáo sư Diệp, lắc mình một cái, lại biến thành mẫu thân tiền bối, cái này bối phận vậy quá loạn đi. Ngụy mẫu mặt liền biến sắc, chợt tự nhủ, ta đã sớm nên đoán được, nếu ta đáp ứng tiền bối kia theo ta đi về nhà một chuyến đi. Được. Diệp thần cầu chi không được. Này này này, hai người chẳng lẽ không quản trên lôi đài người, hắn sẽ không chết đi, giáo sư Diệp, hắn. Ngụy Dĩnh đột nhiên xen vào nói. Nàng không hy vọng Diệp thần bởi vì nhà nàng sự việc mà ngồi tù. Mẹ nàng hôn mặc dù là võ giả, nhưng là nàng nhưng mà người bình thường à, nàng còn không có chính mắt thấy qua có người chết ở trước mắt. Thời khắc này nàng lòng cẩn thận được hoảng. Diệp thần nhìn một cái Ngụy Dĩnh, chỉ có thể an ủi, người suy nghĩ nhiều, hắn không có chết, bất tỉnh mà thôi. Tên kia làm thế nào? Ngụy Dĩnh lời nói vừa dứt hạ, một đám võ trang người vọt vào. Mấy người mặc trước quân trang nam người đi tới trước mặt bọn họ, lấy ra một chút chứng kiện, người tốt, mới vừa rồi nhận được quần chúng tố cáo, có một người nguy hiểm đào phạm đi tới nơi đây, không biết. Lời còn chưa nói hết, Diệp thần liền nhìn về phía lôi đài, ở bên kia. Cảm ơn phối hợp. Mấy người bước lên lôi đài, xác định đường bằng phi thân phận, trực tiếp dùng băng ca mang đi. Toàn bộ quá trình chỉ bất quá một phút mà thôi, thậm chí không hỏi bất kỳ chuyện gì đi qua. Quỷ dị đến trình độ cao nhất. Ngụy Dĩnh thật vất vả kịp phản ứng, kinh ngạc nói, đám này nhân viên chấp pháp như thế qua loa lấy lệ. Ngụy mẫu nhìn một cái Diệp thần, khẽ gật đầu lô, không có nói gì nhiều, hắn biết những người này là Diệp thần mang tới. Lần này diễn xuất, bất quá là bảo vệ mình nữ nhi cuối cùng một tia thiên đường mà thôi. Nàng ở Ngụy Vĩnh Minh nâng đỡ, nhẹ giọng nói, ngày hôm nay võ quán đóng cửa một ngày, tất cả mọi người đều về nhà nghỉ ngơi đi. Tiền bối, mời theo ta tới. Một tiếng sau đó, Vân Hải Giai Uyển. Bốn người liền xuống xe. Vốn là bọn họ rất sớm là có thể trở về, nhưng là bởi vì Ngụy Dĩnh và Ngụy Vĩnh Minh lo lắng Ngụy mẫu thân thể xảy ra vấn đề. Liền cố ý đi bệnh viện kiểm tra một lần. Nhưng là quỷ dị chuyện xuất hiện, sau khi kiểm tra, Ngụy mẫu các hạng số liệu lại có thể bình thường. Trừ mấy chỗ xương còn có chút sai vị, tiểu cầu có chút hơi thấp trở ra, cơ hồ không có bất kỳ tình trạng. Ngụy Dĩnh và Ngụy Vĩnh Minh trực tiếp bị dọa, lại là dự định vỗ mảnh lại kiểm tra, cuối cùng trực tiếp bị vậy bác sĩ đánh ra. Dọc theo đường đi, hai người diễn cảm phải nhiều quái gì có nhiều quái gì. Thậm chí vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp thần, giống như hắn trên mặt có lọ vậy. Ngụy mẫu ngược lại có chút sửng dưng, một nhà ba người trong, nàng biết nhiều chuyện một ít. Nàng khẳng định Diệp thần chính là trong truyền thuyết cái loại đó tồn tại, mặc dù không biết hắn tại sao phải đi kinh thành đại học sư phạm làm giáo sư, nhưng là cái này đã không trọng yếu, cường giả loại này không chỉ không có thể đắc tội, còn phải hầu hạ tốt. Ngụy Dĩnh trong lòng có 10.000 cái nghi ngờ. Mỗi lần muốn hỏi Diệp thần đây hết thảy nguyên nhân, lại bị Ngụy mẫu một cái ánh mắt ngăn cản. Ngụy mẫu lại là nhẹ giọng nói, không nên hỏi đừng hỏi. Đến chỗ ở, Ngụy mẫu biết được Diệp thần còn không có ăn cơm, trực tiếp phân phó nói, lão Ngụy, còn có Dĩnh Nhi, các người làm chút đồ ăn đi, ta có chuyện muốn cùng tiền bối nói. Ngụy Dĩnh liếc một cái Ngụy mẫu, mụ, hắn giàu gì là ta đồng nghiệp, ngươi và hắn có cái gì tốt nói. Trực tiếp ở nơi này nói không được sao? Chuyện của người lớn, đứa nhỏ ít chen miệng, Ngụy mẫu trách cứ. Gặp mẫu thân muốn nổi cáu, Ngụy Dĩnh chỉ có thể le lưỡi một cái, hướng phòng bếp đi. Tiền bối, mời theo ta tới. Ngụy mẫu mang Diệp thần đi tới thư phòng. Thư phòng cổ kính, để một xếp cũ kỹ sách. Diệp thần nhìn lướt qua, phát hiện phía trên cùng một màu nội dung đều là bát quái môn tư liệu. Tựa hồ phát giác Diệp thần ánh mắt, Ngụy mẫu giải thích, mười mấy năm trước, ta gặp một người phụ nữ này thay đổi vận mệnh ta, nàng thu ta làm đồ đệ, dạy ta võ học, để cho ta bước vào bát quái môn. Đáng tiếc nàng dạy ta một tháng rời đi, chỉ một tháng này đồ lại để cho ta lợi nhuận vô cùng, ta cầm vô số truyền thống võ thuật giải thưởng lớn, thậm chí đối mặt một ít cổ võ giả, cũng có thể thành thạo, ta vốn cho là mình đã chạm tới hoa hạ võ thuật trần nhà. Nóng lòng muốn đem bát quái môn võ học phát huy. Bây giờ nhìn lại, ta ý tưởng chân thực quá ngây thơ, hôm nay vậy phá quán cường giả, vượt qua xa ta thực lực,
ta chọn đời sở học, lại không có một tia lực phản kháng. Nếu như không có tiền bối ra tay, ta có thể đã sớm chết rồi. Đột nhiên, một tiếng, Ngụy Mẫu trực tiếp quỳ xuống. Mới vừa rồi Dĩnh Nhi ở đây, rất nhiều không thể nói lời, ta ở chỗ này lần nữa cảm ơn tiền bối ra tay. Diệp Thần lắc đầu một cái, bước chân đạp một cái, một cổ khí lãng ngưng tụ. Ngụy Mẫu thân thể trực tiếp đứng lên, giống như có một cổ lực lượng đem nàng dựng dậy. Không cần quỳ ta, ta ra tay một mặt là bởi vì Ngụy Dĩnh, một mặt khác là vì Địa Phách Huyền Thạch. Diệp Thần thanh âm nhàn nhạt vang lên. Địa Phách Huyền Thạch. Ngụy Mẫu ngẩn ra, chợt nghĩ tới điều gì, vội vàng đem kệ sách sách toàn bộ lấy ra. Kệ sách sau lưng lại có một cái ngăn bí mật. Mở ra ngăn bí mật, một cái hộp gấm bị Ngụy Mẫu lấy ra. Tiền bối, ta không biết vật này kêu Địa Phách Huyền Thạch, thật ra thì mấy năm trước, cái đó đã từng dạy ta bát quái môn công pháp tiền bối lại một lần nữa xuất hiện, vật này chính là nàng giao cho ta, nói là con gái ta cần đeo vật này mới có thể sống trước. Diệp Thần nhận lấy hộp gấm, gật đầu một cái, nữ nhi ngươi là sát huyết hàn thể, cái này cực kỳ hiếm thấy, một khi bị dính vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nữ nhi ngươi vốn là không sống qua 18 tuổi, nếu như không phải là vật này trấn áp, có thể nàng đã sớm chết rồi. Nghe được câu này, Ngụy Mẫu sắc mặt đại biến. Mặc dù nàng không biết sát huyết hàn thể vì vật gì, nhưng là Diệp Thần giọng nghiêm túc như vậy, đủ để nói rõ vấn đề. Tiền bối, vậy vạn nhất Địa Phách Huyền Thạch không cách nào trấn áp đâu, con gái ta chẳng lẽ muốn xảy ra chuyện? Nàng thanh âm có chút run rẩy. Diệp Thần không để ý đến, ngừng thở, trực tiếp mở hộp gấm ra. Một đạo cực kỳ kinh khủng linh khí tràn ra. Một viên rực rỡ tươi đẹp đến mức tận cùng tinh thạch yên lặng nằm ở bên trong. Chính là Địa Phách Huyền Thạch. Giờ khắc này, Diệp Thần cho dù có chuẩn bị tâm tư, vậy không khống chế được nội tâm kích động. Côn Lôn hư đều khó lấy được bảo bối, lại bị ta ở Hoa Hạ lấy được. Ta khí này vận thật là nghịch thiên a. Diệp Thần cảm khái một tiếng, đưa tay ra, trực tiếp cầm Địa Phách Huyền Thạch, ngay tức thì, hắn có thể cảm giác được túi đá màu đen muốn vọt ra. Luân hồi mộ địa lại là truyền tới từng đạo chấn động. Sắc sắc, sắc sắc. Hai đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Luân hồi mộ địa hai khối mộ bia mặt ngoài một tầng trực tiếp vỡ vụn, lộ ra hai hàng chữ. Linh Phú Minh, Thương Hải Bình. Vạn đạo kiếm tôn, Trần Thiên Lê. Ở Trần Thiên Lê tên chữ phía dưới, còn có mấy hàng thật nhỏ chữ viết. Ta có một kiếm, nghiền cái thế giới này. Ta có một kiếm, tắm máu luân hồi. Ta có một kiếm, muốn cùng giả nhân giả nghĩa chúng thần quyết. Ta có một kiếm, sắc bén đối với ác ma. Ta có một kiếm, lật đổ tất cả. Ta có một kiếm, có thể chém vạn trượng hồng trần. Diệp Thần có thể cảm giác đến Trần Thiên Lê tòa kia mộ bia rung động hơi thở cực kỳ đáng sợ. Thậm chí chung quanh nó lại vẫn nổi lên từng đạo bóng kiếm. Liền liền nhét vào luân hồi mộ địa Trảm Long kiếm cũng là run rẩy, tựa như bị lực lượng nào đó đồng tình. Cái này Trần Thiên Lê phỏng đoán so Thương Hải Bình mạnh hơn mấy phần, bất quá cái này hai vị đều là thượng cổ đại năng, đủ để ứng đối ngày mốt u hồn giam ngục. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, trở về đến trong hiện thật, ánh mắt nhìn về phía Ngụy Mẫu, ta có thể rất chính xác nói cho ngươi, Địa Phách Huyền Thạch cực kỳ chân quý, chỉ một cứu ngươi không đủ để hồi báo, ngươi bây giờ có thể hướng ta đề ra ba cái yêu cầu, chỉ cần không vi phạm ta nguyên tắc. Ta cũng biết đáp ứng ngươi. Ngụy Mẫu ngẩn ra, cũng không có kiểu cách, nàng biết cái này Địa Phách Huyền Thạch giá trị khủng bố, suy tính mấy giây liền nói, ba cái yêu cầu quá nhiều, ta chỉ có một yêu cầu, ta hy vọng con gái ta có thể khỏe mạnh còn sống, không chịu hết thảy xâm nhiễu. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, mở miệng nói, Ngụy Dĩnh tính cách không tệ, ta cũng không muốn xem nàng chết yểu quá sớm, ta chỉ có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ta còn sống. Không có thể động nàng một chút, bao gồm sát huyết hàn thể. Nếu như Địa Phách Huyền Thạch trấn áp không được, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp cứu nàng. Còn có hai cái điều kiện vẫn giữ lời. Ngụy Mẫu lắc đầu như trống lắc nói, làm là phụ mẫu, trừ cái yêu cầu này, ta thật không hy vọng xa vời cái gì. Diệp Thần suy nghĩ một chút, từ luân hồi mộ địa lấy ra một bản thẻ ngân hàng, một cái long hồn ban đầu cho hắn chìa khóa. Cái này thẻ ngân hàng. Ta không biết có bao nhiêu tiền,
nhưng là đủ các người một nhà nửa đời sau sinh hoạt rất tốt, mật mã là 68. Chìa khóa này là kinh trung tâm thành phố một nơi tiểu khu nhà giàu hình, trên chìa khóa có địa chỉ và cửa số. Ngươi không thể cự tuyệt, nếu như không muốn, thất lạc chính là. Bỏ mặc nói thế nào, phần này trong giao dịch, ta chiếm tiện nghi rất lớn. Ngụy Mẫu nhìn vậy chìa khóa và thẻ ngân hàng giật mình. Kinh trung tâm thành phố một căn hộ, chỉ ít 20 triệu trên. Vậy thẻ ngân hàng mặc dù không biết bao nhiêu tiền, nhưng là tuyệt đối không thấp. Hai kiểu đồ hợp lại chỉ ít 50 triệu à. Nếu như hơn nữa bảo vệ Ngụy Dĩnh điều kiện, giao dịch này cơ hồ giá trên trời à. Địa phách huyền thạch nặng như vậy muốn. Tiền bối, ta thật không thể muốn. Ngụy Mẫu cự tuyệt nói. Ta nói, ngươi không thể cự tuyệt. Diệp Thần thanh âm đạm mạc vang lên. Do dự mấy giây, Ngụy Mẫu mở miệng nói, đã như vậy, ta liền nhận lấy hai thứ đồ này, nếu như tiền bối muốn lúc nào lấy đi, và ta nói một tiếng. Sau đó, Diệp Thần nhìn về phía Ngụy Mẫu, nghĩ tới điều gì, liền nói, ta xem ngươi một lòng tu võ, liền cho ngươi một đạo cơ duyên. Một giây kế tiếp, Diệp Thần chỉ điểm một chút ở Ngụy Mẫu trên ấn đường. Ngay tức thì một cổ tin tức lưu chui vào Ngụy Mẫu trong đầu. Làm Ngụy Mẫu nhận ra được tin tức này lưu, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cái này lại là cổ võ tâm pháp và võ. Vượt xa nàng nắm giữ hết thảy đồ. Thậm chí so người phụ nữ kia dạy cho nàng bát quái môn đồ mạnh hơn. Tiền bối, người cái này quá quý trọng, ta thật không chịu nổi à. Ngụy Mẫu mặc dù khát vọng vật này, nhưng là cái này không so thẻ ngân hàng và một căn hộ. Giá này chỉ giá vượt xa hết thảy. Vô giá. Ngụy Mẫu thậm chí lại dự định quỳ xuống, nhưng là lần này trực tiếp bị Diệp Thần ngăn trở lại. Diệp Thần quay lưng lại, lạnh nhạt nói, ngươi trong đầu đổ đối với ta lại nói là bất nhập lưu vật, ngươi cầm đi chính là. Bất nhập lưu. Ngụy Mẫu ngược lại hít một hơi khí lạnh. Loại này nghịch thiên công pháp lại đang Diệp Thần trong mắt vẫn là bất nhập lưu. Vậy hắn thực lực rốt cuộc có bao nhiêu sao khủng bố à? Tốt lắm, đi ra ăn cơm đi, Diệp Thần phân phó nói. Ngụy Mẫu không nhúc nhích, mà là mở miệng nói, Diệp tiên sinh, ta còn có một việc muốn hỏi. Nói, Dĩnh Nhi là ta tâm huyết, ta muốn biết sát huyết hàn thể kết quả sẽ đối với con gái ta tạo thành ảnh hưởng gì. Diệp Thần con ngươi hơi chăm chú, nhìn một cái Ngụy Mẫu, thở dài nói. Bây giờ Ngụy Dĩnh sát huyết hàn thể vẫn chỉ là sơ kỳ, địa phách huyền thạch có thể trấn áp, nhưng là mấy năm sau, nàng sát huyết hàn thể thì sẽ hoàn toàn bùng nổ, địa phách huyền thạch căn bản trấn không đè ép được. Nếu như nàng không có võ đạo thực lực, có thể khó thoát khỏi cái chết. Bất quá sát huyết hàn thể không dứt một cái như vậy cực đoan, còn có một cái khác cực đoan, nếu như nàng có thích hợp băng hàn thuộc tính công pháp, nàng tốc độ tu luyện sẽ vượt xa người bất kỳ. Thậm chí thành là một phương chúa tể. Ngụy Mẫu sắc mặt tái nhợt, nàng một mực không để cho Ngụy Dĩnh tu luyện, chính là hy vọng cho nàng một phương thiên đường. Võ đạo thế giới quá nhiều tranh chấp và nguy hiểm, giống như hôm nay như nhau, nàng suýt nữa chết. Nàng thật không hy vọng Ngụy Dĩnh bước lên con đường này, làm một cái đại học tiếng Anh lão sư tốt biết bao. Mỗi ngày đi làm, còn có nghỉ đông và nghỉ hè, nói cái yêu, kết hôn sinh con. Đây là nàng đối với Ngụy Dĩnh sinh hoạt hoạch định. Nhưng là bây giờ xem ra, hết thảy cũng bể nát. Bất quá, Ngụy Dĩnh đã không có lựa chọn. Ngụy Mẫu đột nhiên nhìn về phía trước mắt Diệp Thần, con người mang một tia thâm ý. Con gái mình bỏ mặc dung mạo và vóc người đều đủ để kinh vi thiên nhân, dõi mắt toàn bộ kinh thành, nàng vậy coi là lên người xuất sắc. Nếu để cho con gái mình và cái này vị tiền bối nhiều sống chung. Hai người củi khô lửa cháy bừng bừng, nói không chừng là được. Nếu như nữ nhi có cường giả loại này bảo vệ, cả đời thật không lo. Chỉ bất quá nàng lo lắng duy nhất là tiền bối coi thường nữ nhi, tiền bối như vậy ưu tú nếu như này trẻ tuổi, bên người còn biết thiếu người phụ nữ. Tiền bối, những thứ đó ta đều có thể không muốn, ta chỉ có một yêu cầu, ta hy vọng ngài có thể thu tiểu nữ làm đồ đệ. Diệp Thần gật đầu một cái, ta vốn chính là đánh như vậy coi là, bất quá bây giờ thu nàng làm đồ đệ, nàng phỏng đoán sẽ rất bài xích, xem sau này đi, dưới mắt địa phách huyền thạch còn đè ở nàng sát huyết hàn thể. Cảm ơn, tiền bối. Hai người trở lại phòng khách, ba thức ăn một canh đã làm xong. Mặc dù đơn giản,
nhưng tràn đầy mùi vị nhà. Giáo sư Diệp, người và mẹ ta trò chuyện gì vậy, lâu như vậy? Ngụy Dĩnh đem chén đũa dọn xong, cười hì hì nói. Tùy tiện trò chuyện một chút, ăn cơm đi. Được rồi, giáo sư Diệp ăn một chút ta làm thịt kho, ngày hôm nay ta trạng thái coi như không tệ, vừa vặn ăn. Ngụy Dĩnh ở nhà tựa hồ buông ra rất nhiều, thậm chí còn cho Diệp Thần kẹp một miếng thịt. Một bữa cơm, vui vẻ hòa thuận. Sau khi ăn xong, Ngụy Dĩnh vốn dự định ở nhà ở một ngày, lại không nghĩ rằng, trực tiếp bị Ngụy Mẫu đuổi ra ngoài. Ngày mai ngươi còn phải đi học, ở nhà ngủ cái gì, ngươi vừa vặn cùng tiền bối cùng nhau hồi trường học. Ngụy Mẫu nghiêm nghị nói. Nghe đến lời này, Ngụy Dĩnh diễn cảm đổi được vô cùng cổ quái, không cưỡng được mẫu thân, chỉ có thể và Diệp Thần cùng nhau hồi trường học. Đến giáo viên nhà trọ cửa, Diệp Thần đưa tay ra, nghiêm túc nói, Ngụy lão sư, đem điện thoại ngươi cho ta. Ngụy Dĩnh nhăn mày liền nhăn mày, coi như đưa ra điện thoại, nói, giáo sư Diệp, ngươi muốn làm gì? Diệp Thần đem mình dãy số cất đi vào, hơn nữa thiết lập thành người liên lạc khẩn cấp. Hắn nếu đáp ứng Ngụy Mẫu phải bảo vệ Ngụy Dĩnh, tự nhiên muốn làm. Hắn bây giờ không cách nào chắc chắn Ngụy Dĩnh sát huyết hàn thể lúc nào đột phá địa phách huyền thạch, bắt đầu phát bệnh, cho nên chỉ có thể chờ Ngụy Dĩnh thông báo mình. Hắn đưa điện thoại di động vẫn còn cho Ngụy Dĩnh, hơn nữa gần từng chữ, Ngụy Dĩnh, nhớ, sau này ngươi thân thể nếu như cảm giác được cực kỳ rét lạnh, cũng hoặc là ngươi đụng phải phiền toái gì, đánh liền ta điện thoại, thậm chí so báo C, A đều phải ưu tiên cấp. Hiểu chưa? Ngụy Dĩnh mặt tuyệt mỹ bàng lóe lên vẻ cổ quái. Nàng thật phát hiện người mới tới này giáo sư Diệp càng phát ra thần bí. Có sang trọng tọa giá, lại sẽ kinh thiên y thuật, thậm chí liền võ đạo thực lực, mình mẫu thân cũng phải gọi tiền bối, như vậy một người làm sao biết nguyện ý tới đại học làm giáo sư. Có nghe hay không, đây không phải là trò đùa. Diệp Thần sợ Ngụy Dĩnh lấy là mình nói đùa, nhấn mạnh. Được, ta rõ ràng. Ngụy Dĩnh cầm lấy điện thoại di động, vội vàng hướng nhà của mình đi. Cửa phòng đóng lại, chỉ để lại một mặt phức tạp Diệp Thần. Cùng lúc đó, kinh thành một nơi u tĩnh đại viện. Đại viện ra phun trào ra trận pháp lực, từ bên ngoài trận pháp mặt ngó về phía bên trong xem không thấy bất kỳ đồ. Chỉ có bước vào trận pháp, mới có thể phát hiện đầu mối. Đại viện trên cửa biển viết hai cái giả dặn có lực chữ to Giang gia. Giang gia phòng khách trên, một cái khí tức cường đại ông già ngồi ở trên ghế thái sư. Hắn nhắm hai mắt mâu, một cổ uy nghiêm lan ra. Hắn quanh thân phun trào ra cực mạnh hơi thở, tựa như thời gian vừa niệm là có thể phá xấu xa một phương sơn hà. Ngay tại lúc này một cái trung niên nam tử xuất hiện ở Giang gia phòng khách, ông già mở mắt ra, đục ngầu ánh mắt chỉ có khinh thường. Tựa như đối với hết thảy đều không thèm. Môi hắn dương ra, thanh âm nhàn nhạt vang lên, Giang Biệt Vọng nguyên nhân cái chết điều tra rõ ràng. Ở giữa nam tử gật đầu một cái, con người có chút do dự. Nói đi, Tỉnh An Huy chết một vị ta người của Giang gia, sự việc quá lớn. Ta thật là tò mò toàn bộ Hoa Hạ có ai dám động ta người của Giang gia. Trung niên nam tử trầm ngâm chốc lát, lời nói ra kinh người nói, lão gia, Tỉnh An Huy võ đạo giới xảy ra chuyện và một người có liên quan, chính là nghiệt chủng kia. Cái nào nghiệt chủng? Ông già con ngươi đông lại một cái, cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn mặc dù trong lòng đoán được cái gì, nhưng là cảm giác tựa như nói cho hắn, cái này không thể nào. Trung niên nam tử diễn cảm có chút cổ quái, lão gia, chúng ta Giang gia còn có cái nào nghiệt chủng à? Vậy Ninh Ba Diệp gia phế vật, ông già mở miệng nói. Đúng vậy, lão gia. Nghe được câu này, ông già sắc mặt có chút ảm đạm. Bót, một trường lại là vỗ vào bên cạnh án trên đài. Án chiếc như mạng nhện vậy vỡ vụn. Giá trị triệu đồ cổ ly trà cũng là hoàn toàn chấn vỡ. Nước trà văng khắp nơi, dính ướt ông lão áo quần. Trung niên nam tử đã sớm biết ông già sẽ là loại phản ứng này, diễn cảm có chút không biết làm sao. Ông già đứng lên, tức giận không nhẹ, tức giận nói, nghiệt chủng kia lại vẫn dám chém chết ta người của Giang gia. Tìm không chết được, xem ra vậy vực ngoại vật vậy rơi vào người này trên tay. Ngay tại lúc này, trung niên nam tử xen vào nói, lão gia, cũng không phải là như vậy, Tỉnh An Huy truyền ra tiếng gió,
Phật kia tựa hồ không có ở đây Diệp Thần trên tay, mà là ở Tịnh Đạo Đại Sư trên tay. Ông già chân mày vặn thành một cái chữ xuyên, tên kia làm sao dắt kéo vào, hừ. Ta Giang gia đồ mong muốn, người bất kỳ cũng không có tư cách động, người phái tự mình đi và tên kia tiếp xúc. Nếu như không giao ra vật kia, trực tiếp xóa đi chính là. Trung niên nam tử không có ra tay, ngược lại thấp giọng nói, lão gia, ta lời còn chưa nói hết, ta trong lòng có một suy đoán, cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Tịnh Đạo Đại Sư và Bội Dung Tiểu Thư quan hệ không bình thường, người này ở cái tình huống này hạ lãm hạ hết thảy, rõ ràng cho thấy muốn đảm bảo nghiệt chủng kia, vực ngoại vật vô cùng có thể vẫn còn ở nghiệt chủng kia trên tay. Ông già con ngươi lóe ra một tia rét lạnh và tức giận, áo khoác phung lên, lạnh lùng nói, đã như vậy, người sai người đi để cho thằng nhóc kia phun ra. Có ít thứ, không phải hắn loại phế vật này có thể động. Trung niên nam tử thở dài một cái. Lão gia tử từ đầu tới cuối sẽ không tha thứ Giang Dung một nhà à? Mỗi lần nhắc tới một nhà này, bình tĩnh lão gia tựa như hóa thân là một đầu mất lý trí sư tử đực. Đã từng là Giang Dung bị hắn coi là con cưng, bọn hắn bây giờ phảng phất là cừu địch vậy. Liền liền hai vợ chồng kia nhốt vào u hồn giam ngục, hắn cũng không có đi xem qua vậy. Thậm chí bỏ mặc bọn họ ở bên trong bị dạng gì hành hạ. Cái này hoặc giả chính là võ đạo giới tàn khốc. Đối với Giang gia người không có giá trị lợi dụng, thì nhất định phải bị vô tình vứt. Vậy Ninh ba người một nhà thật ra thì cũng có thể thương xót. Dĩ nhiên, những chuyện này chỉ có thể ở hắn trong lòng suy nghĩ một chút, hắn không dám nói ra. Giang lão gia tử tức giận, cũng không phải là hắn một người làm có thể tiếp nhận. Ông già gặp trung niên nam tử lại còn đứng, con người thoáng qua vẻ tức giận. Nói còn chưa cút đi xuống làm việc. Lão gia, còn có một việc không có cùng ngài nói. Trung niên nam tử cung kính nói. Ngươi như lại không đem sự việc duy nhất nói xong, từ nay về sau đuổi ra khỏi Giang gia. Ông già thanh âm lạnh như băng vang lên, toàn bộ phòng khách cũng che lấp một tia sát ý. Hoa hạ đỉnh cấp tông sự uy nghiêm, há là một người như vậy có thể chịu đựng. Trung niên nam tử cảm giác trên mình đè một tòa núi to. Không do dự nữa, vội vàng nói, lão gia, nghiệt chủng kia tới kinh thành. Cái gì? Ông già hai tròng mắt lóe lên một tia dùng mình. Ở hắn trong mắt như phế vật giống vậy nghiệt chủng vẫn còn có tư cách đạp ở kinh thành. Coi như hắn bước vào võ đạo một đường thì như thế nào? Chính là phàm căn, không có gia tộc tài nguyên tu luyện, hắn cả đời chỉ có thể ở tầng dưới chót vùng vẫy. Bước vào kinh thành, vậy tương đương với tự tìm đường chết. Cảm nhận được Giang lão gia tử tức giận, trung niên nam tử nhẹ giọng nói, lão gia, có cần hay không chém chết nghiệt chủng kia? Giang lão gia tử hừ lạnh một tiếng, do dự mấy giây, ngược lại khoát tay một cái nói, giết nghiệt chủng kia. Hắn không xứng, máu trên người người này chỉ biết ô nhục ta Giang gia kiếm. Người phái Giang gia một vị cường giả tìm được người này, để cho hắn giao ra vực ngoại vật, nếu như đối phương không chịu lấy ra, cắt đứt nghiệt chủng này tay chân. Phế hắn tu vi, ta cuộc đời này cũng không hy vọng thằng nhóc này xuất hiện ở ta trước mặt. Trung niên nam tử diễn cảm cứng đờ, hắn căn bản không nghĩ tới quát cục võ đạo hoa hạ vị này vậy mà sẽ đối đãi như vậy một tên tiểu bối. Nói thế nào đi nữa, Diệp Thần trên mình cũng là chảy Giang gia huyết mạch à. Bất quá, năm đó Giang Dung kháng cự thông gia, lựa chọn một người bình thường lập gia đình, lại là sinh hạ không có một người phàm căn nghiệt chủng. Chuyện này cơ hồ để cho hoa hạ Giang gia bị xấu hổ. Thậm chí có mười mấy năm, lão gia cũng không tham gia võ đạo giới đại hội. Bởi vì hắn nét mặt già nua căn bản không ném nổi. Vô số cùng cấp bậc tộc trưởng dùng nhà này chuyện cười nhạo lão gia, hắn làm sao không tức giận giận. À, tạm thời bây giờ, hắn lại có chút đồng tình cái đó đạp ở kinh thành Diệp Thần. Không nghĩ nhiều nữa. Hắn liền vội vàng gật đầu lui ra, dạ, lão gia. Kinh thành đại học sư phạm, giáo viên nhà trọ. Diệp Thần ngồi xếp bằng trên ghế salon, hắn vận chuyển cửu thiên huyền dương quyết, một viên đá màu đen vần quanh hắn quanh thân xoay tròn. Đá màu đen gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn viên kia địa phách huyền thạch, tựa như muốn phải chiếm đoạt, lại bị Diệp Thần ngăn cản. Đá này, ta cần dùng tu luyện, cùng còn dư lại mới có thể cho ngươi. Đá màu đen phảng phất có chút kháng nghị, tốc độ càng lúc càng nhanh, Diệp Thần không do dự nữa, năm ngón tay đưa ra,
chân khí ngưng tụ, trực tiếp đem đá màu đen cầm ở lòng bàn tay, sau đó lại là bỏ vào túi trong. Đá này mặc dù thừa tái luân hồi mộ địa, coi là lên cao cấp Phật, nhưng là hắn Diệp Thần bây giờ là luân hồi mộ địa mộ chủ, không nghe vậy được nghe. Từ nào đó trình độ mà nói, hắn thậm chí áp đảo vậy trăm vị đại năng trên. Hắn là cái này trăm người người xoay mình. Diệp Thần năm ngón tay bóp quyết, sát khí phóng thích. Ngay tức thì huyết long ngay tại trong phòng xuất hiện. Phá! Một tiếng gầm lên, Diệp Thần chỉ điểm một chút ở địa phách huyền thạch trên, địa phách huyền thạch ngay tức thì vỡ thành hai mảnh, cả nhà ngay tức thì bị bảy màu ánh sáng bao trùm. Dòng dã bảy loại linh khí dồi dào. Kim, mộc, nước, lửa, đất, sát, huyền. Bảy loại ánh sáng bất đồng trực tiếp hướng Diệp Thần vào tới, lại là chui vào hắn đan điền. Từng cổ một khí tức nóng bỏng, ngay tức thì cuốn tới. Loại cảm giác này thoải mái đến trình độ cao nhất. Vốn cho là từ Côn Lôn hư đi ra, tốc độ tu luyện của mình sẽ thành chậm, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, những thứ này cơ duyên đủ để được vào bên trong mười mấy năm tu luyện. Diệp Thần mừng rỡ, lại là kích động nói, toàn bộ cho ta hấp thu. Đi đôi với quanh thân lỗ chân lông mở ra, Diệp Thần nhất thời cảm giác từng cổ một mạnh mẽ vô biên năng lượng tràn vào đến mình trong thân thể. Cửu Thiên Huyền Dương quyết vận chuyển, Diệp Thần cả người tựa như chính là một cái hắc động, vô tận chiếm đoạt. Giờ phút này bên trong nhà năng lượng ước chừng so ngoại giới mạnh mẽ ngàn lần không dứt. Cực kỳ khủng bố. Địa phách huyền thạch năng lượng cắn nuốt càng nhiều, Diệp Thần hơi thở bắt đầu không ngừng leo lên, bỏ mặc như vậy. Hắn quanh thân vòng quanh vậy cái huyết long hư ảnh cũng là được ích lợi vô cùng. Cường đại năng lượng đánh vào dưới, để cho Diệp Thần không nhịn được lộ ra thống khổ thần sắc. Từng cổ một năng lượng phun trào, dường như muốn đem Diệp Thần thân thể xé, đem hắn gân mạch căng bể. Huyết long hư ảnh cũng là tinh túy liền mấy phần, thân hình bắt đầu mở rộng, cả nhà truyền tới từng cơn long khiếu. Rạng sáng 3 giờ, kinh thành đại học sư phạm, gió lạnh từng cơn. Trong trường học cơ hồ không có người nào, chỉ có một bảo an cầm đèn pin ở chung quanh tuần tra, một bên tuần tra, một bên ở rầm rầm trước người đẹp Livestream, ngược lại là làm không biết mệt. Đột nhiên, một đạo cuồng gió xuất hiện, an ninh sau lưng thoáng qua một cái bóng đen, tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất. Mắt thường căn bản phát hiện không được. Bảo an thân thể lảo đảo một cái, trên tay đèn pin trực tiếp ném ở trên mặt đất, hắn nhặt lên đèn pin. Mắng liền một câu, cái này mẹ hắn cái gì yêu gió. Bây giờ ca đêm thật không chịu nổi lên. Đèn pin còn không có cầm chặt mấy giây, lại là một đạo cấp tốc bóng đen xuất hiện. Lách cách. Lần này, an ninh điện thoại di động và đèn pin toàn bộ rơi trên mặt đất, hắn thân thể lại là té xuống đất. Giờ khắc này, bảo an có chút luống cuống, nhặt lên đèn pin, hướng chung quanh chiếu một cái, không có một cái bóng. Gió lạnh tấn công tới. Hắn sau lưng tóc gáy dựng đứng. Truyền thuyết kinh thành đại học sư phạm phía dưới nhưng mà một tòa bãi tha ma, chẳng lẽ đây là nháo quỷ không được. Bảo an thân thể run một cái, vội vàng hướng phòng bảo an bước nhanh tới. Cùng lúc đó, giáo viên nhà trọ, sau đó xuất hiện đạo thân ảnh kia lại bước chân dừng lại. Người này chính là hôm nay và Giang lão gia tử đối thoại vị kia trung niên nam tử. Giang Trấn Nghiệp. Hắn cũng coi là Giang gia thê đội thứ nhất cường giả, thực lực rất mạnh, mặc dù không có Hoa Hạ tông sư bảng hạng, nhưng là bàn về thực lực, đủ để chém chết Hoa Hạ tông sư bảng tên thứ 10 sau này cường giả. Hắn vốn định phái người đi đối phó Diệp Thần, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là đích thân tới. Hắn đối với cái này Giang gia nghiệt chủng quá tò mò. Có thể ở tỉnh An Huy Đông đảo trong tay cường giả bắt lại vực ngoại vật, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng mà thằng nhóc kia 5 năm trước ở Ninh Ba rõ ràng là cái phế vật, tại sao 5 năm sau, sẽ có lớn như vậy thay đổi? Đây là hắn trong lòng lớn nhất nghi ngờ. Giờ phút này, hắn tò mò nhìn vậy đạo cấp tốc dũng động bóng đen, con người híp lại, lẩm bẩm nói, xem ra, không chỉ Giang gia phải đối phó thằng nhóc này, còn có khác thế lực cũng không muốn để cho thằng nhóc này sống à. Từ thân ảnh kia tốc độ tới xem, thực lực không thể khinh thường, ta đây là tò mò. Thằng nhóc này lần này sống thế nào xuống? Dứt lời, Giang Trấn Nghiệp cũng là đuổi theo, dưới chân kình khí phun trào, trực tiếp hướng giáo viên nhà trọ đi. Giờ phút này,
Diệp Thần tự nhiên không biết nguy cơ đang từ từ ép tới gần. Hắn hơi thở càng ngày càng khủng bố, vậy cái huyết long lại là liền gian nhà cũng không chứa nổi. Hắn thậm chí đã cảm thấy đột phá hơi thở. Đang hắn chuẩn bị đột phá lúc đó, trong mắt hắn bỗng nhiên mở ra. Hơi thở tiêu tán, huyết long cũng là chui vào hắn thân thể, hắn lạnh như băng con người bắn về phía cửa sổ phương hướng. Lại có người cướp tới. Bành, một tiếng, Diệp Thần bên trái thủy tinh ầm ầm vỡ vụn, một cái bóng đen trực tiếp xông đi vào. Xem vóc người và tuổi chừng là một người thanh niên mang một cái rưỡi mặt mũi cái, người mặc áo da, tay trái cầm một cái cong đao, tay phải nắm một bản tấm ảnh. Thanh niên nhìn một cái tấm ảnh, sau đó nhìn về phía Diệp Thần, khóe miệng lộ ra một đạo rét lạnh độ cong. Diệp Thần, người lại vẫn dám bước vào kinh thành, chẳng lẽ không biết nơi này là chúng ta huyết mai điện trụ sở chính? Diệp Thần con người co rúm một cái, đối phương thân phận đã rất rõ ràng. Huyết mai điện. Hắn trước còn buồn bực, mình giết cái gọi là huyết mai điện đệ nhất sát thủ, tại sao huyết mai điện lại không tìm mình phiền toái? Không phải lời đồn đãi huyết mai điện đáng sợ nhất là sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Từ đối phương hơi thở tới xem, và ngày đó ở tỉnh Chiết Giang chém giết đệ nhất sát thủ hoàn toàn bất đồng. Mạnh hơn. Xem ra hắn chém giết cái gọi là đệ nhất sát thủ, hữu danh vô thực. Thanh niên hoạt động một chút cổ, dữ tợn nói, người giết một vị ta huyết mai điện rất trọng yếu sát thủ, huyết mai điện điện chủ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, thậm chí không tiếc đem ta từ hải ngoại nhiệm vụ điều hồi, ta đây là muốn xem, người có thực lực gì đạp ở kinh thành. Thanh niên trong tay cong đao sắc bén lóe lên, sát ý và uy áp hướng Diệp Thần đè đi. Đột nhiên, thanh niên phát giác cái gì, con người gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn khối kia địa phách huyền thạch. Hắn hô hấp có chút gấp rút, kích động nói, người lại có địa phách huyền thạch. Ha ha, thật là trời cũng giúp ta, bây giờ vật này là của ta. Dứt lời, hắn năm ngón tay một chảo, một đạo kình khí hướng địa phách huyền thạch đi, mắt xem thì phải đem địa phách huyền thạch hút tới đây. Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, người quấy rầy ta tu luyện, để cho ta rất khó chịu. Hậu quả rất nghiêm trọng. Bành! Vậy đạo kình khí trực tiếp bị Diệp Thần lôi âm cuồn cuộn nổ. Thanh niên sắc mặt có chút không đúng. Hừ, chính là con kiến hôi còn dám phản kháng. Vậy ta liền trước hết giết ngươi, lại nhảy bảo. Oanh! Một tiếng hừ lạnh, thanh niên quanh thân nổ tung một cổ cường đại đợt khí. Không giữ lại chút nào, một quyền trực tiếp đánh ra. Ở hắn xem ra. Diệp Thần căn bản không có tư cách để cho hắn xuất kiếm. Oanh! Động nhược huyền sấm. Một quyền này đánh ra, toàn bộ gian phòng đều run rẩy. Kinh khủng quyền gió gào thét, tựa như hóa là mãnh thú, khí thôn hết thảy. Một ít đồ gỗ nội thất lại trực tiếp nổ, phòng khách ghế salon ngay tức thì xé, từng đạo mao như bay lượn trên không trung. Chết! Mãnh liệt quyền gió cuốn tới, trực thủ Diệp Thần tim. Diệp Thần bởi vì tu luyện đột nhiên cắt đứt, thân thể có chút cắn trả ý, không để ý tới hết thảy, giống vậy một quyền đánh ra. Một quyền này, sát khí tách thả ra. La sát quyền, phá bát phương. Diệp Thần quanh thân máu thịt lực bung ra, quanh thân chân khí lao ra. Oanh! Một kích dưới, quyền gió nổ ầm, trực tiếp cứng đối cứng. Quyền trưởng va chạm bây giờ, một cổ kinh khủng đợt khí tản ra, sấm rền vậy nổ ầm. Từ hai người giao phong chính giữa nổ tung. Đạp đạp đạp. Theo một kích này dưới, vị kia huyết mai điện cường giả lại lui về phía sau đi, thân thể lại là đụng vào vách tường trên. Mà Diệp Thần, cũng là lui về phía sau hai bước, huyết khí trong cơ thể phun trào. Sớm biết buổi tối người huyết mai điện muốn tới, hắn cũng không đột phá. Thanh niên nhìn một cái Diệp Thần, liếm liếm đầu lưỡi, cười lạnh nói, có ý tứ. Lực lượng lại so với ta còn mạnh hơn, người đáng ta dùng đao. Huyết trảm linh đao. Thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, linh động tiêu sái bóng người xoay tròn mở, một cái đao lượn lờ mở, quanh thân bị đao ảnh tràn ngập, như rồng cuốn gió vậy thổi hướng Diệp Thần. Rào 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 rào. Đao ý dày đặc, mau lẹ vô ảnh. Hàng loạt tia lửa cùng xé không khí hơi thở phun trào, từng đạo đợt khí đem cả nhà gây ra hơn nữa bừa bãi. Vô số đạo ảnh, thậm chí phong bế Diệp Thần hết thảy đường lui. Chết! Ngay tại đạo ảnh muốn hoàn toàn rơi xuống thời điểm,
Diệp Thần thanh âm lạnh như băng vang lên, tại sao nhất định phải ở chỗ ta ở động thủ chứ? Giết ngươi, ngươi không tư cách để cho ta dùng kiếm. Dứt lời, Diệp Thần thân hình quỷ dị một cái đung đưa, biến mất ở cuồng bạo hết sức đao ảnh chính giữa. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần đột nhiên biến mất, cái này làm cho thanh niên khóe miệng cười gần không khỏi được động lại, thân hình hắn hung hăng một lần. Thân pháp thật là quỷ dị. Cùng sau khi ngươi chết, ta sẽ tự mình đi tìm huyết mai điện. Ở thanh niên ánh mắt kinh ngạc chính giữa, Diệp Thần thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Không tốt. Nghe được cái này thanh âm, thanh niên mặt tràn đầy sợ hãi. Một cổ to lớn nguy cơ ngay tức thì cuốn tới. Hắn cảm giác khí tức chung quanh tựa như bị phong tỏa, tình huống không đúng, hắn theo bản năng chuẩn bị hướng phá vỡ cửa sổ đi. Nhưng là căn bản không còn kịp rồi. Muốn đi, chậm. Diệp Thần một cái cất bước, huyết long hư ảnh từ trong thân thể chui ra, tựa như quấn quanh ở huyết mai điện thanh niên. Bất đồng thanh niên chạy ra khỏi, Diệp Thần đã dán đến thanh niên sau lưng. Bành! Một chưởng vỗ ra, nặng nề tiếng nổ ngay tức thì nổ tung. Làm sao có thể, tiểu tử này thực lực lại và điều tra căn bản không giống nhau. Thanh niên trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng, trong mắt kinh hoàng đến mức tận cùng. Thanh niên giác ngộ đã quá muộn. Máu tươi phun ra, tiếng gào thống khổ truyền tới, hắn thân hình bị hung hãn chấn động bay ra ngoài. Ken két ca. Mơ hồ bây giờ, có thể rõ ràng nghe được thanh thúy tiếng xương cốt gãy. Một chiêu này, Diệp Thần huyết long hư ảnh và chân khí bùng nổ, ai có thể ngăn cản. Bế quan 10 ngày, hắn ở luân hồi mộ địa thi triển mấy chục ngàn lần. Mặc dù mỗi một lần đều bị ông già áo bào đen cản trở, nhưng là ông già áo bào đen là cấp bậc gì cường giả, thượng cổ đại năng. Há là trước mắt cái này hoa hạ huyết mai điện rác dưới có thể như nhau. Từ hắn bước vào nơi đây bắt đầu, chính là chờ tại tự tìm cái chết. Thanh niên thân thể đụng vào phòng khách vách tường trên, thậm chí vách tường vậy xuất hiện một đạo liệt ngân. Cường đại chấn động, làm cho cả giáo viên nhà trọ ngủ say lão sư giật nảy mình. Bành! Thanh niên thân thể nện xuống đất, trong miệng từng ngụm khạc máu tươi. Mặt hắn sát mặt đất, dư quang trong nhìn Diệp Thần đi tới. Cổ không được hết thảy, hắn một chưởng vỗ trên đất, thân thể chợt nhảy lên, sau đó trong tay đập ra hai cây viên châu. Viên châu rơi xuống đất, khói mù lượn lờ ở toàn bộ gian phòng. Che ở Diệp Thần tầm mắt. Một giây kế tiếp, thanh niên trực tiếp bò dậy, hướng cửa sổ đi. Cho dù đây là lầu 10, nhưng là cũng không đoái hoài được cái gì. Người này chiến đấu trình độ huyết mai điện phải lần nữa đánh giá. Nếu như huyết mai điện vậy mấy vị trưởng lão và điện chủ không ra tay, thằng nhóc này căn bản chém không giết được. Hắn thân thể cấp tốc tuột xuống, bên tai cuồng gió gào thét. Mắt xem thì phải đập xuống đất, ở trên tay hắn mang một nơi sắt thép bảo vệ cổ tay lại bắn ra một cây dây thép. Dây thép trực tiếp cắm vào vách tường trên. Sao hỏa bùng nổ, từ từ thanh không dứt lọt vào tai. Bành! Hắn thân thể vẫn là nện xuống đất, cũng may có dây thép làm lực lượng chậm xông lên. Nếu không bị nặng như vậy tổn thương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xa ở trên sân thượng, Giang Chấn Nghiệp hai tay ôm ở ngực, còn người híp lại, quan sát chung quanh hết thảy. Hắn rất nhanh liền phát hiện chật vật rơi xuống đất thanh niên. Hắn con người hơi co rúm một cái, diễn cảm có chút cổ quái. Người này không phải đi chu diệt nghiệt chủng kia sao? Làm sao đổi được như vậy chật vật, trên mình thậm chí còn đang chảy máu. Chẳng lẽ thất bại? Nhìn vậy đạo cấp tốc hướng cửa trường học phương hướng đi bóng người, hắn chân mày vặn thành một cái chữ xuyên. Không nên à, sát thủ kia mới đi liền mấy phút mà thôi, liền thảm như vậy. Hắn nghi ngờ trong lòng trùng trùng. Ngay tại lúc này, hắn phát hiện cái gì? Lầu 10 cửa sổ trên, một người thanh niên chỉ như vậy đứng. Anh mày như kiếm, cả người che lấp một tia dùng mình. Ánh mắt lạnh như băng bắn thẳng đến sát thủ chạy trốn phương hướng. Đây lại là nghiệt chủng kia. Hắn vốn cho là Diệp Thần và sát thủ kia đánh một trận, chỉ ít lưỡng bại câu thương, nhưng là trước mắt hắn nơi gặp, cái thằng nhóc đó trên mình một chút tổn thương cũng không có. Quỷ dị đến trình độ cao nhất. Chẳng lẽ mới vừa rồi đánh một trận, thằng nhóc này nghiền ép sát thủ kia? Không thể nào. Ngay tại lúc này,
trước cửa sổ người thanh niên kia động, hắn tay phải hướng phía sau giơ cao. Hai chân có cất bước. Mấu chốt trong tay nắm lại là một cây tường thể trong rút ra cốt sắt. Cốt sắt dài chừng 1 mét, giống như trường thương. Sau đó, Diệp Thần khóe miệng xuất hiện một màn cười nhạt, cánh tay chân khí lưu chuyển, trong tay cốt sắt trực tiếp giống như cây lao vậy bắn đi ra ngoài. Suy! Không trung truyền tới một đạo nhọn tiếng xé gió, chỉ gặp một cây đen bóng cốt sắt tựa như vẫn thạch vạch qua thương khung. Mang theo cuồn cuộn kình khí gào thét tới. Trực tiếp hướng chạy trốn ở giữa huyết mai điện sát thủ đi. Sát thủ kia bước chân càng ngày càng chậm, dài đến mười mấy năm nghề kiếp sống, để cho hắn thời gian đầu tiên phát hiện nguy hiểm. Hắn theo bản năng quay đầu. Khi thấy cây kia cuồn cuộn mà đến cốt sắt, hoàn toàn sợ choáng váng. Cái này mẹ hắn là cái quỷ gì? Lời còn chưa nói hết, vậy cốt sắt trực tiếp đâm vào tim hắn. Vô cùng chính xác vô cùng. Bành! Cường đại đợt khí trực tiếp đem huyết mai điện tên sát thủ kia tung bay. Huyết dịch văng khắp nơi. Đinh, một tiếng, cốt sắt kể cả sát thủ thân thể, hung hãn đóng vào trên mặt đất. Giống như ác ma thẩm phán. Một cổ cường đại xào xạc ý làm cho cả trường học đều an tĩnh lại. Cuồn cuộn bụi đất cuộn sạch, máu tươi tiệm nhiễm đất đai. Xa ở trên sân thượng Giang Chấn Nghiệp thấy một màn này, con người có giúp một cái, mới vừa rồi hình ảnh rành rành trong mắt. Làm cho lòng người sợ hãi. Hắn hô hấp đều ngừng. Cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm vậy cắm cốt sắt thi thể. Hắn thậm chí cảm giác, tim mình vậy bị đòn nghiêm trọng, vậy cốt sắt tựa như xuyên thấu là hắn thân thể. Đem tim hắn đánh chia 5 x 7. Cái này thì cái đó Giang nữ dung sinh hạ nghiệt trùng. Phế vật. Nếu như cường giả loại này đều là phế vật nói, toàn bộ kinh thành cục võ đạo phần lớn người đều là phế vật. Từ bệ cửa sổ đến vậy cốt sắt rơi xuống, khoảng cách như vậy, giống vậy lực lượng căn bản không thể nào làm được. Cho dù là hắn, cũng không thể như vậy tinh chuẩn và khủng bố. Cái này mẹ hắn là cái gì yêu nghiệt? Giang Chấn Nghiệp ngược lại hít một hơi khí lạnh, lại đem tầm mắt rơi vào Diệp Thần trụ sở phương hướng. Quỷ dị chính là, một đôi lạnh như băng hết sức trong mắt giống vậy nhìn chằm chằm hắn. Hắn bị nghiệt chủng kia phát hiện. Giang Chấn Nghiệp theo bản năng liền hướng phía sau đi, hắn thậm chí quên mình hôm nay là tới phế bỏ Diệp Thần. Mắt xem Giang Chấn Nghiệp phải đi, Diệp Thần làm sao có thể thả hổ về rừng. Hắn không nhận biết người này, nhưng là lúc này xuất hiện ở trên sân thượng, tuyệt đối và huyết mai điện có liên quan. Thậm chí có thể là huyết mai điện ẩn núp trong bóng tối sát thủ. Diệp Thần không do dự nữa, năm ngón tay chộp vào cửa sổ dọc theo trên, thân thể nhảy một cái, đồng thời lực lượng bùng nổ. Hắn thân thể ngay tức thì hướng khác một dãy lầu đi. Nhanh chóng rơi xuống lúc đó, hắn năm ngón tay chộp vào khác một dãy lầu cửa sổ dọc theo, chân khí tác dụng với hai tay. Không ngừng hướng sân thượng đi. Đảo mắt bây giờ, hắn sẽ tới sân thượng, lại là nhìn Giang Chấn Nghiệp đi xa hình bóng. Muốn đi, hỏi qua ta sao? Diệp Thần khóe miệng lộ ra lau một cái rét lạnh, Thương Long Huyễn Thân Quyết phun trào, tốc độ càng lúc càng nhanh. Giang Chấn Nghiệp cũng là cảm thấy không đúng, bước chân ngừng, xoay người nhìn về phía cướp được Diệp Thần. Hắn tại sao phải chạy? Hôm nay, hắn chính là tới phế bỏ người này. Nếu như bị Giang lão gia tử biết hắn rút lui, phỏng đoán hắn đầu lâu cũng biết bị chém đứt. Giang gia đối với tôn nghiêm cực kỳ quan tâm. Diệp Thần vậy bước chân ngừng lại, dùng mình và uy áp bao trùm chạy đi, người cũng là người huyết mai điện. Giang Chấn Nghiệp lắc đầu một cái, không có cho thấy thân phận, ngược lại giang tay ra, ra lệnh, ta chỉ cần ngươi từ tỉnh An Huy lấy được vực ngoại vật, giao cho ta, ngươi có thể sống, không giao, có người muốn ngươi trở thành một cái phế nhân. Diệp Thần hai tay cắm túi, con ngươi lóe ra một đạo kiểu khác sắc bén. Xem ra, bây giờ đêm nhất định là không bình an ban đêm. Không chỉ huyết mai điện muốn giết mình, vẫn còn có thế lực muốn cướp đoạt hắn đồ. Mình ở kinh thành đại học sư phạm hành tung coi như là hoàn toàn bại lộ. Hắn một bước bước ra, cười lạnh nói, ngươi hẳn thấy cỗ thi thể kia liền đi, hắn mới vừa rồi đồng dạng cũng là rình dập đồ ta, rơi được như vậy ruộng đất. Ngươi cảm thấy ngươi kết quả có thể so với hắn tốt. Hắn nói tiếng nói không có một tia nhiệt độ, trong tay lại là không biết lúc nào xuất hiện một thanh trường kiếm.
Trảm Long kiếm. Ngút trời sát ý, tựa như khoảnh khắc ở giữa thì phải bùng nổ. Giang Chấn Nghiệp cảm giác được rõ rệt ý định giết người và uy áp hướng hắn vào tới. Hắn hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, giáo viên nhà trọ sân thượng lại vì vậy xuất hiện một đạo vết nứt, Diệp Thần uy áp càng bị một cổ lực lượng vô tình xé. Diệp Thần, kẻ thức thời là người tài giỏi, cổ nhân những lời này, người tại sao không thể rõ ràng đâu. Giang Chấn Nghiệp đối với Diệp Thần hứng thú xa cao hơn ý định giết người. Mặc dù Giang lão gia tử yêu cầu phế người này, nhưng là khi nhìn thấy mới vừa rồi cái đó hình ảnh, hắn trong lòng lại muốn thả qua đối phương một con đường sống, bởi vì phế Diệp Thần có thể là Hoa Hạ võ đạo giới một tổn thất lớn. Huống chi đối phương lại như thế nói, cũng là có Giang gia một số huyết mạch. Phàm căn thì như thế nào? Nếu như không phải là năm đó Giang Dung sự việc, để cho lão gia mặt mũi mất hết, cũng sẽ không xuất hiện cái chuyện này. Diệp Thần, ta không giết ngươi, ta cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, giao ra vực ngoại vật, ngươi bình yên rời đi, ngươi ta thực lực vẫn là có chút chênh lệch, ta không muốn. Giang Chấn Nghiệp nói tiếng nói còn không có rơi xuống, Diệp Thần liền động. Muốn chiến liền chiến, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Diệp Thần xông ra ngoài, trong tay Trảm Long kiếm một chuyển, sắc bén lóe lên, trực thủ Giang Chấn Nghiệp chỗ hiểm. Trảm Long kiếm lại là trong đêm đen xé ra một đạo hàn quang, không khí khẽ run. Hắn rõ ràng cảm thụ ra đối phương thực lực rất mạnh, xa xa cao hơn cái đó huyết mai điện sát thủ. Thậm chí ở hắn trên người có vẻ nguy hiểm cảm giác. Diệp Thần không dám khinh thường và nương tay. Giang Chấn Nghiệp cũng giống vậy, hắn cảm nhận được Diệp Thần nồng nặc kia kiếm ý, vậy cuồng bạo kinh người mạnh mẽ kiếm ý. Hắn nhìn vậy bỗng nhiên bạo tăng Trảm Long kiếm. Rung động trong lòng liền liền. Không do dự nữa, Giang Chấn Nghiệp trực tiếp hướng Diệp Thần nhào tới. Năm ngón tay là móng, giống như mãnh thú đánh ra. Chẳng biết tại sao, hắn móng vuốt lại rỉ ra từng đạo hắc quang. Cực kỳ quỷ dị. Mấy bước bước ra, quanh thân khí thế tăng vọt. Vạn độc chảo. Oanh. Lực lượng bung ra, năm ngón tay gào thét, như sấm rền nổ tung. Mờ tối ánh sáng dưới. Chỉ gặp Giang Chấn Nghiệp một chiêu này, tựa như một cái thiên lôi, từ trên trời hạ xuống. Mau, chính xác, tàn nhẫn. Thậm chí rời ra Diệp Thần Trảm Long kiếm, trực tiếp hướng Diệp Thần bả vai đi. Xé kéo. Diệp Thần quần áo trực tiếp bị xé. Bả vai xuất hiện mấy dấu máu. Không ngừng có màu đỏ đậm máu tươi rỉ ra. Bất quá Giang Chấn Nghiệp cũng không chịu nổi, Trảm Long kiếm mặc dù bị hắn né tránh. Nhưng là kiếm khí ở mặt hắn gò má cũng là thổi ra một đạo độ cong. Quần áo lại là bể ra. Từng tia máu tươi rỉ ra. Một chiêu dưới, hai người lại không phân cao thấp. Cố nhiên như vậy, Diệp Thần ánh mắt nhưng là cực kỳ nghiêm túc. Giờ phút này, hắn ngũ tạng lục phủ lại cách không bị chấn động, nếu như không phải là chân khí hộ thể, phỏng đoán mới vừa rồi hắn nửa người trên đều bị bắt nổ. Kinh thành lại có loại cao thủ này. Mấu chốt loại cao thủ này lại tự mình đi đối phó hắn. Đây cũng quá để mắt hắn Diệp Thần. Ngay tại lúc này, Giang Chấn Nghiệp đầu gối cong, giống như báo săn mồi vậy vọt tới, tại chỗ để lại hai đạo dấu chân thật sâu. Giang Chấn Nghiệp kinh khí cuồn cuộn, xuất thủ lần nữa. Căn bản không định cho Diệp Thần phản ứng thời gian. Hắn đã nhận ra được người này nghịch thiên, một khi mở nước, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lần này, chỉ một quyền. Một quyền này, truyền tới từng cơn không bạo. Dường như muốn đập mặc mảnh thiên địa này vậy. Điện quang đá lửa bây giờ, quyền gió nổ tung, tựa như hóa là thương khung tia chớp, xé bóng tối, chiếu sáng thương khung. Diệp Thần một hơi một tí, uyển như hóa đá, ở nơi này một quyền mắt thấy liền muốn rơi ở trên người thời điểm, Diệp Thần động. Tại chỗ hóa là một đạo tàn ảnh. Giang Chấn Nghiệp đập phá tàn ảnh lúc đó. Diệp Thần mang theo chân khí năm ngón tay giữ lại tay đối phương cổ tay, đan điền chân khí toàn bộ hội tụ đến trên cánh tay. Hướng một phương hướng mãnh đi. Bành! Diệp Thần trực tiếp đem Giang Chấn Nghiệp quăng, hung hãn hướng mặt đất đập tới. Giang Chấn Nghiệp bị một kích này bối rối, nào có cổ võ giả như thế ra chiêu. Hoàn toàn là dã man lối đánh. Chẳng lẽ thằng nhóc này chẳng qua là không có cả người lực lượng mà thôi. Cánh tay hắn vỗ ở trên mặt đất, hơi phát lực, thân thể bay lên không.
vững vàng đứng ở sân thượng bên bờ, suýt nữa rơi xuống. Làm hắn thân thể mới vừa đứng vững thời điểm, Diệp Thần lần nữa vọt tới. Lần này, Diệp Thần sử xuất phần thiên trưởng. Đan điền chân khí toàn bộ tụ ở một trưởng trong. Một cổ vô tận nóng bỏng cảm giác tấn công tới. Trên tay hắn lại là đột nhiên xông ra ngọn lửa hư ảnh. Vẫy tay bây giờ, ánh sáng rực rỡ lóe lên, cuồng gió gầm thét, liệt diễm gầm thét. Một cái đỏ thấm hư trưởng chỉ như vậy đánh ra. Từng cổ một năng lượng rung động, từ tiếp xúc chỗ, do như sóng vậy, bạo thịnh mở, sân thượng chấn động. Một trưởng này tựa như xé không gian, mang ra khỏi một đạo đỏ thấm đầy trời. Nổ ầm tiếng điếc tai nhức óc, tựa như trời long đất lỡ, càng tựa như toàn bộ sân thượng mặt đất đều phải nứt ra vậy. Giang Chấn Nghiệp trong con người chiếu ngược ánh lửa, còn có kinh hoàng. Hắn con người tựa như xúc tới cực điểm, mà miệng nhưng vừa vặn ngược lại, mở to cơ hồ có thể nuốt cái kế tiếp quả đấm. Trước một giây, hắn còn cảm thấy Diệp Thần phương thức chiến đấu lộn xộn bừa bãi. Sau một giây, lại thi triển ra loại này quỷ dị lại vũ kỹ cường đại. Đây là cái gì trưởng pháp, tại sao hắn ở Hoa Hạ võ đạo giới chưa bao giờ nghe? Cũng hoặc là, cái này là cảm giác không được. Nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên lên cao, bất đắc dĩ, Giang Chấn Nghiệp chỉ có thể giống vậy một trưởng đánh ra, nhưng là cái này vội vàng đánh ra một trưởng làm sao có thể vào phần thiên trưởng như nhau. Cường đại đợt khí trực tiếp để cho hắn lui về phía sau một bước. Một cước đạp hụt, hắn thân thể lại té xuống. Giang Chấn Nghiệp sắc mặt tái nhợt, muốn phun trào kinh khí, nhưng phát hiện căn bản không có thể. Cổ võ giả thi triển võ cần mượn lực điểm mới được, bây giờ hắn trên không trung, không có bất kỳ mượn lực điểm. Trên tay càng không có vậy huyết mai điện sát thủ dây thép. Tốt ở phía dưới vừa vặn có cây cây lớn, đại thụ cành lá trực tiếp giảm bớt hắn áp lực. Bành! Ở mất đi trọng tâm dưới tình huống, hắn đập trên đất, thân thể xương cơ hồ vỡ vụn. Sau ót lại là cùng mặt đất tiếp xúc, máu tươi chảy ra, tựa như não chấn động vậy. Hắn cưỡng ép để cho mình thanh tỉnh, dư quang trông thấy trên sân thượng một cái bóng đen rơi xuống. Vậy Giang gia nghiệt chủng làm sao như thế đuổi tận cùng không buông? Không phải muốn giết hắn mới bỏ qua không được. Không chỉ như vậy, hắn phát hiện cửa trường học phương hướng đã có một đám ăn mặc quân trang người tới. Hoa Hạ Long Hồn người. Hắn không đang do dự, bò dậy, hướng một nơi tường rào đi, thoáng qua bây giờ, liền chuẩn bị biến mất ở trong tầm mắt. Diệp Thần bởi vì thi triển phần thiên trưởng quan hệ, đan điền chân khí cơ hồ nhín thời giờ, muốn vận chuyển Thương Long Huyễn Thân Quyết cơ hồ không thể nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Chấn Nghiệp rời đi. Bất quá, trong tay hắn vẫn là xuất hiện một cây ngân châm, bắn đi ra ngoài, xuyên thấu hết thảy, trực tiếp không vào Giang Chấn Nghiệp sau ót trong. Giang Chấn Nghiệp tự nhiên cảm giác được cái gì, nhức đầu sắp nứt, nhưng là không để ý tới hết thảy, trực tiếp leo tường rời đi. Không lâu lắm, cần phải kình mang mấy vị long hồn cường giả chạy tới. Cần phải kình đỡ Diệp Thần, quan tâm nói, Diệp tiên sinh, người cảm giác thế nào? Diệp Thần lắc đầu một cái, hiếu kỳ nói, các người làm sao tới? Khải bẩm Diệp tiên sinh, long hồn có người 20 giờ giám sát kinh thành đại học sư phạm, chúng ta phát hiện xảy ra vấn đề, liền lập tức chạy tới. Diệp Thần gật đầu một cái. Nhìn một cái huyết mai điện sát thủ đá, nói, đem thi thể xử lý. Sau đó Diệp Thần liền hướng giáo viên nhà trọ đi. Hắn phát hiện ngực vậy mấy vết thương lại dần dần biến thành màu đen. Đối phương năm ngón tay lại có độc. Mấu chốt độc này còn không phải là độc giống vậy. Giống vậy võ giả có thể đã sớm xảy ra chuyện, nhưng là hắn có thể không ý kỵ loại độc này. Hắn là thần y một đạo, y đạo thông thần. Loại rác dưới này độc thật đúng là không coi vào đâu, chỉ bất quá xử lý có chút phiền toái. Nếu như Diệp Thần đoán không lầm, thân thể mình trúng độc không nguy hiểm đến tánh mạng. Đan điền mình đầy thương tích, cuối cùng lâm vào là một tên phế nhân. Hoa Hạ lại có loại độc này. Xem ra cái đó người đàn ông trung niên thật muốn phế đi mình à. Bất quá đối phương nếu muốn cướp vực ngoại vật, tại sao không trực tiếp giết mình, ngược lại lui mà cầu thứ hai, phế mình. Đây không phải là phiền toái hơn. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, từ luân hồi mộ địa lấy ra một viên đan dược, trực tiếp phục đi xuống, sau đó lại là lấy ra một bụi thảo dược.
năm ngón tay nặn chặt thảo dược, dỉ ra màu xanh nước rơi vào vết thương trên. Thảo dược này kêu khư cỏ độc, đối với chậm tách ra độc tính có nhất định tác dụng. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần liền hướng giáo viên nhà trọ đi. Thang máy mới vừa mở ra, Diệp Thần liền thấy được một cái mặc đồ ngủ thiếu nữ đứng ở cửa của hắn, con người hiện lên một vẻ lo âu. Dĩ nhiên là Ngụy Dĩnh. Ngụy Dĩnh cũng là nghe được động tĩnh, từ trong giấc mộng thanh tỉnh, nàng thậm chí phát hiện động tĩnh nguồn chính là giáo sư Diệp gian phòng. Vô cùng rõ ràng. Chẳng lẽ giáo sư Diệp xảy ra chuyện? Cũng hoặc là ban ngày cái đó đường bằng phi người sau lưng tới báo thù. Nàng liền vội vàng đứng lên, thậm chí liền quần áo ngủ cũng không có đổi, trực tiếp gõ Diệp Thần cửa. Nhưng mà thật lâu không có ai đáp lại, để cho lòng nàng nặng đến thung lũng. Ngụy Dĩnh, ngươi làm sao ở nơi này? Diệp Thần cau mày nói. Nghe được sau lưng có thanh âm, Ngụy Dĩnh thân thể mềm mại ngẩn ra, ngay tức thì kịp phản ứng, kinh ngạc vui mừng nhìn về phía Diệp Thần, vội vàng tiểu chạy tới, bởi vì không có mặc nịt vú duyên cớ, vậy gợn sóng vĩ đại vật run lên một cái, hấp dẫn thêm phủ mị. Giáo sư Diệp, ngươi lúc này làm sao từ bên ngoài trở về, ta ở cách vách nghe được ngươi gian phòng có rất lớn động tĩnh, có thể hay không có kẻ cắp. Lời còn chưa nói hết, Ngụy Dĩnh liền chú ý tới Diệp Thần bể tan tành quần áo cùng với ngực vết thương. Giáo sư Diệp, ngươi làm sao bị thương? Ngụy Dĩnh hoa dung thất sắc. Một giây kế tiếp, kéo lại Diệp Thần tay, trực tiếp mở ra cửa phòng của nàng, kích động nói, giáo sư Diệp, theo ta tới, ta gian phòng tới có băng bó đồ. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, vốn muốn cự tuyệt, lại dĩ nhiên bị Ngụy Dĩnh kéo vào nàng nhà trọ. Giáo sư Diệp, ngươi trước ngồi, cùng ta một chút. Ngụy Dĩnh để cho Diệp Thần ngồi ở trên ghế salon, sau đó đi liền phòng ngủ lấy y dược dương. Nàng hoàn toàn quên Diệp Thần bản thân chính là một cái bác sĩ. Bất quá Diệp Thần cũng không dự định cự tuyệt, dùng đan dược và một ít thảo dược năng lực khôi phục mặc dù rất nhanh, nhưng vẫn là phải băng bó một chút. Rất nhanh, Ngụy Dĩnh liền cầm y dược dương đi tới trên ghế salon, lấy ra rượu cồn và băng vải đối với Diệp Thần nói, giáo sư Diệp, người đem quần áo cởi một chút. Được. Diệp Thần trực tiếp cởi xuống bể tan tành không chịu nổi áo, lộ ra vô cùng cái đường cong cảm phát đạt bắp thịt, nhất là khối trạng bắp thịt ngực và cơ bụng, nhìn qua cho người cảm giác đầu tiên là vô cùng cái người đàn ông mị lực. Ngụy Dĩnh vẫn là lần đầu tiên thấy người đàn ông người trần truồng ở nàng trước mặt, cơ hồ ngay tức thì, gương mặt của nàng liền đỏ lên. Mấu chốt vẫn là gần như vậy khoảng cách. Cái này giáo sư Diệp nhìn như rất gầy, tại sao cởi xuống quần áo vóc người tốt như vậy? Chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết mặc quần áo lộ vẻ gầy, cởi quần áo có thịt? Ngụy Dĩnh nuốt nước miếng một cái, đem trong đầu ý tưởng vung tán, sau đó thân thể cúi xuống, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói, giáo sư Diệp, có thể có chút đau, ngươi nhịn một chút. Nàng thận trọng cho Diệp Thần khử độc, bởi vì thân thể cong, vậy cổ áo rất lớn quần áo ngủ trực tiếp rộng mở. Một mảnh chân không, mảng lớn trắng như tuyết mềm mại bại lộ ở Diệp Thần trước mắt. Đỉnh núi phập phồng, để cho người tầm mắt không cách nào rời đi. Thậm chí liền vậy hai cây tiểu nho cũng cho thấy. Diệp Thần cảm giác chóp mũi có chút nóng như lửa, hắn theo bản năng quay đầu lại. Yêu tinh này, chẳng lẽ lại không thể mặc cái nịt vú? Giáo sư Diệp, ngươi cảm giác thế nào? Ta bây giờ cho ngươi bao bó, nếu như khó chịu nói ta buổi tối cùng ngươi đi bệnh viện thăm xem. Ngụy Dĩnh thân thể di động mấy phần. Vậy đầy đặn mà mềm mại vật lần nữa đi tới Diệp Thần trước mắt, nàng không chút nào chú ý tới những thứ này. Diệp Thần khá là không biết làm sao, nếu như giờ phút này nhắc nhở tất nhiên hơn nữa lúng túng. Tốt lắm, khá tốt ta mấy năm trước học bổ túc qua cái này. Không lâu lắm, Ngụy Dĩnh thở ra một hơi, đã đem Diệp Thần băng bó kỹ. Nàng dương dương đắc ý nhìn về phía Diệp Thần, tựa hồ muốn giành công, nhưng phát hiện Diệp Thần không có phản ứng chút nào. Nàng theo Diệp Thần tầm mắt, theo bản năng thấy được mình chân không đất. Nàng phát hiện mình bởi vì vội vàng, liền đồ lót cũng không mặc. Chẳng lẽ giáo sư Diệp thấy hết? Giờ khắc này, nàng mặt đều đỏ đến cổ gốc. Thân thể lại là chợt đứng lên, thẳng tắp như một cây cây tùng. Nhưng là lộ vẻ cứng ngắc vô cùng. Cảm ơn, thời gian trễ lắm rồi, người đi ngủ sớm một chút, ta trở về.
Diệp Thần cũng đứng lên, hắn cũng không muốn qua quấy rầy nhiều. Dẫu sao hơn nửa đêm ở một cô gái gian phòng vậy không tốt lắm. Ngụy Dĩnh kịp phản ứng, vội vàng đỡ Diệp Thần hướng bên ngoài đi, trên mình ngươi còn có tổn thương, ta đỡ ngươi đi qua đi. Hai người đi tới cửa, mới vừa dự định mở cửa, một đạo tiếng gõ cửa vang lên. Cửa mở ra, ngày hôm nay cửa trường học nhìn thấy Ngô Phàm xuất hiện ở ngoài cửa. Ngụy lão sư, mới vừa rồi bên này giống như xảy ra động đất, ta tới xem. Thanh âm hơi ngừng. Ngô Phàm gắt gao nhìn chằm chằm cởi trần trước trên người cùng với mặc đồ ngủ Ngụy Dĩnh. Rạng sáng 3 giờ, đối với tuổi không sai biệt lắm trai gái từ bên trong đi ra, lại là áo không đủ che thân. Ai cũng có thể nghĩ đến bên trong chuyện gì xảy ra. Ngô Phàm vốn là muốn thừa dịp động đất thời điểm, hướng Ngụy Dĩnh bày tỏ một chút quan tâm, lại là tranh thủ ở đối phương trong mắt tạo thân sĩ hình tượng. Bây giờ nhìn lại, cây bản không có cần thiết. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Ngụy Dĩnh ở trước mặt người ngoài giả dạng làm một bộ thanh thuần liệt nữ dáng vẻ, bây giờ nhìn lại, bất quá là một cái gái điếm mà thôi. Hai người phỏng đoán ở bên trong không biết chơi bao nhiêu lần. Nghĩ đến đây loại hình ảnh, hắn tức giận mặt đỏ tới mang tai. Hắn theo đuổi Ngụy Dĩnh dòng dã nửa năm, lại còn bại bởi một người mới vừa tới kinh thành đại học sư phạm một ngày giáo sư. Dựa vào cái gì? Lửa giận ở Ngô Phàm trong lòng cháy. Ngô giáo sư, hơn nửa đêm ngươi làm sao tới? Ngô Phàm hung hăng trợn mắt nhìn một cái Ngụy Dĩnh, không trả lời, người phụ nữ này ở hắn trong mắt bây giờ chỉ cảm thấy được buồn nôn đã. Xinh đẹp nữa có ích lợi gì? Hắn trực tiếp xoay người hướng thang máy đi. Không biết là không phải bởi vì bực bội duyên cớ, lại đi đến cửa thang máy thời điểm, thấp giọng mắng, không biết liêm sỉ thúi kỹ nữ tử. Mặc dù rất nhẹ, nhưng là vẫn bị Ngụy Dĩnh và Diệp Thần nghe được. Ngụy Dĩnh sắc mặt lại là tái nhợt đến trình độ cao nhất. Ai có thể nghĩ tới một mực ở nàng trong mắt coi như thân sĩ Ngô Phàm lại mắng nàng gái điếm. Cái từ này đối với nữ nhân mà nói, nhất định chính là làm nhục đến mức tận cùng à. Ngụy Dĩnh cũng không nhìn được nữa, tức giận nói, Ngô Phàm, người rốt cuộc có ý gì, ta nơi nào đắc tội ngươi. Mà giờ khắc này Ngô Phàm đã chui vào trong thang máy. Ngay tại cửa muốn khép lại nháy mắt, một đạo cuồng gió cuộn sạch, ngay sau đó, một cái bàn tay trực tiếp duỗi vào, thang máy hai cánh cửa ở đụng phải Diệp Thần cánh tay nháy mắt văng ra. Cái tay kia bắt được Ngô Phàm cổ áo, lại là đem hắn ném ở trên mặt đất. Bành! Động thủ chính là Diệp Thần. Ngô Phàm chỉ cảm thấy cả người xương đều giống như dã rời vậy. Khí thế hung hăng nhìn về phía Diệp Thần, người mẹ hắn còn đánh người. Tin không tin ta báo C, A bắt ngươi, thúc ta nhưng mà kinh thành phụ trách cảnh vụ lãnh đạo. Diệp Thần không để ý đến, nhàn nhạt nói, người miệng rất muốn đánh. Dứt lời, Diệp Thần tay, ở trước mặt nhẹ nhàng vung lên. Mặc dù khoảng cách Ngô Phàm có 2 mét, nhưng là một cổ khí lưu phun trào, tựa như tạo thành một cái hư trường, hung hãn phiến ở Ngô Phàm gò má trên. Lần này, mặt hắn hoàn toàn đỏ. Không chỉ như vậy, răng lại là toàn bộ rớt ra. Thê thảm không nỡ nhìn. Ngô Phàm bối rối, diễn cảm lại là gặp quỷ vậy. Hắn căn bản không nghĩ tới là ai đang đánh hắn. Hướng Ngụy Dĩnh nói xin lỗi, ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội. Diệp Thần nói. Hắn giọng rất bình thản, không có một tia nhiệt độ. Càng như vậy, lại càng để cho Ngô Phàm lòng rung động. Ngụy Dĩnh căn bản không nghĩ tới Diệp Thần sẽ là nàng ra tay, nàng nhìn một cái Diệp Thần, không nói thêm gì nữa. Ngô Phàm sau lưng hoàn toàn ướt đẫm, không biết tại sao, hắn quanh thân nhiệt độ không ngừng hạ xuống, loại cảm giác này quá khó chịu. Hắn nhìn về phía Diệp Thần và Ngụy Dĩnh, tự nhiên sẽ không liên tưởng đến một cái tát kia và hắn có liên quan. Cách không phiến người, loại chuyện này trong cuộc sống thực tế căn bản không có thể tồn tại. Tại sao phải nói xin lỗi? Tối khuya, người hai người chúng ta áo không đủ che thân, nhất định chính là bại xấu xa kinh thành đại học sư phạm lão sư danh tiếng. Ngô Phàm không chút nào nói xin lỗi ý thức, không ngừng lại nhảy nói. Ngụy Dĩnh nghe được những lời này, tức giận toàn thân phát run, nước mắt lại là ở trong hốc mắt lởn vởn. Ủy khuất đến trình độ cao nhất. Còn có người Ngụy Dĩnh, khóc cái rắm. Lão tử mẹ hắn lấy là ngươi là một giữ mình từ tốt người phụ nữ,
không nghĩ tới bất quá như vậy, tùy tùy tiện tiện và người đàn ông khác lên giường. Người mẹ hắn nếu là muốn thoải mái, lão tử tùy tiện tìm mấy người tới. Lời còn chưa nói hết, Diệp Thần năm ngón tay trực tiếp giữ lại Ngô Phàm cổ, trực tiếp đem đối phương giơ lên. Treo trên bầu trời, một cổ nghẹt thở cảm giác tấn công tới, Ngô Phàm liều mạng vùng vẫy, nhưng phát hiện căn bản không có thể. Người buông tay, Diệp Thần không có động tĩnh, trong mắt chỉ có vô tận lạnh như băng. Nếu ngươi tự tìm cái chết, ta tác thành ngươi. 15 giây sau, người thân thể sẽ cung cấp máu không dừng được, 20 giây sau, đầu của ngươi sẽ thiếu dưỡng khí, thậm chí ta chỉ cần lại dùng lực mấy phần, cổ ngươi sẽ vặn gãy. Lời nói rơi xuống, Ngô Phàm luống cuống. Từ Diệp Thần trong ánh mắt, hắn thật cảm giác được đối phương sẽ giết hắn. Hắn cũng không nhịn được nữa, nổi gân xanh, thanh âm run rẩy nói, ta nói. Áy náy, ta mới được, gái điếm, cả nhà ta đều là, gái điếm. Nhưng là Diệp Thần không có buông tay dự định. Ngô Phàm mặt cũng xanh. Trong mắt đều là tia máu, lại là dần dần trắng bệch, thậm chí liền dãy giụa khí lực cũng không có. Giờ khắc này, Ngụy Dĩnh tỉnh hồn lại, vội vàng hướng Diệp Thần nói, giáo sư Diệp, được rồi, xuống lần nữa đi, hắn phải chết thật. Nơi này người chết, ta sau này làm sao còn ở à? Diệp Thần con người đông lại một cái, gật đầu một cái, trực tiếp một tay nhấc Ngô Phàm đi tới cửa thang máy, đè xuống thang máy cửa, trực tiếp ném vào. Bành! Ngay tức thì thang máy chấn động, Ngô Phàm toàn thân vô lực nằm bên trong, tựa như một con chó chết. Cửa đóng lại, hoàn toàn lâm vào yên lặng. Diệp Thần nhìn một cái Ngụy Dĩnh, phân phó nói, mau 4 giờ, đi ngủ đi, ngày mai ngươi còn phải đi học. Được. Ngụy Dĩnh nhìn một cái thang máy phương hướng, lại nhìn xem Diệp Thần ngực vết thương, gật đầu một cái, lại là nhắc nhở, giáo sư Diệp, người vậy sớm nghỉ ngơi một chút. Ừ. Diệp Thần trực tiếp về đến gian phòng, nhìn bừa bãi chung quanh, cũng không dự định sửa sang lại, trực tiếp lấy ra bách thảo đỉnh, bắt đầu luyện chế giải độc thuốc. 5 giờ sáng, kinh thành Giang gia. Giang Trấn Nghiệp một bước tập tễnh, trên người sức sống tựa như đang dần dần trôi qua, vẫn chưa đi đến Giang gia cửa, thân thể cũng không nhịn được nữa, trực tiếp té xuống. Mất đi chi giác. Giang gia giữ cửa hai vị cường giả thấy một màn này, con người có giúp một cái, liền vội vàng xông tới, đem Giang Trấn Nghiệp đỡ lên, lại là chuẩn bị đem Giang Trấn Nghiệp dẫn tới Giang gia một nơi linh khí đậm đà tu bổ đất. Hai người trong lòng tựa như tung lên mọi thứ sóng biển. Bọn họ nhưng mà biết Giang Trấn Nghiệp thực lực, mặc dù không tính là cao cấp cường giả, nhưng là dõi mắt toàn bộ kinh thành cũng không khả năng có người đem hắn trọng thương như vậy à. Đây chính là đắc tội toàn bộ Giang gia. Đem lão gia tử có dậy sớm thói quen, trời còn chưa sáng, liền ở trong sân đánh quyền. Quyền gió từng cơn, mỗi từng chiêu từng thức đều mang một tia ý vị, không khí chấn động, từ trường thay đổi. Nhưng là rất nhanh, hắn thì dừng lại, con ngươi nhìn chằm chằm bị mang tiến vào Giang Trấn Nghiệp, sắc mặt biến đổi lớn, hỏi vậy hai cái giữ cửa nhân đạo, phát sinh cái gì? Hắn làm sao sẽ biến thành như vậy? Hai người thấy Giang lão gia tử, không dám thở mạnh, liền vội vàng giải thích, khải bẩm lão gia, chúng ta ở bên ngoài phát hiện trọng thương Giang Trấn Nghiệp, chuẩn bị mang hắn đi vào trong chữa thương. Giang lão gia tử một bước bước ra, hai ngón tay điểm vào Giang Trấn Nghiệp trên ngực. Hắn phát hiện Giang Trấn Nghiệp toàn thân cao thấp rất nhiều xương cũng gãy lìa, nếu như hắn không phải cổ võ giả, đổi thành người bình thường đã sớm xảy ra chuyện. Không chỉ như vậy, Giang Trấn Nghiệp hết thảy sức sống và kinh khí, đều đang bị một cổ lực lượng phong tỏa. Hắn bây giờ tựa như một tên phế nhân. Mấu chốt loại này trạng thái hôn mê, không biết lúc nào mới có thể tỉnh. Giang lão gia tử phong mi vặn thành một cái chữ xuyên, trong lòng tung lên một hồi lại là một trận sóng gió kinh hoàng. Hắn rõ ràng để cho Giang Trấn Nghiệp đi từ nghiệt chủng kia trong tay đoạt lại vực ngoại vật, đối phương nếu như phản kháng, trực tiếp phế chính là. Nhưng là bị phế lại là hắn. Làm sao có thể? Hắn có thể không tin nghiệt chủng kia có thực lực này đem Giang Trấn Nghiệp trọng thương như vậy. Chính là phàm căn, coi như biến mất 5 năm. Cũng không có bất kỳ có thể. Dù là hắn là thiên tài, 5 năm cũng không khả năng từ một tên phế vật, biến thành có thể trọng thương Giang Trấn Nghiệp tồn tại. Đầu hắn nhanh chóng quay tít, duy nhất có thể nghĩ tới chính là,
Giang Chấn Nghiệp đoạt lại vực ngoại vật, nhưng là nửa đường nhất định bị người khác bị thương nặng. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau. Chỗ tối còn có một đạo lực lượng. Đáng chết. Nhưng là bất kể như thế nào, nghiệt chủng kia đối hắn áy náy. Ở Giang lão gia tử trong mắt, nghiệt chủng kia giá trị xa xa kém hơn Giang Chấn Nghiệp. Không nghĩ nhiều nữa, hắn lấy ra một viên đan dược trực tiếp này phục Giang Chấn Nghiệp, đan dược vào miệng tức hóa, Giang Chấn Nghiệp gương mặt tái nhợt hồng nhuận mấy phần, nhưng không có khôi phục dấu hiệu. Giang lão gia tử sai người đem Giang Chấn Nghiệp mang nhập tu bổ đất, lại là tìm tới kinh thành tốt nhất mấy vị thần y. Quỷ dị chuyện xảy ra, mấy người kia thi triển thủ đoạn, cố nhiên để cho Giang Chấn Nghiệp sắc mặt đẹp mắt mấy phần, nhưng là hắn chính là vẫn chưa tỉnh lại. Tựa như bị người liền xuống lời nguyền vậy. Giang lão gia tử mời từng đợt thần y, một chút dùng cũng không có. Giang Chấn Nghiệp căn bản không có dấu hiệu thức tỉnh. Làm sao có thể? Giang lão gia tử diễn cảm rất là khó khăn xem, Giang Chấn Nghiệp bất tỉnh, hắn cũng không biết tối hôm nay rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, Giang lão gia tử tầm mắt chú ý tới Giang Chấn Nghiệp năm ngón tay. Năm ngón tay có một tia vết máu, màu đen kia độc tố đã hoàn toàn biến mất. Xem ra một chảo này đã thương tổn tới đối phương, thằng nhóc kia phỏng đoán đã trở thành một tên phế nhân, loại độc này nhưng mà hoa hạ võ đạo giới không cách nào phá rõ ràng độc, cho dù không giết chết người khác, nhưng đủ để cho cổ võ giả so chết còn thống khổ. Chính là nghiệt chủng, còn dám và Giang gia đối nghịch, nhất định chính là tự tìm cái chết. Kinh thành đại học sư phạm, giáo viên nhà trọ. Giải độc đan luyện chế thành công, hắn trực tiếp ăn vào, độc tố hoàn toàn biến mất, hắn lại là thừa cơ hội này, lại tu luyện lộn một cái. Diệp thần chậm rãi tỉnh lại, thở ra một ngụm chọc khí. Huyết long vậy chui vào hắn thân thể. Cả đêm tu luyện, huyết long khổng lồ mấy phần. Diệp thần thậm chí kinh ngạc phát hiện, có thể để cho huyết long trở nên mạnh mẽ, chỉ có ba kiểu đồ. Thứ nhất, tu luyện. Thứ hai, cơ duyên và dị bảo. Thứ ba, vậy thì máu tươi và tức giận. Hắn giết người càng nhiều, đối phương càng mạnh, huyết long lại càng phát mạnh mẽ. Hắn đứng lên, đi tới cửa sổ, nhìn lướt qua kinh thành đại học sư phạm, lẩm bẩm nói, còn có một ngày thời gian, minh thiên 12 giờ khuya, u hồn giam ngục thì phải mở ra, cuối cùng có thể gặp được cha mẹ. Thời khắc này hắn hồi nào không kích động. Dòng dã 5 năm, hắn vốn cho là phụ mẫu đã hóa là một đống xương trắng. Khi biết phụ mẫu còn sống, thế gian không có ai so hắn kích động. Cái gì Giang gia, cái gì Lâm Tuyệt Long, ở trước mặt cha mẹ căn bản không có thể một đề ra. Dĩ nhiên, một khi cứu ra phụ mẫu, hắn sẽ đích thân mang phụ mẫu đạp ở kinh thành Giang gia, phải về đã từng là đồ. Còn như Lâm Tuyệt Long, năm đó người này làm sao đối phó hắn phụ mẫu, định để cho hắn ngàn lần trả lại. Ngay tại lúc này, chuông cửa reo đứng lên. Diệp thần không cần đoán cũng biết là ai. Cửa mở ra, tóc dài xóa vai Ngụy Dĩnh đứng ở ngoài cửa, trong tay xách mấy cái bánh bao và sữa đậu nành. Đây là ta cho ngươi mua điểm tâm, ngươi tổn thương thế nào, có đau hay không? Diệp thần nhận lấy điểm tâm, cười một tiếng, cảm ơn, không có gì đáng ngại. Muốn không muốn đổi một chút băng vải, ta trước kia huấn luyện thời điểm, ngươi loại vết thương đó thật giống như cần một ngày đổi một lần. Ngụy Dĩnh lo lắng nói. Ngày hôm qua Diệp thần không chỉ giúp mẹ nàng hôn, lại là đứng ra để cho Ngô Phàm hướng nàng nói xin lỗi. Nàng trong lòng đối với Diệp thần hảo cảm tốt lắm mấy phần. Đây cũng là nàng lần đầu tiên cho trừ phụ thân người đàn ông mua điểm tâm. Không cần, ta vết thương đã tốt, Diệp thần nói. Ngụy Dĩnh ngẩn ra, chợt liếc một cái Diệp thần, giáo sư Diệp, người đùa gì thế? Người vết thương này ít nhất phải hơn một tuần lễ mới có thể tốt. Diệp thần không muốn qua giải thích thêm, trực tiếp đem màu trắng áo thun cởi ra, lộ ra vóc người hoàn mỹ. Sau đó, lại là đem băng vải tháo ra. Làm băng vải cởi ra nháy mắt, Ngụy Dĩnh giật mình. Bởi vì ngày hôm qua vậy mấy đạo vết thương lại đều biến mất. Làm sao có thể? Coi như thế gian có tiên đan cũng không khả năng như vậy à? Nàng hơi dương cái miệng nhỏ nhắn, trong con người xinh đẹp tất cả đều là nghi hoặc và kinh ngạc, lại là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp thần, tựa như gặp quỷ vậy. Ngươi quên, thật ra thì ta cũng là một cái bác sĩ, vừa vặn ta trên tay có tu bổ vết sẹo và vết thương hiệu quả trị liệu thuốc.
Ngụy Dĩnh ngay tức thì nghĩ đến ngày hôm qua mẫu thân sự việc, bừng tỉnh hiểu ra. Mặc dù hết thảy trước mắt vượt ra khỏi nàng nhận biết, nhưng là thực tế đặt ở trước mắt, nàng có thể nói gì? Đã như vậy, vậy giáo sư Diệp, ta trước hết lên lớp, đúng rồi, ngày hôm qua không phải không tụ thành công sao? Ngày hôm nay hiệu trưởng tự mình làm chủ, ở Vĩnh Vị Hiên nhà hàng bao tràng, mời tất cả lão sư và giáo sư đi ăn cơm, hiệu trưởng gọi điện thoại để cho ta cũng mời ngươi, ngươi đi không? Diệp Thần cự tuyệt nói, không đi. Ngụy Dĩnh có chút thất lạc, gật đầu một cái, hướng bên ngoài đi. Dõi mắt toàn bộ kinh thành đại học sư phạm, dám cự tuyệt hiệu trưởng phỏng đoán chỉ có trước mắt Diệp Thần. Bất quá Diệp Thần thân phận đặc thù, nàng nhưng mà gặp qua Diệp Thần thủ đoạn, phỏng đoán hiệu trưởng cũng không có tư cách làm khó. Nàng nhiều lần muốn hỏi Diệp Thần thân phận, nhưng là lời đến khóe miệng, vẫn là không có nói ra miệng, liền làm Diệp Thần là một cái bình thường giáo sư đại học đi. Cùng Ngụy Dĩnh rời đi sau đó, Diệp Thần vốn dự định tiếp tục tu luyện, nhưng phát hiện bên trong nhà nhiều một đạo thân ảnh. Để cho hắn bất ngờ lại là Lục Hàn Sương. Diệp Thần khóe miệng phác họa một đạo lạnh lùng, nói, người này làm sao cảm giác giống như u hồn vậy. Tỉnh Chiết Giang không ở nổi, tới Kinh Thành. Lục Hàn Sương lắc đầu một cái, Diệp Thần, ta biết ngươi tới Kinh Thành sẽ gây ra việc lớn, bây giờ nhìn lại, so ta tưởng tượng mau nhiều. Nói xong, Lục Hàn Sương trong tay xuất hiện một máy máy tính bảng, trực tiếp ném cho Diệp Thần. Người tên chữ đã leo lên huyết mai điện trang web trang đầu, tổng bộ những đại nhân vật kia đã nổi giận. Hơn nữa đem phần lớn huyết mai điện sát thủ triệu hồi. Ta chính là một người trong đó, bây giờ ngươi chỗ ở, ngươi trình độ nguy hiểm, thực lực đều ở đây trang web lên treo. Muốn không cần bao lâu, huyết mai điện thì biết vận dụng hết thảy lực lượng tới xóa bỏ ngươi. Cho tới bây giờ không có một người có thể để cho huyết mai điện những người đó sợ hãi như vậy, ta không biết là nên khen ngươi hay nên cười ngươi. Diệp Thần ngược lại là không nghĩ tới huyết mai điện vì đối phó mình lại như vậy hưng sư động chúng. Hắn suy nghĩ một chút, liền nói, Lục Hàn Sương, huyết mai điện trụ sở chính ở nơi nào, ngươi hẳn rất rõ ràng đi. Ta không thích uy hiếp, đã như vậy, xóa đi chính là. Lục Hàn Sương lắc đầu một cái. Giao tình là giao tình, ngươi đừng quên, ta từ đầu đến cuối vẫn là người huyết mai điện, ta lần này tới nhắc nhở ngươi, đã vi phạm huyết mai điện quy củ. Coi như ta nói cho ngươi huyết mai điện trụ sở chính ở nơi nào cũng vô ích, ngươi đi, chỉ sẽ chết nhanh hơn. Diệp Thần con ngươi híp lại, ý định giết người lan ra, vậy ngươi tới đây vì sao? Lục Hàn Sương thân thể đứng ở phá hủy trước bệ cửa sổ. Ánh mắt nhìn về phía ngày hôm qua còn lại không thanh trừ phá xấu xa hiện trường, đột nhiên mở miệng nói, ta tới nơi này, chỉ muốn nhắc nhở ngươi một chuyện, ngươi ở kinh thành căn cơ bất ổn, thực lực còn chưa đủ, tốt nhất bây giờ liền rời đi kinh thành đại học sư phạm. Bởi vì tối mai, ít nhất có 30 vị huyết mai điện cao cấp sát thủ sẽ đến nơi đây giết ngươi. Lần này, vậy mấy vị trưởng lão vậy sẽ xuất thủ, huyết mai điện bày thiên la địa võng, kêu gọi các lộ cường giả. Chính là chuẩn bị để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thanh âm lạnh như băng vang khắp cả nhà. Giờ khắc này, Diệp Thần diễn cảm có chút cổ quái. Hắn không phải sợ những máu kia mai điện sát thủ, mà là cái này thời gian điểm lại và u hồn giam ngục mở trọng hợp. Đều là tối mai. Quỷ biết ngày mai kinh thành đại học sư phạm sẽ sinh ra dạng gì phá xấu xa. Mấu chốt một khi mâu thuẫn, sẽ xuất hiện quá nhiều không thể khống chế lực. Lục Hàn Sương nhận ra được Diệp Thần bất ngờ, khóe miệng xuất hiện một màn kinh ngạc. Nguyên lai tên này vậy biết sợ à, nàng còn lấy là Diệp Thần không sợ trời không sợ đất. Nói ta liền thả ở nơi này, cách không rời đi là chuyện ngươi. Phỏng đoán rất nhanh, tin tức này thì biết ở Hoa Hạ sát thủ giới truyền ra. Ngươi nếu như không rời đi, tuyệt đối không thấy được ngày mốt mặt trời. Nói xong, Lục Hàn Sương liền nhảy xuống, một cái dây thép trượt. Phòng tư anh nhiên. Mà toàn bộ gian phòng chỉ còn lại Diệp Thần một người, hắn con người híp lại, do dự hồi lâu, vẫn là cầm ra đá màu đen, trực tiếp tiến vào luân hồi mộ địa. 30 vị cao cấp cường giả thì như thế nào? Một vị thượng cổ đại năng đủ rồi. Luân hồi mộ địa. Diệp Thần hướng vậy hai khối mộ bia đi. Ngày mai u hồn giam ngục mở, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào. Huyết mai điện bày thiên la địa võng.
vận dụng hết thảy lực lượng chuẩn bị chém chết hắn, nhưng là bọn họ quên, hắn còn có một cái danh hiệu. Thợ săn. Nếu tối mai huyết mai điện chuẩn bị đối phó mình, vậy hắn sẽ để cho huyết mai điện tất cả mọi người không sống qua ngày hôm nay. Hắn không hy vọng Minh Thiên 12 giờ khuya, u hồn giam ngục mở có bất kỳ biến số. Ai cũng không có tư cách ngăn trở. Nếu có người thành là biến số, xóa đi chính là. Huyết mai điện thành tựu hoa hạ cao cấp tổ chức sát thủ một trong, ở võ đạo giới cũng có cực lớn uy thế, thực lực tự nhiên không thể coi thường, hắn một người một ngựa tiến vào, tuyệt đối rất khó. Duy nhất dựa vào, chính là vậy luân hồi mộ địa. Bất quá hắn cũng không dự định lập tức dẫn động. Thượng cổ đại năng dẫn động thời cơ, phải vừa làm. Nếu không chỉ biết lãng phí. Xác định vậy hai tòa luân hồi mộ địa có thể dẫn động, hắn liền cho quyền dược minh hạng thừa đông. Lục Hàn Sương không nói, chẳng lẽ hắn liền không có cách nào biết không được. Bàn về thân phận, hạng thừa đông và hoa hạ võ đạo tổng cục vị kia không phân cao thấp. Mặc dù thực lực kém hơn tổng cục vị kia, nhưng là đối với hoa hạ võ đạo giới một ít thứ, tất nhiên rõ ràng. 20 phút sau đó, cửa trường học gặp. Bên đầu điện thoại kia hạng thừa đông hơi ngẩn ra, liền đáp ứng nói, Diệp tiên sinh, vừa vặn ta cũng có chuyện và ngài nói. 20 phút sau đó, kinh thành đại học sư phạm cửa trường học. Maybach bên trong xe, cửa sổ giam, ngăn cách hết thảy động tĩnh. Diệp thần thấy hạng thừa đông, hắn mới vừa muốn nói chuyện, hạng thừa đông cầm trong tay một phần tư liệu đưa cho Diệp thần, Diệp tiên sinh, ta mới vừa rồi lấy được tin tức. Huyết mai điện ngày mai sẽ đối ngươi ra tay, lại là tạm ngừng cao cấp sát thủ nhiệm vụ, toàn bộ điều hồi. Diệp thần nhìn lướt qua tư liệu, sau đó nhét vào trên xe ta biết. Diệp tiên sinh, có cần hay không ta dược minh người là ngươi lên tiếng minh, chỉ cần thả ra tiếng gió, để cho huyết mai điện biết ngươi và ta dược minh có liên lạc, người huyết mai điện tuyệt đối không dám không chút kiêng kỵ. Mặc dù bọn họ vẫn sẽ ám sát ngươi, nhưng là tuyệt đối có thể trì hoãn mấy ngày. Cái này huyết mai điện thật mẹ hắn là võ đạo giới thứ bại hoại. Hạng thừa đông thanh âm có chút cáu phẫn. Diệp thần lắc đầu một cái, không cần, ta tìm ngươi cũng là vì chuyện này, ngươi hẳn biết huyết mai điện tổng bộ vị trí đi. Hạng thừa đông con ngươi đông lại một cái, hắn tự nhiên đoán được cái gì, kinh hô, Diệp tiên sinh, ngài sẽ không muốn động huyết mai điện chứ? Không thể, ngàn vạn lần không thể. Huyết mai điện nội tình thâm hậu, cường giả như mây. Lần này triệu hồi những cái kia cao cấp sát thủ, huyết mai điện trụ sở chính tuyệt đối nguy hiểm. Xin Diệp tiên sinh nghĩ lại. Ta không cần ngươi khuyên nhủ, ta chỉ muốn biết huyết mai điện trụ sở chính ở nơi nào, nếu như ngươi biết, thường nói. Nếu không nói, ta và Dược Minh từ đây không có bất luận quan hệ gì. Diệp thần nói tiếng nói tràn đầy lãnh ý và uy hiếp. Hạng thừa đông sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng là vừa nghĩ tới ban đầu ở toa thuốc khủng bố hình ảnh. Hắn vẫn là khẽ cắn răng, quyết định nói, Diệp tiên sinh, huyết mai điện ở kinh thành Hải Kim Hồ khu vực, nơi đó có một đạo trận pháp, chỉ cần phá vỡ trận pháp, liền có thể thấy huyết mai điện trụ sở chính. Ta nghe nói là một nơi diện tích mười mấy mẫu đền. Mặc dù cái này không coi vào đâu bí mật, nhưng là nhiều năm qua như vậy, rất ít có thế lực sẽ đi tìm huyết mai điện phiền toái. Bởi vì nơi đó nguy hiểm trùng trùng, Diệp tiên sinh xin nghĩ lại. Biết. Diệp thần trực tiếp mở cửa xe, hướng phía dưới đi. Hạng thừa đông nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, Diệp tiên sinh, có cần hay không ta dược minh phái cao thủ cùng ngươi cùng chung đi? Không cần, ta một người đủ rồi. Cửa xe đóng lại. Hạng thừa đông rơi vào trầm tư, mặc dù hôm đó ở đan phòng, Diệp thần dẫn động thiên lôi, thủng u hồn giam ngục vị cường giả kia thuật pháp, nhưng là cái này cùng bây giờ Diệp thần phải làm sự việc hoàn toàn bất đồng. Không phải thuật pháp, mà là tùy thời có thể rơi xuống chiến đấu à. Suy tính mấy giây, hắn vẫn là nói, đi Hải Kim Hồ. Lý sự trưởng. Hoa hạ võ đạo tổng cục. Trịnh Nhân Quyết mỗi ngày đều có thói quen đăng nhập huyết mai điện địa chỉ trang web, hắn dẫu sao trông coi hoa hạ võ đạo tổng cục, nếu như phát hiện huyết mai điện ám sát trên net có một ít không đáng giết tên chữ, hắn cũng sẽ phái người đi cảnh cáo. Hoa hạ võ đạo tổng cục và huyết mai điện quan hệ vậy, dẫu sao một tránh một tà, không thể đi quá gần, nếu không sẽ có chỉ trích. Ở hắn trong mắt,
coi như đối phương là Hoa Hạ đệ nhất sát thủ tổ chức thì như thế nào? Chỉ cần ở Hoa Hạ giết người, ngay tại hắn quản chế hạ. Bất quá, nhiều hơn thời điểm, cục võ đạo Hoa Hạ cũng sẽ không ra tay, còn như nguyên nhân, vậy thì không phải là hắn người của tầng thứ này có thể hiểu. Trịnh Nhân Quyết rót một ly trà, vừa định nhấp một hớp, làm hắn thấy Huyết Mai Điện trang web trang đầu lớn toan tính và chữ viết, cả người biểu tình đổi được cực kỳ quỷ dị. Một giây kế tiếp, hắn khóe miệng phác họa một đạo nụ cười. Cực kỳ nụ cười âm trầm. Bởi vì vậy mở to toan tính không phải người khác, chính là Diệp Thần. Lần trước thuộc hạ của mình, thuê Huyết Mai Điện cao cấp sát thủ vốn định ở tỉnh Chiết Giang chém chết cái này Diệp Thần. Kết quả lại là thất bại. Vậy Diệp Thần sống thật tốt. Không chỉ như vậy, tên này lại là đi tỉnh An Huy đại náo. Làm nơi đó chướng khí mù mịt. Hắn đã không trông cậy vào Huyết Mai Điện. Cao cấp sát thủ cũng không giết chết thằng nhóc kia, cái này Huyết Mai Điện liền mẹ hắn là cái phế vật. Vốn là, Hoa Hạ võ đạo tổng cục liền muốn đối phó Diệp Thần, trùng hợp tổng cục xuất hiện phản đồ, mất trọng yếu văn kiện. Cái này làm cho bọn họ lòng đại loạn. Vậy tạm thời buông xuống chém chết Diệp Thần dự định. Lại không nghĩ rằng, Diệp Thần tự tìm chết, hoàn toàn đắc tội Huyết Mai Điện, từ nơi này lần Huyết Mai Điện thái độ tới xem, nhất định là không định bỏ qua cho Diệp Thần. Vừa vặn, Huyết Mai Điện toàn lực vây quét, coi như là hắn vậy không nhất định chịu nổi. Tất nhiên phải bỏ ra giá cực lớn. Ngay tại hưng phấn lúc đó, Trịnh Nhân Quyết chú ý tới tranh ảnh lên một cái địa chỉ kinh thành đại học sư phạm. Hắn con người híp lại, ngay tức thì rõ ràng liền cái gì, xem ra thằng nhóc này dự định tiến vào u hồn giam ngục, ha ha, thật cho là có dễ dàng như vậy sao? Coi như người trốn khỏi Huyết Mai Điện vây quét. Ta cục võ đạo Hoa Hạ cũng sẽ không để cho ngươi bước vào trong đó. Kinh thành, Hải Kim Hồ. Khu vực này thuộc về kinh thành ngoại thành phía Tây, rất trách, phần lớn đều là đồng ruộng. Kinh thành chánh phủ còn không có hoạch định tới đây. Hải Kim Hồ là một cái cỡ nhỏ hồ nước ngọt, bởi vì mấy trăm năm trước, có người ở chỗ này đào kim, cho nên lấy tên là Hải Kim Hồ. Diệp Thần xuống xe taxi, một hồi gió rét thổi tới. Nơi đây ngược lại có chút xào xạc. Hạng Thừa Đông nói địa phương, hẳn ở phụ cận đây. Diệp Thần nhắm mắt lại, có thể mơ hồ cảm giác được dưới lòng đất có từng đạo trận pháp chập chờn. Thậm chí liền từ trường vậy thay đổi. Trong mắt hắn hiện lên một tia sát ý, trong cơ thể huyết long hư ảnh từng cơn gầm thét, chiến ý mười phần. Dựa vào lòng đất trận pháp khí trình độ đậm đà, Diệp Thần hướng Hải Kim Hồ thượng du đi. Càng đi lên, tựa như khí ép càng ngày càng thấp, để cho người khó chịu. Đột nhiên, Diệp Thần trong mắt có rúc một cái, hắn phát hiện cách đó không xa Lạc Diệp rối rít hướng một bên rơi xuống. Cực kỳ quỷ dị. Rất hiển nhiên, Lạc Diệp phương hướng chỉ, chính là Huyết Mai Điện chỗ cửa vào. Diệp Thần tầm mắt hướng Lạc Diệp phương hướng chỉ đi, trong không khí lại phun trào ra một tia trận văn. Cực kỳ yếu ớt, không cẩn thận tra xem căn bản không phát hiện được. Diệp Thần không do dự nữa, Thương Long Huyễn Thân Quyết phun trào, chớp mắt bây giờ sẽ đến trận văn đất. Một chỉ điểm ra, phát hiện trước mặt phảng phất là một bức tường vách đá. Trong suốt vách tường, loại thủ đoạn này còn muốn ngăn ta lại. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, ngón tay bóp quyết, bức ra một giọt máu tươi. Máu tươi bắn vào trận pháp trên, hoàn toàn tản ra, trận pháp tựa như bị cái gì khống chế, lăn lộn. Sau đó, Diệp Thần trong tay xuất hiện Trảm Long kiếm, một kiếm đánh xuống. Kiếm khí mang băng hàn sát ý, trực tiếp đem trận pháp chi tường xé. Một vết thương ngay tức thì xuất hiện, mà bên trong nhưng là có động thiên khác. Một tòa tựa như cung điện tồn tại chỉ như vậy đứng ở nơi đó. Cực kỳ to lớn, khí thế khoáng đạt, thậm chí linh khí xa so bên ngoài đầy đủ. Ai có thể nghĩ tới kinh thành ngoại thành phía tây một nơi hoang phế đồng ruộng. Lại cất giấu như thế một nơi. Diệp Thần trực tiếp chui vào trong trận pháp. Ngay tại lúc này, hai đạo dày tiếng đột nhiên ở vang lên bên tai. Người nào? Diệp Thần hướng thanh âm ngọn nguồn đi, liền phát hiện hai cái ăn mặc màu đen bó sát người dùng to lớn người đàn ông. Hai người ngực trên y phục cũng in một đóa máu đỏ hoa mai. Huyết Mai Điện. Ngươi là ai? Trình máu mai làm, nếu không, chết.
Hai người hiển nhiên phát hiện Diệp Thần ăn mặc có chút quái dị, khá là cảnh giác. Diệp Thần linh thức nhìn lướt qua chung quanh, có phát hiện không những người khác, liền chỉ mình nói, các người hỏi ta. Nói nhảm, nơi này trừ ngươi còn có ai? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, ta là tới diệt các người người huyết mai điện. Dứt lời, Diệp Thần động, quanh thân máu thịt chấn động, năng lượng bùng nổ, trong cơ thể bị áp chế chân khí như dải sông lao nhanh. Hắn thân thể trực tiếp xuyên qua hai người ở giữa. Nhìn như không có bất kỳ động thủ, cũng không biết vô số chân khí hướng bốn phương tám hướng xé. Giống như kiếm ý càn quét hết thảy. Hai người kia vốn định phản kích, nhưng phát hiện mình thân thể căn bản không nhúc nhích được. Thằng nhóc kia uy áp tựa như một tòa núi to đè xuống. Đây là cái gì thực lực? Còn không chờ bọn họ kịp phản ứng, bọn họ thân thể suối máu phun ra, từng đạo vết thương phá vỡ. Thậm chí liền giữ vang giữa eo cái đó nút ấn cơ hội cũng không có, thân thể trực tiếp ngã xuống. Máu tươi tiệm nhiễm đất đai. Diệp Thần hướng chỗ sâu đi. Hai người này thực lực quá yếu, còn chưa xứng hắn ra tay. Hắn ánh mắt bắn về phía cách đó không xa một ngôi đại điện, chắc hẳn huyết mai điện cường giả đều ở bên trong. Bắt giặc phải bắt vua trước, nếu như có thể bắt lại huyết mai điện, dĩ nhiên là chuyện tốt. Hắn ở kinh thành cần một đạo thế lực. Nếu như huyết mai điện nguyện ý cùng ám điện dung hợp, sẽ để cho Nam Giang Vương Diệp Lăng Thiên trông coi cái này thế lực mới. Nếu như huyết mai điện không phối hợp, như vậy ngày hôm nay sẽ để cho máu tươi nhuộm thanh thiên. Diệp Thần trong mắt lóe lên một tia rét lạnh, giống như đến từ cửu u địa ngục sát thần, bước nhanh hướng đại điện đi. Cùng lúc đó, trên đại điện, hội tụ gần 50 vị cao cấp sát thủ. Những người này, có cụ già, có đứa nhỏ, còn có người phụ nữ hấp dẫn. Những người này giỏi về ngụy trang, giết người tại vô hình, mấu chốt có cực mạnh võ đạo thực lực. Bọn họ không chỉ ở Hoa Hạ thi hành nhiệm vụ, có chút lại là ở hải ngoại. Huyết mai điện bản đồ chỉ ở Hoa Hạ, cái này không thỏa mãn được huyết mai điện điện chủ dã tâm. Mà trên đài cao, chính là một bức tượng thành mãnh hổ ghế đá. Ghế đá bề ngoài linh khí phun trào, giá trị bất phàm. Mà ngồi ở ghế đá trên người đàn ông trung niên chính là huyết mai điện điện chủ, Chiến Thao. Chiếm đào quanh thân có một đạo cực mạnh sát ý ngất trời, dường như muốn phá vỡ cái đại điện này vậy. Hắn ánh mắt rất nhỏ, nhưng là chỉ cần một ánh mắt, nhưng làm cho lòng người sợ hãi. Đột nhiên, Chiến Đào đứng lên, hắn con người quét nhìn toàn trường, gần từng chữ các người hẳn đều biết ta tại sao để cho các người cắt đứt nhiệm vụ đi. Biết, phía dưới truyền đến một đạo gầm thét tiếng. Lục Hàn Sương và Lăng Phong vậy ở trong đó. Chiến Đào gật đầu một cái, hai tay chắp sau lưng, mở miệng nói, từ ta phụ thân đem huyết mai điện giao cho ta sau đó. Huyết mai điện cơ hồ không có đụng gặp qua khó giải quyết đối tượng, càng không thể nào liền thất bại. Nhưng là bây giờ, cái đó phá xấu xa chúng ta huyết mai điện quy củ người xuất hiện. Các người nói nên làm cái gì? Chặt đứt đầu lâu, hút hắn máu tươi. Lại là một đạo ngày hôm nay gầm thét vang khắp đại điện. Được, rất tốt, tối mai, các người cho rằng mấy phút có thể phế người này, sau đó xách đầu tới gặp ta. Chiến Thao thanh âm vang lên. Lạnh như băng mà vô cùng cái uy nghiêm. Dứt lời, một cái mang mặt nạ người đàn ông trực tiếp đứng ra, giận dữ hét, khải bẩm điện chủ, cho ta Khương Vân 30 giây, ta định để cho hắn thủ thân phận cách, ngũ mã phân thây. Đồng thời, một cái khác tay cầm dao nhọn nam dâu quai hàm người vậy đứng dậy, tự tin nói, điện chủ, 30 giây quá lâu, cho ta đồ tể 10 giây, ta tự mình bẻ gãy hắn đầu lâu, thằng nhóc này căn bản không có lực phản kích. Chiến Đào gật đầu một cái, rất hài lòng những huyết mai điện này sát thủ khí thế, nhưng vẫn nói các người cố nhiên là ta huyết mai điện tinh nhuệ, thực lực cực mạnh, nhưng là người chúng ta đã không chỉ một lần thua ở tiểu súc sinh này trên tay, vì để đạt được an toàn, ta sẽ từ các người chúng tuyển chọn 30 người, do Hà trưởng lão dẫn đội, ở kinh thành Đại học Sư phạm bày thiên la địa võng. Chỉ cần người này dám bước vào kinh thành Đại học Sư phạm một bước, hắn liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Điện chủ, uy vũ. Từng đạo tức giận tiếng nhộn nhạo lên. Lăng Phong và Lục Hàn Sương bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chỉ mong Diệp Thần đã rời đi kinh thành Đại học Sư phạm, nếu không coi như Thiên Vương lão tử tới, vậy không cứu được tên này. Ngay tại lúc này,
một cái bóng đen hướng chiến đảo đi. Tốc độ cực nhanh, mắt xem thì phải chạm được trên đài chiến đảo một trưởng đánh ra. Nặng nề trưởng gió nổ tung, kẹp theo kinh khủng khí tức tử vong, hướng bóng đen thiên tinh cuộn sạch đi. Lách cách, để cho hắn bất ngờ là, hướng hắn bay tới lại là một viên đầu lâu dữ tợn. Này đầu lâu chủ nhân chính là huyết mai điện một vị cường giả. Thấy một màn này, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, con ngươi lại là xúc tới cực điểm. Trong lòng lại là hồ nghi vạn phần, tại sao có thể có một cái đầu lâu đột nhiên bắn ra. Liền tại tất cả người nghi ngờ thời điểm, một đạo tiếng bước chân từ phía sau truyền tới. Vô số đạo ánh mắt đồng loạt hướng sau lưng nhìn lại. Ngay tức thì phát hiện một cái ăn mặc đồ dạo phố thanh niên đang cắm túi chậm du du đi tới. Đi dạo sân vắng. Hơi thở rửng rưng. Khi thấy rõ thanh niên mặt, biểu tình của tất cả mọi người cơ hồ đờ đẫn. Đại điện như trưa đêm bãi tha ma vậy yên lặng, ngay cả tiếng hô hấp cũng không có. Từng cái giống như pho tượng, ngây ngốc lăng tại chỗ. Bởi vì cái này người thanh niên chính là bọn họ lần này ám sát đối tượng Diệp Thần. Quỷ dị chính là người này không ở kinh thành đại học sư phạm, ngược lại chủ động đi tới cửa. Cái này mẹ hắn là muốn hù chết người tiết tấu. Lăng Phong diễn cảm cực kỳ sợ hãi, Lục Hàn Xương mắt đẹp trợn to, đưa ra trắng nõn tay bưng kín miệng mình. Hắn lại tới. Đây là muốn chết sao? Diệp Thần xuất hiện, đối với huyết mai điện tổng bộ người mà nói, không thể nghi ngờ là một tiếng sấm. Huyết mai điện tích trữ ở nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có một cái ám sát đối tượng biết chủ động đi tới huyết mai điện. Tên này chẳng lẽ là ngại mạng mình quá dài. Đám người một hồi sao động, từng đạo sát ý trực tiếp hướng Diệp Thần ngưng tụ đi. Lục Hàn Xương tỉnh hồn lại, trong mắt lại xuất hiện một chút bất đắc dĩ. Nàng hôm nay đã hết tình hết nghĩa nhắc nhở Diệp Thần. Kết quả tên này hay là tìm chết. Nàng vốn cho là Diệp Thần hỏi huyết mai điện tổng bộ địa chỉ, chẳng qua là ở nàng trước mặt dáng vẻ giả bộ một chút. Bây giờ nhìn lại, tên này chính là một kẻ ngu. À, Lục Hàn Xương trong lòng thở dài một hơi, nàng cũng coi là nhìn Diệp Thần từ tỉnh chiết giang lên, bây giờ phải bỏ mạng ở huyết mai điện, hoặc nhiều hoặc ít có chút thương tiếc. Nàng phụ thân Lục Lăng Phong cũng là như vậy. Trong tròng mắt đều là đối với Diệp Thần không biết làm sao. Trên đài chiến đảo khóe miệng phác họa một đạo nụ cười, một bước bước ra, liền tới đến dưới đài. Hắn đi theo phía sau bốn đạo thân ảnh, cũng là rơi xuống, chính là huyết mai điện bốn vị hơi thở kinh khủng trưởng lão. Đám người tản ra, cho bọn họ trở lại một con đường tới. Hai bên ý định giết người tựa như trở thành chiến đảo bảo vệ. Làm huyết mai điện điện chủ chiến đảo đi tới Diệp Thần 10 mét khoảng cách đất, hắn ngừng lại. Xem ra, bên ngoài những máu kia mai điện cường giả đều bị ngươi giết, đúng không? Diệp Thần không nói gì. Bót bót bót. Chiến đảo vỗ tay, dùng âm dương quái khí giọng nói, Diệp Thần, không khỏi không thừa nhận, ngươi là ta đã thấy thiên tài nhất kinh diễm, ta huyết mai điện nhiều cường giả như vậy cũng thua ở trên tay ngươi, ngươi thực lực, rất mạnh. Nếu như người ta không phải là đối thủ, không có vậy ân oán, có lẽ còn có thể làm bạn. Diệp Thần hai tay từ trong túi đưa ra ngoài, chắp sau lưng, nói thứ nhất, người chết không có tư cách thành là bạn của ta, thứ hai, người quá nhiều lời nhảm nhí. Chiến đào không có chút ba động nào, ở hắn trong mắt, Diệp Thần bước vào nơi đây, đã biểu thị kết cục. Nếu như nhiều người như vậy cũng không đối phó được một cái thằng nhóc lông đều chưa mọc đủ. Vậy huyết mai điện thật không cần ở hoa hạ lăn lộn. Diệp Thần, ta huyết mai điện cũng không phải bất cận nhân tình hạng người, ta biết trên mình ngươi có vậy vực ngoại vật. Đem đồ vật hiến tặng cho ta, sau đó lăn xuống tới dập đầu mấy cái nói xin lỗi, ta cân nhắc cho ngươi một cái thi thể nguyên vẹn. Diệp Thần con ngươi không có chút nào nhiệt độ, trong tay đã xuất hiện Trảm Long kiếm, nhàn nhạt nói, chỉ bằng ngươi loại rác dưới này, còn có tư cách để cho ta quỳ. Hôm nay, ta liền để cho ngươi quỳ xuống ta trước mặt. Lời nói vừa ra, tất cả mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Toàn bộ hoa hạ, dám làm nhục huyết mai điện điện chủ người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Coi như không xem chiến đào thực lực, người ở sau lưng hắn vậy đủ để kiêng kỵ. Mà Diệp Thần, lại trước mặt nhiều người như vậy làm nhục chiến đào. Đây quả thực không cho tha thứ.
Chiến Đào không nói gì, nhưng nhìn Diệp Thần, hắn sắc mặt đổi được dữ tợn. Điện chủ, Khương Vân thỉnh cầu đánh một trận. Đột nhiên, một đạo giày chi tiếng vang lên. Một giây kế tiếp, một cái mang mặt nạ người đàn ông vọt ra. Chính là mới vừa rồi nói 30 giây có thể chặt đứt Diệp Thần đầu lâu cái tên kia. Cường đại sát khí hướng Diệp Thần cuộn sạch đi. Hắn muốn ở Chiến Đào trước mặt biểu hiện. Chém chết Diệp Thần, 30 giây đủ để. Khương Vân khí thế không ngừng leo lên, một tiếng giày dưới, chân phải bước ra, tung người nhảy một cái. Ước chừng 3 mét cao. Thân thể cao lớn quơ quả đấm hướng Diệp Thần đập tới. Một kích này, cuồng gió gào thét, lực lượng tuyệt đối khủng bố. Một khi đập chúng tất nhiên là một bãi máu thịt. Còn lại mấy vị huyết mai điện cường giả cũng muốn xông vào trong đó, cùng nhau chém chết Diệp Thần, lại bị Chiến Đào ra tay chặn lại. Hắn thật là tò mò, Diệp Thần võ đạo thực lực rốt cuộc có bao nhiêu sao kinh người, có thể chém chết nhiều như vậy vị huyết mai điện cao cấp sát thủ. Diệp Thần nhìn không trung rơi xuống bóng đen, khóe miệng vẻ khinh thường. 30 trong nháy mắt giết ta, vậy ngươi biết ta giết ngươi cần mấy giây sao? Vậy Khương Vân ngẩn ra. Còn chưa kịp phản ứng, một đạo hàn nhập cốt tủy thanh âm ở bên tai nổ vang. Giết ngươi, một giây là đủ rồi. Động nhược cuồng gió, thế như mãnh hổ. Giờ khắc này Diệp Thần phảng phất là một tia chớp, xé mở tối huyết mai điện. Hắn đầu gối cong, cả người hướng Khương Vân đi. Thậm chí ngay cả trong tay Trảm Long kiếm cũng đã biến mất. Ở hắn trong mắt, loại này người căn bản không xứng hắn xuất kiếm. Diệp Thần quanh thân cuốn lên cuồng gió, tốc độ cực hạn dưới, đã và Khương Vân chỉ có một mét khoảng cách. Chớp mắt bây giờ, Diệp Thần năm ngón tay dương ra, chính xác đi vô cùng giữ lại tay đối phương cổ tay, chợt hướng mình kéo một cái. Phịch! Quanh thân chân khí đột nhiên bùng nổ, Diệp Thần giống như một tòa trăm mét núi to, chấn áp xuống. Nặng nề tiếng va chạm chính giữa, tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Khương Vân chỉ cảm thấy một cỗ uy áp bao phủ hắn, hắn liền đánh lại quyền lực cũng không có. Ngũ tạng lục phủ chấn động, lại là khạc ra một ngụm máu tươi. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lấy Diệp Thần bây giờ thực lực, như vậy một kích, bao nhiêu người có thể vác ở. Bành! Khương Vân thân thể đập vào đất đai trên, mặt đất chấn động, một cái hố to tạo thành, vô số đạo vết nứt hướng bốn phương tám hướng tản ra. Mấu chốt! Khương Vân nhưng là liền hoàn chỉnh máu thịt cũng không có. Thân thể lại là chia năm xẻ bảy. Máu tươi nổ tung. Nhìn thấy mà giật mình. Tê. Những máu kia mai điện cường giả ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ biết Diệp Thần thực lực rất mạnh, nếu không cũng không khả năng nhiều cường giả như vậy thua ở Diệp Thần trên tay, nhưng là căn bản không biết hắn như thế mạnh à. Chỉ một kích, trực tiếp để cho Khương Vân thân thể cũng không hoàn chỉnh. Cái này so với ngũ mã phân thây còn thảm thiết à. Lục Hàn Sương sắc mặt trắng bệch, nàng nhìn một cái Lục Lăng Phong, hai người con ngươi đều là sâu đậm kinh hoàng. Nhớ một tháng trước, bọn họ còn gặp qua Diệp Thần thực lực. Khi đó mặc dù rất mạnh, nhưng là cũng không có như thế đáng sợ à. Khương Vân thực lực gì, bọn họ rõ ràng. Một kích bể thân, ai có thể làm được à. Còn không chờ mọi người phản ứng qua bên trong. Diệp Thần lạnh như băng con người bắn về phía một hướng khác. Chính là vị kia nói 3 giây muốn chém giết Diệp Thần đồ tể. Đồ tể cảm giác được không đúng, thân thể theo bản năng lui về phía sau, nhưng là căn bản không còn kịp rồi. Một đạo thân ảnh cấp tốc ở trước mắt thoáng qua. Diệp Thần lại đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là cái gì quỷ mị thân phận, cũng quá nhanh đi. Đồ tể thực lực so Khương Vân cường thượng rất nhiều. Nhiều năm giết người kinh nghiệm, để cho hắn theo bản năng kình khí lăn lộn, trong tay dao nhọn trực tiếp hướng bóng đen đâm tới. Tự tìm cái chết. Dao nhọn kình khí cuồn cuộn, khí thế bừng bừng, vừa mới chuẩn bị đâm vào bóng đen trong, một cổ cường đại trở ngại bỗng nhiên tạo thành. Bóng đen dừng lại, hết thảy rõ ràng. Chỉ gặp Diệp Thần năm ngón tay nắm dao nhọn, rét lạnh nụ cười chỉ như vậy đổ chiếu vào liền đồ tể con ngươi trên. Như vậy nụ cười. Lại để cho đồ tể nhiều năm qua như vậy lần đầu tiên sinh ra sợ hãi cảm giác. Mấu chốt đối phương quá cường thế à? Phá! Diệp Thần khạc ra hai chữ, dao nhọn trực tiếp bị một cổ chân khí cường đại chấn vỡ.
Đồ tể cánh tay vậy bị một cổ cực mạnh đợt khí đánh vào. Tay phải trực tiếp tê liệt. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Hắn trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng. Đồ tể ở Hoa Hạ giết nhiều như vậy võ đạo cường giả, còn không có đụng gặp qua loại này tồn tại à? Chẳng lẽ thằng nhóc này cũng xông vào Hoa Hạ tông sư bảng trước 10 không được? Còn không chờ hắn nghĩ rõ ràng, Diệp Thần một quyền trực tiếp đánh ra. Đơn giản, không có bất kỳ hoa tiếu gì có thể nói. Nhưng chính là một quyền này, Diệp Thần đem lực lượng quán chú đến mức tận cùng, huyết long hư ảnh lực mơ hồ muốn lao ra. Bành! Diệp Thần một quyền đánh ra đất bằng phẳng sấm. Ken két! Thanh thúy tiếng xương cốt gãy truyền tới. À! Tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết chính giữa, mắt thường có thể thấy được, đồ tể hai cánh tay, phơi bầy quỷ dị cong. Xương trắng lộ ra, máu tươi như suối nước vậy xông ra. Phịch! Rồi sau đó, một quyền này uy lực còn lại, hung hăng nện ở đồ tể trên ngực. Nặng nề tiếng va chạm chính giữa, đồ tể sắc mặt nhăn nhó, con người cơ hồ tuôn ra tới, máu tươi không ngừng khạc ra, giống như diều đứt dây vậy trực tiếp bay ra ngoài. Bành, một tiếng vang thật lớn, trực tiếp nện ở huyết mai điện điện chủ chiến đảo bên chân. Hai cánh tay toàn đoạn, ngũ tạng lục phủ nứt ra, tựa như bị đánh rách, xương ngực xuyên thấu thân thể. Đều là máu tươi. Đồ tể liền thở hổn hển cơ hội cũng không có, chết tại chỗ. Giờ khắc này, toàn bộ huyết mai điện cũng yên lặng lại. Một cổ lạnh như băng tử ý bao quanh tất cả mọi người tại chỗ thân thể. Bọn họ trong mắt không khỏi gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, hoặc kinh sợ, hoặc sợ hãi, hoặc điên cuồng. Huyết mai điện lấy giết chứng đạo, thủ đoạn thông thiên, giết võ đạo cường giả không có 100.000, cũng có 10.000. Nhưng giờ phút này, bọn họ đầu óc vang vọng hình ảnh, chính là vậy thật đơn giản hai quyền. Cái này hai quyền tựa như sụp đổ thế giới, đập vào trong lòng bọn họ trên, loại này đau đớn trực kích thần hồn à. Huyết mai điện điện chủ chiến đào sắc mặt hoàn toàn tối. Đối phương xông vào huyết mai điện, lại là ở hắn mí mắt phía dưới trực tiếp chém giết hai người, đây quả thực giống như là một cái tát hung hãn phiến ở mặt hắn lên, để cho hắn trên mặt không ánh sáng. Ngay tại hắn tầm mắt bắn về phía Diệp Thần nháy mắt, Diệp Thần lạnh như băng ánh mắt vậy bắn về phía hắn. Hai đạo ánh mắt xuyên qua đám người, ở trong không khí kịch liệt chấn động. Ngút trời sát ý va chạm, một đạo vô hình đợt khí hướng bốn phương tám hướng lăn lộn. Để cho mỗi một cái huyết mai điện sát thủ cảm giác khó chịu đến mức tận cùng. Ngay tại lúc này, chiến đào lên tiếng, huyết mai điện sát thủ nghe lệnh, toàn lực chu diệt người này. Một giây, hai giây, ba giây, căn bản không có người động. Ai dám đi tìm ác ma kia phiền toái à? Chiến đào trên mặt mang không dừng được, nổi giận gầm lên một tiếng, ai nếu có thể chặt đứt người này đầu lâu, lập tức phá lệ thăng là huyết mai điện trưởng lão. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong mắt đổi là nóng bỏng. Huyết mai điện trưởng lão có thể hưởng thụ huyết mai điện mạnh mẽ tài nguyên. Tốc độ tu luyện cực nhanh. Không chỉ như vậy, một khi thành là huyết mai điện trưởng lão, lại nữa cần muốn ám sát, chỉ cần hưởng thụ quyền lợi vui thích. Tại chỗ mỗi một cái huyết mai điện sát thủ, ai không nghĩ như thế. Cơ hồ ngay tức thì, 20 đạo thân ảnh hướng Diệp Thần vọt tới. Cơ hồ một nửa người. Diệp Thần lạnh lùng nhìn những cái kia phun trào mà đến ý định giết người, bàn tay tụ lại. Chân khí cuồn cuộn. Chung quanh gió nổi lên, thân thể lại là truyền tới từng cơn long ngâm. Huyết long mặc dù không có xông ra, nhưng cho Diệp Thần cực lớn lực lượng và khí thế tăng phúc. Chết hơi thở tràn ngập tới. Chung quanh bị một cổ hàn lưu cuộn sạch. Thế giới trước mắt, tựa như đổi được đen nhánh, cửa địa ngục đã mở. Mà Diệp Thần chính là mở ra địa ngục cửa người. Phần thiên trưởng. Diệp Thần một tiếng giống giận, một đạo hỏa diễm hư trưởng bỗng nhiên tạo thành. Khoảnh khắc bây giờ, cuồng gió phun trào, trong không khí truyền tới từng cơn nổ ầm, giống như huyền sấm nổ tung. Cuốn lên trước giống như thực chất giống vậy đợt khí, một trường này, không chút lưu tình càn quét đi. Diệp Thần quanh thân bao phủ ở một tầng giống như liệt hỏa ánh đỏ chính giữa. Giờ khắc này, hắn giống như hỏa thần giáng thế. Rào, một tiếng, phần thiên trưởng bùng nổ, cầm đầu một số người thân thể trực tiếp hóa là một đạo đen nhánh, máu thịt nổ tung. Trực tiếp bỏ mình,
mà những cái kia ở phía sau huyết mai điện cường giả vậy như lâm đại địch, nhận ra được không đúng, vội vàng lui về phía sau. Cái này mẹ hắn là chiêu thức gì à? Căn bản không phải bọn họ có thể hiểu phạm vi à? Một trường lại ngưng tụ ra dị tượng như thế. Ngọn lửa này vậy là cái gì quỷ? Tên này chẳng lẽ là trong truyền thuyết người tu luyện? Cho dù bọn họ trước thời hạn lui về phía sau, vậy cổ khí lãng giống như thực chất vậy nổ tung, toàn bộ huyết mai điện mơ hồ run rẩy. Người ngưỡng mã phiên, huyết mai điện lại là hạ nổi lên một đạo mưa máu. Diệp Thần hơi thở dốc, một kích này phần thiên trưởng, hắn còn cố ý áp chế một ít, nếu không đan điền chân khí móc sạch, hắn làm sao đối mặt những người còn lại. Bất quá như một chiêu này, đủ để chấn nhiếp những thứ này huyết mai điện sát thủ. Giờ phút này, không có một người dám động thủ nữa. Chiến đào con người cực kỳ nghiêm túc, Diệp Thần đột nhiên xông vào huyết mai điện, đã hoàn toàn để cho tình hình mất khống chế. Nếu như lại không chém chết Diệp Thần, tuyệt đối phiền toái. Nghĩ rõ ràng hết thảy, hắn nhìn về phía sau lưng bốn vị huyết mai điện trưởng lão, phân phó nói, chúng ta năm người ngưng trận, người này không giết, tuyệt đối là huyết mai điện ác mộng. Điện chủ. Vậy bốn vị ông già hơi thở leo lên, năm ngón tay nắm chặt, bốn thanh trường kiếm cách không bay tới, bị bọn họ nắm chặt lòng bàn tay. Một giây kế tiếp, bốn vị ông già cùng với chiến đào, bước chân đạp một cái, thân thể lại bay lên không, kiếm ý ngút trời, trực thủ Diệp Thần thủ cấp. Xa xa Lục Hàn Sương thấy một màn này, tim ùm ùm nhảy lợi hại. Dám hỏi Hoa Hạ võ đạo giới ai có thể lấy lực một người, chấn áp nhiều như vậy huyết mai điện sát thủ. Chỉ có Diệp Thần. Dám hỏi Hoa Hạ đất đai ai có thể để cho huyết mai điện điện chủ chiến đào cùng với bốn vị trí cường trưởng lão liên hiệp thiết lập trận. Chỉ có Diệp Thần. Trận chiến này, Diệp Thần bỏ mặc thắng thua, đủ để dung chuyển Hoa Hạ thế giới dưới đất. Thậm chí có thể dung chuyển Hoa Hạ võ đạo giới. Ba, người cảm thấy Diệp Thần có thể thắng sao? Lục Hàn Sương nhìn về phía bên cạnh Lục Lăng Phong, thanh âm có chút run rẩy. Lục Hàn Sương phức tạp nhìn về phía Diệp Thần, không nói gì, nhưng là lòng bàn tay nhưng tất cả đều là mồ hôi. Trong cơ thể hắn máu tươi cháy, sôi trào. Hắn đã từng vậy ảo tưởng qua như vậy, nhưng là qua mấy thập niên, như vậy cử chỉ có thể thành là hắn ban đêm ảo tưởng. Mà Diệp Thần, nhưng làm được. Nhưng mà, Diệp Thần ở huyết mai điện cái này 5 người vây quét dưới, có thể thắng sao? Cơ hồ mong manh. Huyết mai điện tồn tại Hoa Hạ nhiều năm như vậy, không phải không có lý do. Xa xa, Diệp Thần nhìn cướp được 5 người, con người rốt cuộc có vẻ ngưng trọng. Cái này 5 người, rất mạnh. Hắn liền vội vàng lấy ra một chai tụ khí đan, trực tiếp một hơi ửng ực ăn hết. Đan dược tản ra, đan điền chân khí nhiều một tia, để cho hắn dễ chịu mấy phần. Mà giờ khắc này, 5 người đã hoàn toàn phong kín Diệp Thần đường lui. Bóng kiếm lượn quanh, bước chân kinh ngạc, mỗi một bước, mặt đất lại hình thành một đạo trận mang. Chiến đào cười lạnh một tiếng, Diệp Thần, người có thể dẫn động chúng ta 5 người liên thủ, dù là đến điện Diêm Vương, cũng đáng được thổi phồng một đám. Ở ngươi trước khi chết, không ngại lại nói cho ngươi một chuyện, chỉ cần ngươi vừa chết, ta sẽ đích thân đi tỉnh Chiết Giang, nuốt trọn ngươi tập đoàn Thiên Chính. Không chỉ như vậy. Nghe nói người ở tỉnh Chiết Giang có hai cô gái đẹp đi theo, các nàng gọi là Tôn Di và Hạ Nhược Tuyết đi, ha ha, cái này hai phụ nữ cũng sẽ bị ta bắt tới để cho thủ hạ ta hưởng dụng. Ha ha ha, nghe được những lời này, Diệp Thần con ngươi tràn đầy tia máu, hoàn toàn nổi giận. Trong mắt hắn cực kỳ là máu. Cái này cố tức giận, tựa như nhẫn nại cực độ lâu, đã cuồng bạo không chịu nổi. Cực điểm, nó khát vọng bùng nổ. Khát vọng giết hại, khát vọng hủy diệt, khát vọng giết người, khát vọng hết thảy vắng vẻ không. Diệp Thần trong tay Trảm Long kiếm bổ ra, mang cuồn cuộn gầm thét, từ nay về sau, thế gian lại không huyết mai điện. Một kiếm này thừa tái Diệp Thần ngút trời tức giận, càn quét bát phương. Chiến đào và bốn vị huyết mai điện trưởng lão cũng không dám khinh thường, kinh khí cuồn cuộn, cực kỳ cường đại năm kiếm thi triển đi. Trận pháp gia trì. Năm kiếm hợp hai là một, lại hình thành một cái kiếm to màu đen hư ảnh. Kiếm to ước chừng trăm trượng, hướng Diệp Thần không chút lưu tình chém tới. Diệp Thần, ta xem ngươi làm sao ngăn cản.
Người coi như lại nghịch thiên, một kiếm này, người vậy không chịu nổi. Người mạnh hơn nữa, cũng chỉ có một người mà thôi. Diệp Thần chảm long kiếm trực tiếp và ngút trời kiếm ý va chạm. Ầm ầm, tiếng vang kịch liệt truyền tới, đất rung núi chuyển, tựa như mà thế. Toàn bộ huyết mai điện tựa như không chịu nổi lực lượng này, thiếu chút nữa oanh bay. Bành, hai đạo lực lượng trực tiếp nổ tung, cuồng bạo đợt khí, tựa như hóa là u minh hổ đói, hướng tất cả mọi người nhào tới. Chiến đào năm người ngưng trận, mặc dù cản trở một kích này, nhưng là bọn họ vẫn là lui về sau dòng dã 10 bước. Có thể gặp một kích này uy lực, mà Diệp Thần thảm hại hơn, thân thể trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hắn chợt đem Trảm Long kiếm cắm trên mặt đất, kịch liệt sao hỏa phun trào, tí tách không ngừng lọt vào tai. Trảm Long kiếm trực tiếp đem đất mặt vạch ra một đường thật dài rãnh sâu, loạn thạch hoành bay. Có thể gặp khủng bố. Huyết khí trong cơ thể dâng trào, Diệp Thần sắc mặt có chút trắng bệch. Hắn thở hổn hển, một người đối với 5 vị huyết mai điện cao cấp cường giả, quả thật cố hết sức. Cái này 5 người, bất kỳ một người nào đặt ở Hoa Hạ võ đạo giới đều là cực kỳ kinh khủng tồn tại. Mặc dù không bằng Giang Kiếm Phong và Tịnh Đạo Đại Sư, nhưng là thực lực ít nhất có thể bước lên Hoa Hạ Tông Sư bảng trước 15. Chiến Đào và 4 vị trưởng lão trong lòng lại là rung động liền liền, một kích này, nhìn như bọn họ thắng. Có thể bọn họ là 5 người à? Năm một nhân tài đem thằng nhóc này đánh cho thành như vậy, người này chẳng lẽ nghịch thiên? Năm người nhìn nhau, cũng nhìn thấu lẫn nhau trong mắt sát ý, người này không chết, huyết mai điện thật sẽ bị tiêu diệt. Giết! Năm đạo thân ảnh cấp tốc lướt qua, bóng kiếm đầy trời, hướng Diệp Thần bọc. Diệp Thần trường kiếm một chuyển, thân thể lần nữa bị chấn động bay. Lần này, hắn lại khạc ra một ngụm máu tươi, cực kỳ khó chịu. Diệp Thần hoàn toàn có thể để cho tòa thứ 3 mộ bia đại năng ra tay. Nhưng là hắn không có làm như vậy. Võ đạo một đường, không thể một vị dựa vào người khác. Chỉ có thực lực mạnh mẽ, mới là vương đạo. Diệp Thần, chắc hẳn ngũ tạng lục phủ ngươi cũng rất khó bị đi, nếu như ngươi hôm nay không chết, phỏng đoán không cần mấy năm, Hoa Hạ võ đạo giới cũng là ngươi xưng hùng. Nhưng là, ta Chiến Đào cũng sẽ không cho ngươi cơ hội này, ta thích bóp chết thiên tài. Bóp chết ngươi loại thiên tài này, chính là một loại hưởng thụ, ha ha. Năm kiếm phá tâm. Cười lạnh một tiếng sau đó, Chiến Đào đổi được cực kỳ nghiêm túc, còn lại 4 người nghe được năm kiếm phá tâm, ngay tức thì công khai, kinh khí từ toàn thân phun trào đến trường kiếm trong tay trên. Trong chốc lát từng cổ một khí thế tăng vọt lên, cuồng gió cuốn sạch toàn bộ đất đai. Không thể không nói, 5 người hiện ra khí thế, coi là thật kinh người. Theo cái này một cổ khí thế bung ra, chẳng qua là trong nháy mắt, tất cả mọi người chỉ cảm thấy nghẹt thở. Một ít đến gần 5 máu người mai điện cường giả lại trực tiếp chấn động ra một ngụm máu tươi. Diệp Thần, một kích này xem ngươi như thế nào ngăn trở. Dứt lời, 5 đạo quang mang trực kích đi, tiếng nổ chấn động, khí thế cường đại phóng lên cao. Diệp Thần chỉ như vậy đứng, tựa như đón một kích kia, không sợ hãi. Đột nhiên, hắn nhắm mắt. Bên tai tựa như vang lên ông già áo bào đen, cũng chính là giết hại đạo quân nói tiếng nói. Đồ nhi, thiên địa vạn vật, đại đạo 3000, tiểu đạo vô số. Ta lấy giết hại chứng đạo, càng lấy kiếm ý tìm đạo. Kiếm, là vua binh khí, tiến có thể công lui có thể thủ, không chỗ nào bất lợi. Phá thiên kiếm ý tổng cộng có 3 kiếm. Mỗi một kiếm dung hợp đại đạo quy luật, một khi đại thành, ở đủ thực lực chống đỡ lực. 3 kiếm phá thiên đủ để. Cho nên mới kêu hắn phá thiên kiếm ý. Kiếm thứ nhất, Tiềm Long Trảm Thương Khung. Nếu như tu luyện tới đại thành, một kiếm vung ra, quỷ thần chấn động. Diệp Thần rất rõ ràng, hắn duy nhất có thể ngăn cản chính là phá thiên kiếm ý. Hắn ở luân hồi mộ địa diễn hóa liền mấy lần, căn bản không có giết hại đạo quân mạnh mẽ. Mấu chốt hiện đang thi triển, đối với thân thể có cực lớn tổn thương. Ít nhất phải nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể tỉnh hồn lại. Nhưng là giờ phút này hắn không có lựa chọn. Không do dự nữa, hắn nắm Trảm Long kiếm tay giơ lên. Quanh thân khí thế thốt nhiên mà phát. Tiếng nổ chấn động, khí thế cường đại phóng lên cao. Cuồng gió cuộn sạch, nhật nguyệt thất sắc. Khí thế kia, cực kỳ khủng bố. Thậm chí bùng nổ ngay tức thì, để cho tất cả mọi người nghẹt thở.
liền xa xa Lục Hàn Sương và Lục Lăng Phong, ở nơi này một cổ dưới khí thế, sắc mặt ngay tức thì tái nhợt, toàn thân lại ướt đẫm. Loại khí thế này, bọn họ cho tới bây giờ không có gặp qua. Bọn họ ở nơi này một cổ sát khí dưới, tựa như cảm nhận được thiên địa động lại, giống như hóa là tu la địa ngục. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, tên này rốt cuộc là dạng gì tồn tại à? Làm sao biết bộc phát ra loại này lực lượng? Chiến Đào và còn lại bốn vị ông già sắc mặt đại biến, cảm thấy không đúng. Mới vừa muốn nói chuyện, một đạo kinh thiên long ngâm vang khắp, ngay sau đó, một cái dài mười mấy mét huyết long từ Diệp Thần trong cơ thể chui ra. Huyết long trực tiếp xông phá nóc nhà, trên cao nhìn xuống quét nhìn mọi người, trong mắt lạnh như băng, tựa như mắt nhìn xuống một bầy kiến hôi. Một màn này, trực tiếp để cho huyết mai điện mười mấy vị sát thủ sợ đặt mông ngồi trên mặt đất. Đây là bọn họ cho tới bây giờ chưa từng có sợ hãi. Liền liền Chiến Đào trong mắt cũng là lau một cái sâu đậm kinh hãi. Tiềm long trảm thương khung. Diệp Thần một tiếng giống giận, đột nhiên thoát ra, trảm long kiếm lại là hóa làm trận trận kiếm mang. Phá vỡ hết thảy. Ung ung. Kiếm ý sở trí đất, hoàn toàn nổ, một hồi khẽ rên, ngay tức thì kiếm quang ngất trời. Một kiếm này quét ra, mau đến mức tận cùng, do như sấm phá vỡ chân trời. Đỉnh đầu huyết long lại là từng cơn gầm thét. Nháy mắt tức thì, đầy trời kiếm khí, khí lạnh bức người. Cuốn lên cuồng gió, giống như ác quỷ kêu khóc, nhiếp tâm hồn người. Bành! Một kiếm rơi xuống, vậy Chiến Đào cầm đầu 5 người một kích, trực tiếp chấn vỡ. 5 người võ, căn bản kém hơn phá thiên kiếm ý một kiếm. Có thể gặp bá đạo. Xé kéo. Vậy bốn vị huyết mai điện trưởng lão luống cuống. Cường đại kiếm ý cuốn tới. Để cho bọn họ thân hình bỗng nhiên một lần. Không. Sợ hãi trong nháy mắt tràn ngập, bao quanh toàn thân bọn họ. Như vậy kiếm ý dưới, bọn họ liền ngăn trở tư cách cũng không có. Cút ngay à. Bốn vị trưởng lão hoảng sợ gầm thét, thanh âm vừa dứt hạ, hắn thân thể trực tiếp nổ bay, hóa là một đạo xương máu. Liền sao sao cũng không có tư cách tồn tại. Phía sau nhất Chiến Đào sợ toàn thân run rẩy, vội vàng quỳ xuống, Diệp Tông Sư, mời lưu ta một mạng. Ta nguyện ý cống hiến hết thảy. Chậm, Diệp Thần khóe miệng nhưng là lộ ra một tia cười nhạt. Chết, bỗng nhiên, kiếm ý bung ra, xé không khí, xì. Một tiếng, Chiến Đào đầu lâu trực tiếp bị chém đứt. Dữ tợn lại hoảng sợ trong mắt mở, đầu lâu trên đất lăn, cho đến ở Lục Lăng Phong dưới chân mới hoàn toàn dừng lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 18.